Mà thời khắc này, Lê Vô Sinh vừa mới bị Lý Thiên Mệnh một chiêu chảm lạc tinh thần, làm cho lui ra chỉ ít 30 mét. Lê Cửu Tử thấy được Lý Thiên Mệnh cái kia điên cuồng ánh mắt. Hắn tựa như là đánh không chết Phong Tử, lúc này lại như ma quỷ một dạng xông lên, thu quyền, xuất quyền, liền ngay trong chớp mắt này. Tam sinh ma quyền, thần ma, diệt thế nhất quyền. Một quyền này, siêu thoát nhân ma thiên ma. Đây là Lý Thiên Mệnh ngay một khắc này, tâm linh gặp gỡ, tại cái này trong chiến đấu, cảm nhận được chánh thức phong ma ý cảnh. Trước kia, hắn thử qua rất nhiều lần, nhưng chính là kém một chút, bởi vì hắn không thành được đáng sợ nhất điên cuồng. Mà lúc này, làm hắn lấy thái nhất đệ tử thân phận, thua ngàn năm, chỉ cầu một thắng tâm thái phía dưới, đối mặt hai cái này đối thủ mạnh mẽ, phong ma ý chí, rốt cục tại thời khắc này bạo phát mà thành. Chân chính diệt thế nhất quyền, đánh ra. A, Lê Cửu Tử chỉ có thể kiên trì, đồng dạng nhất quyền đánh tới. Đây là hắn tu luyện thứ hai môn thiên ý chiến quyết, không động ma quyền, nhưng nói thật, hắn không phải rất quen thuộc. Làm tam sinh ma quyền tao ngộ không động ma quyền, làm ý chí bạo phát đối lên tâm hỏng người, thắng bại lập tức sốt cuộc. Răng rắc, sẽ không có người tin tưởng, Lý Thiên Mệnh cái kia bắt đầu so sánh giống như là trẻ sơ sinh một dạng cánh tay, trực tiếp đem Lê Cửu Tử cánh tay tại chỗ đánh gãy. Một tiếng răng rắc, Lê Cửu Tử cánh tay trực tiếp vặn vẹo, trong nháy mắt uốn lượn, kém chút văng ra ngoài. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cái kia diệt thế nhất quyền khủng bố thần uy, trực tiếp đập vào trên ngực của hắn. Ầm. Lê Cửu Tử ở ngực có phòng ngự thú binh, đều thẳng tiếp lõm vào. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt chừng được nhanh rơi xuống. Cái này thân thể to lớn, bị Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh bay ra ngoài. Trực tiếp cho nổ văng lên trời 300 mét, sau đó như nham thạch một dạng nện xuống đến, một tiếng ầm vang, đập ra một cái cự đại vũng bùn. Trên không trung thời điểm, còn có thể nghe được hắn thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm. Nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, truyền đến cốt cách đứt gãy tiếng tạch tạch. Sau một khắc, hắn mặt hướng dưới, không nhúc nhích, toàn thân đã mềm xuống dưới. Lê Cửu Tử, triệt để chiến bại. Mà lại, bại thật thê thảm. Tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Lý Thiên Mệnh không biết tình cảnh này, sẽ để cho Thánh Thiên trên chiến trường bao nhiêu người bỗng nhiên đứng thẳng, sẽ để cho bao nhiêu người sắc mặt khó coi, bởi vì hắn tao ngộ rất lớn nguy hiểm. Nhìn lại, Lê Vô Sinh đã giết tới trước mắt. Trên tay hắn quỷ nguyệt nhận lao vút mà ra, bay trong đao, cũng có thiên ý chiến quyết hàm ý, biến hóa thất thường. Vốn là Lý Thiên Mệnh có thể có thời gian chặn, nhưng giờ khắc này, hắn trả tao ngộ một loại khác công kích. Đến từ Hắc Minh Hoàng Trùng. Cái kia Hắc Minh Hoàng Trùng, ngay tại Lê Vô Sinh sau lưng, nó cái kia to lớn con mắt đỏ ngầu, giờ phút này đối với Lý Thiên Mệnh đột nhiên lấp lóe. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh hai mắt nhói nhói, trước mắt tưởng tượng không ngừng biến hóa. Tại cái này rối loạn ở giữa, hắn thậm chí không nhìn thấy cái kia quỷ nguyệt nhận quỹ tích, ngược lại thấy được cảnh vực kết giới bên ngoài 300.000 rung động ánh mắt. Những cái kia ánh mắt quá rung động, rất khó chịu, cơ hồ mỗi người đều sắc mặt cứng rắn, cùng ăn phân và nước tiểu giống như. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có cách nào sảng khoái, bởi vì không nhìn thấy quỷ nguyệt nhận, hắn rất có thể sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Điều này nói rõ, cảnh vực chi chiến những thứ này đối thủ, cũng không phải chém dưa thái rau. Cái này hai huynh đệ liên thủ chi lực, sao có thể dễ dàng đối phó. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai, xác thực tính toán siêu tuyệt biểu hiện. Không có người sẽ cho rằng hắn thực lực không đủ. Hắn đã đánh tan Lê Cửu Tử, lúc này thời điểm đứng trước sinh tử nguy hiểm, là bởi vì hắn tương đương với tại cùng một cái thời gian, bị Lê Cửu Tử, Lê Vô Sinh cùng Hắc Minh Hoàng Trùng ba cái đồng thời vây giết. Đây là Hắc Minh Hoàng Trùng thần thông, tên là Ác Quỷ Chi Nhãn, cùng Hắc Minh Đế Trùng Liệt Hồn Chi Âm đồng dạng đáng sợ. Nhưng, chỉ có bọn họ có cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu vây giết Hắc Minh Đế Trùng. Cũng là kiêng kỵ liệt hồn chi âm, ngay tại Lý Thiên Mệnh đánh tan Lê Cửu Tử trước, liệt hồn chi âm liền đã biến mất. Điều này nói rõ, Hắc Minh Đế Trùng bị đánh tan, cái kia liệt hồn chi âm, trực tiếp chuyển hóa làm kêu thảm. Dám giết tiểu đệ của ta. Ngay một khắc này, Lý Thiên Mệnh nghe được thanh âm quen thuộc. Phẫn nộ táo bạo, đến từ Huỳnh Hỏa. Hắn cười. Đúng vào lúc này, truyền đến Hắc Minh Hoàng Trùng kêu thảm, Lý Thiên Mệnh ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thư thái. Ánh mắt về tới cảnh vực kết giới. Hắn trong nháy mắt trông thấy, Miêu Miêu cắn một cái vào Hắc Minh Hoàng Trùng cổ, trực tiếp đem lật tung đập xuống đất,
sắc bén kia một đôi thú chảo, trực tiếp xé mở cái kia Hắc Minh Hoàng trùng miệng. Răng rắc, Hắc Minh Hoàng trùng, hàm dưới đứt gãy, máu tươi lao vút. Cho nên, nó ác quỷ chi nhãn trực tiếp mất đi hiệu lực. Lý Thiên Mệnh mới bởi vậy thấy rõ ràng hết thảy. Mà sau một khắc, chín đầu hỗn độn điện xà từ trên trời giáng xuống, vừa tốt bổ vào cái kia Hắc Minh Hoàng trùng bị xé mở miệng lên. Ầm ầm, tại Miêu Miêu nén phía dưới, cái kia Hắc Minh Hoàng trùng run không ngừng, co rút. Chín đầu lôi đình cự xà trực tiếp theo miệng đánh vào đi, nó không có trực tiếp nổ tung, tính toán thân thể nó đầy đủ kiên cố. Nhưng, nó trong bụng Hắc Minh trùng ấu thể, đoán chừng toàn bộ bị điện giật thành bụi phấn. Lôi đình sau đó, Hắc Minh Hoàng trùng mềm mại ngã xuống. Một bên khác, một cái khác sắt thép cự trùng, Hắc Minh đế trùng, đã sớm bị Huỳnh Hỏa Miêu Miêu liên thủ, giết đến thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống vũng máu bên trong. Mà giờ khắc này, làm Lê Vô Sinh muốn nhân cơ hội đánh tan Lý Thiên Mệnh thời điểm, Huỳnh Hỏa đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. Lê Vô Sinh chuyên chú chém giết Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng có gà. Phốc phốc, một kiếm này trong nháy mắt xuyên thủng Lê Vô Sinh bụng, kiếm khí vọt thẳng đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lê Vô Sinh một tiếng hét thảm, tròn mắt tận nứt. Mà Lý Thiên Mệnh đã sớm kịp phản ứng, kiếm thế của hắn nhanh như thiểm điện, tại gần trong gang tấc ở giữa, trực tiếp bổ ra quỷ nguyệt nhận, đang mạo hiểm một khắc, bảo vệ tánh mạng. Phốc phốc phốc, tiếp đó, Huỳnh Hỏa liên tục ba kiếm, đều đâm xuyên qua Lê Vô Sinh, cái kia Lê Vô Sinh máu me khắp người, run không ngừng. Trực tiếp ngã xuống Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngã xuống đất thời điểm, cả người đau đến thế giới co lại. Huỳnh Hỏa bốn kiếm xuyên thể, cũng không phải tốt tiếp nhận. Đồ bỏ đi, không có sao chứ ngươi. Lão tử một chút không thấy, ngươi thiếu chút nữa bị giết, có thể hay không để cho ta bớt lo một chút. Huỳnh Hỏa hai tay chống nạnh, giẫm tại Lê Vô Sinh trên đỉnh đầu, đắc ý đối Lý Thiên Mệnh cười nói. Rốt cục đến phiên nó, cứu được Lý Thiên Mệnh một lần. Bất quá lần này, cũng là bởi vì Lý Thiên Mệnh để nó cùng Miêu Miêu làm chuyện dễ dàng, đem nguy hiểm nhất chiến đấu lưu cho mình. Huỳnh Hỏa đương nhiên cũng biết. Nhưng, ngàn năm một thuở trang bức cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Muốn không phải nó cùng Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh bị ba cái đối thủ trong nháy mắt phây công, xác thực rất khó đứng vững. Hiện tại, Hắc Minh Tông hai người hai thú, toàn bộ chiến bại, một cái so một cái thảm liệt. Cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh bàn tay vỗ, Huỳnh Hỏa cười to tránh thoát đi, còn tại vui cười chào phúng. Mà Lý Thiên Mệnh, đem Lê Vô Sinh cho nhấc lên. Không có cách, hắn huynh đệ Lê Cửu Tử quá cao, lấy Lý Thiên Mệnh thân cao, chỉ có thể khi dễ một chút cái này 1m50. Lê Vô Sinh trúng bốn đạo kiếm thương, toàn bộ xuyên qua thân thể, đã trọng thương. Làm hắn bị Lý Thiên Mệnh xách lúc thức dậy, đối lên Lý Thiên Mệnh ánh mắt một khắc này, hắn càng là run run một chút. Chơi vui sao? Lý Thiên Mệnh lau sạch máu trên mặt dấu vết, đây không phải là máu của hắn. Lê Vô Sinh nhìn thoáng qua chung quanh, hắn ngược lại là thương thế nhẹ nhất, còn lại căn bản đều không đứng dậy được, trong lòng của hắn lần nữa run rẩy, một cỗ khí lạnh theo mũi chân xông lên đỉnh đầu. Ta! Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cắn đến đầu lưỡi, càng là đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa mới các ngươi không phải nói có mười mấy loại cách chơi, có thể chơi đến cảnh vực chi chiến kết thúc. Để cho ta hối hận đi vào cái thế giới này sao? Đến, tiết lộ cho ta nghe một chút, ta muốn chơi. Hắn bóp lấy Lê Vô Sinh cổ, tùy tiện trưởng khống sinh tử của hắn. Ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại, nhưng là ngươi tuyệt đối không dám giết ta, thứ hèn nhát. Lê Vô Sinh cắn răng nói. Hắn đồng dạng là tại sinh tử chém giết bên trong trưởng thành đến hiện tại, lúc này thời điểm nội tâm đã chống được. Giết ngươi, cái kia nhiều không có ý nghĩa đâu. Các ngươi đều muốn chậm rãi chơi, ta cũng muốn chậm rãi cùng các ngươi chơi, làm trên mặt 30 vạn người nhìn cho kỹ. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói xong, trực tiếp đem Lê Vô Sinh vứt trên mặt đất. Lê Vô Sinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên ở giữa, một kiếm đâm vào miệng của hắn. A! Một tiếng hét thảm thay đổi hoàn toàn thanh âm. Từ nay về sau, hắn lời nói đều cũng không nói ra được. Tại Lê Vô Sinh tại trên mặt đất lăn lộn gào thảm thời điểm. Lý Thiên Mệnh đi đến một bên khác, đem bò Lê Cửu Tử cho đá bay lên, lần nữa đập xuống đất. Vừa hôn mê Lê Cửu Tử, lúc này mới rằng giặc tới, còn không có thanh tỉnh, trong miệng trúng Lý Thiên Mệnh một kiếm. A, đến phiên hắn đổ kêu thảm. Giải quyết đây hết thảy về sau,
Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn Thương Thiên. Hắn biết, Vân Tiêu kiếm phái Tư Không kiếm sinh nhất định nhìn thấy màn này. Nói thật, hắn là có thù tất báo người, một kiếm xuyên lưỡi phẫn nộ, Tư Không kiếm sinh trước khi chết, hắn cũng sẽ không quên. Mà bây giờ, cứ như vậy làm cho bọn hắn nhìn. Hắn rất muốn biết, hiện tại Tư Không kiếm sinh lại là biểu tình gì. Hắn một đoán thì sẽ biết. Bọn họ không phải đều muốn chậm rãi chơi, để cho mình những người này nhận hết khuất nhục sao? Lý Thiên Mệnh cũng có hắn cách chơi. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn để hai người này, đem bọn hắn trọng thương sắp chết cộng sinh thú, xách về cộng sinh không gian đi. Sau đó, hắn dùng tà ma cuốn lấy bọn họ, xuyên thành một chuỗi, trực tiếp kéo lấy đi. Tà ma gai nhọn, toàn bộ đâm vào trên người bọn họ, vô cùng vững chắc. Lý Thiên Mệnh biết, chính mình những thủ đoạn này, đối hai vị này tới nói là trò trẻ con, có điều hắn cảm thấy không sai biệt lắm, nếu như muốn so liều âm hiểm ác độc, Lý Thiên Mệnh xác thực so bất quá bọn hắn. Đây không phải là theo đuổi của hắn. Nhưng, hắn làm đây hết thảy, 300.000 thánh thiên phủ người, nhất định có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn lấy Lý Thiên Mệnh kéo lấy gào thảm hai người, lần nữa xuất phát. Trên tay của hắn, đã có 3 cái hắc cầu. Các ngươi là trước 2 cái, đến đón lấy ta cái này tà ma lên người, sẽ càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, để cho các ngươi 9 cái đoàn tụ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục khi xuất phát, tự nhiên không biết, bởi vì một trận chiến này, Thánh Thiên chiến trường, đã nổ tung. Lý Thiên Mệnh cùng Lê Vô Sinh, Lê Cửu Tử tao ngộ chiến, là cảnh vực chi chiến đệ nhất tràng chiến đấu. Cùng lúc đó, còn lại 11 người trên cơ bản đều còn tại khắp nơi loạn lắc đây. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đối chiến, tuyệt đối hấp dẫn toàn trường chú mục. Lại thêm Lý Thiên Mệnh đặc thù thân phận, tuy nhiên chiến đấu song phương không có Thánh Thiên tử, Thánh Thiên phủ người, cũng tại cuồng nhiệt chống đỡ Hắc Minh đệ tử. Cảnh vực chi chiến tựa như là đấu thú trường, cũng không phải là nói đúng chiến song phương đều là cường giả mới có thể để cho người cuồng nhiệt, cao cao tại thượng nhìn nhân sinh chém giết, cũng là một loại niềm vui thú. Đây là Hắc Minh tông thần phục Thánh Thiên phủ về sau, hắn Hắc Minh đệ tử lần thứ nhất vì Thánh Thiên phủ hiệu lực. Tăng thêm đối thủ là trong địch nhân lớn nhất xem chút năm kiếp luân hồi chi thể, Lý Thị Thánh tộc hậu nhân Lý Thiên Mệnh, cái này khiến trận này đối chiến, có ý nghĩa phi phàm. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng, Lý Thiên Mệnh không có phát hiện Lê Vô Sinh tồn tại, chúng huynh đệ bọn họ bẫy dập. Ngay tại mọi người chờ mong nhìn Lý Thiên Mệnh trúng kế, chờ mong lấy nhìn Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử tra tấn tâm tình của hắn bên trong, 30 vạn người cùng một chỗ nhìn lấy, Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai, cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, triệt để nghiền ép 2 cái Hắc Minh đệ tử. Sau cùng, cái kia đoạn lưỡi chi kiếm, rõ ràng cũng là đối Tư Không kiếm sinh đáp lại. Khi thấy Lý Thiên Mệnh kéo lấy 2 cái Hắc Minh đệ tử rời đi trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Thiên chiến trường, lặng ngắt như tờ. Tuy nhiên chiến bại chính là Hắc Minh đệ tử, nhưng là Thánh Thiên phủ người, nguyên một đám sắc mặt tái xanh, liên thủ đều giận đến phát run. Bọn họ mong đợi sự tình, toàn bộ không nhìn thấy, ngược lại là Lý Thiên Mệnh sau cùng lưỡng kiếm, thì cùng đâm tại bọn họ trong miệng một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hắc Minh tông đệ tử làm sao rác rưởi như vậy? Bị người đánh thành dạng này. Đây cũng quá mất mặt đi. Vốn là bọn họ còn chờ mong Lý Thiên Mệnh có thể một chút chế tạo điểm không khí khẩn trương, hiện tại bầu không khí khẩn trương, bọn họ lại khó chịu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại lời này, để che giấu trong lòng mình phiền muộn. 300.000 thánh thiên phủ người, xôn xao, các loại chửi rủa. Cũng là không ai nguyện ý thừa nhận. Lý Thiên Mệnh đã trở thành cái này cảnh vực chi chiến, trong mắt bọn họ gai độc. Xem ra, đây cũng không phải là một trận khỉ làm xiếc chi chiến. Lý Thiên Mệnh nếu có thể trông thấy, xác thực sẽ rất sung sướng, bởi vì đây là hơn ngàn năm đến, Thánh Thiên phủ người, sắc mặt lần thứ nhất khó coi như vậy. Trước kia liền xem như bị cướp đi Đông Hoàng kiếm, chỉ sợ đều không khó coi như vậy qua. Bởi vì, tứ đại tông môn trên cơ bản là dựa vào trì hoãn, vận khí cướp đi. Chính diện chiến trường trên cơ bản không sao cả thắng. Hiện tại bọn hắn chẳng những thua, mà lại thua cho bọn hắn không muốn nhất người thua, Lý Thị Thánh tộc hậu nhân. Vừa rồi còn vui cười mỉa mai, bây giờ lại bị hung hăng rút một bàn tay, tốt nhiều Thánh Thiên phủ đệ tử đều bị quất mộng. Một cái tát kia, tới quá nhanh, quá hung, quá ác. Còn không có kịp phản ứng, trên mặt cũng là đau rát, cái này để bọn hắn làm sao không chửi mẹ. Dù sao,
toàn bộ đều do tội đến Hắc Minh Tông trên người. Cái gì phế vật, đồ bỏ đi chữ đều đi ra, hoàn toàn mặc kệ Hắc Minh Tông hai vị tông chủ và tông lão đều ở nơi này. Vốn đang trông cậy vào hai người này lần này cảnh vực chi chiến, bày cho đến, kết quả hiện tại cũng cho đánh phế đi, một cái so một cái thảm. Đúng vậy a, ta đến xem lần này cảnh vực chi chiến, cũng là đối Hắc Minh đệ tử thủ đoạn rất ngạc nhiên, cái này mất giáo, còn nhìn cái rắm. Lang Thiên Tử rất mạnh, tùy tiện đều có thể cầm xuống cái này Lý Thiên Mệnh, nhưng quan trọng Lang Thiên Tử sẽ không tra tấn người a. Hiện tại chỉ có thể nhìn Dịch Thiên Tử, hy vọng Dịch Thiên Tử hung hăng nhục nhã cái này Lý Thiên Mệnh, để hắn kêu thảm 10 ngày trở lên. Thật sự là có thể nghĩ khí, không có chút nào thoải mái, không phải nói cảnh vực chi chiến nhìn đến rất thoải mái rất sung sướng sao. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi vào đánh Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thật muốn bọn họ đi vào, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, đoán chừng thì sợ. Cho nên, rất nhiều người, cũng chỉ có thể tại mọi người lòng đầy căm phẫn thời điểm, ra vẻ mình rất có đảm phách, kỳ thật người bên cạnh vừa đi, dạng này người thường thường co lên đầu, một tiếng không dám hố. Tại dạng này mắng trong tiếng, Hắc Minh Tông người xác thực rất xấu hổ. Nhất là Minh Hoàng cùng Hắc Hậu. Hai cái cháu trai bị đánh đến thảm như vậy, bọn họ đau lòng thêm mất mặt, sắc mặt đều đã là màu xanh. Cái này Lý Thiên Mệnh cũng không có mạnh như vậy đi, nói thật, Vô Sinh cùng Cửu Tử có phải hay không có chút khinh địch. Tư Không Kiếm Sinh sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa nói xong đâu, liền thấy Lý Thiên Mệnh sau cùng lưỡng kiếm xuyên lưỡi mà qua. Một khắc này, hắn trực tiếp đứng lên, trong hai mắt kiếm mang lộ ra. Ai cũng biết, đây là Lý Thiên Mệnh tại đáp lại hắn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, nhóc con gan chó, Tư Không Kiếm Sinh mặt lúc trắng lúc xanh. Tư Không Tông Chủ suy nghĩ nhiều, ta hai cái này cháu trai xưa nay sẽ không khinh địch, chiến bại thành dạng này, chỉ có thể nói cái này Lý Thị Thánh tộc hậu nhân xác thực có chỗ thích hợp. Minh Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó lại đối Thánh Thiên Phủ người nói. Các vị, thật sự là xin lỗi, ta hai cái này cháu trai, cô phụ mọi người kỳ vọng cao, dẫn đến đối phương khí diễm phách lối. Thật sự là không có ý tứ. Đúng, thực sự xin lỗi. Hắc Hậu nói. Bọn họ hai vị muốn thâm trầm một số, tuy nhiên tâm lý phiền muộn, nhưng là vẫn còn cơ bản hơn. Dù sao, bọn họ là gần nhất thần phục, không giống Tư Không Kiếm Sinh, là Thánh Thiên Phủ một tay đến đỡ lên. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu ngẩng đầu nhìn lên, phụ thân hắn Thánh Hoàng ánh mắt đắm chìm, vẫn đang nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng không có đáp lại ý tứ. Sau đó hắn nhân tiện nói. Hai vị không dùng chú ý, cũng nhìn ra được, cái này Lý Thiên Mệnh xác thực có một ít thủ đoạn, mới có thể liên bại Tư Không Thiên Thần cùng hai người bọn họ. Vô Sinh cùng Cửu Tử đã hết sức, không dùng trách cứ hắn nhóm. Có điều, kể từ đó, trận này cảnh vực chi chiến xem chút ngược lại là tăng lên. Biến đến thú vị rất nhiều. Vị này Lý Thị Thánh tộc đến cùng có thể nhảy nhót tới trình độ nào, ta cũng rất có hứng thú, mọi người cùng nhau rửa mắt mà đợi đi. Tuy nhiên tâm lý xác thực giật mình một cái, nhưng dù sao bọn họ là trưởng bối, tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không thể cùng đệ tử một dạng hùng hùng hổ hổ. Đúng, còn có 7 cái Thánh Thiên Tử, nhất là Dịch Thiên Tử cùng Lang Thiên Tử, bọn họ thu thập cái này Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, còn lại thì vi sinh nhược tố còn có thể có chút bản lãnh, bất quá cùng Thánh Thiên Tử tương đối kém xa. Cảnh vực chi chiến vừa mới bắt đầu, về sau xem đi. Ta cảm thấy cái này Lý Thiên Mệnh hơi có chút ý tứ, sẽ đẹp mắt một số. Không phải vậy, mỗi năm đều là khi nhục bọn họ, cũng không có ý gì, đúng không? Để cái này Lý Thiên Mệnh nhiều nhảy nhót mấy ngày, tốt nhất đừng quá nhanh gặp phải Dịch Thiên Tử cùng Lang Thiên Tử. Mọi người nói như vậy, bầu không khí thì dễ dàng một số. Dù sao, chỉ là đánh bại Hắc Minh đệ tử, Thánh Thiên Tử lại không có thụ thương, cho nên lần này, cũng không có để Thánh Thiên Phủ mất mặt. Chính thức khó chịu, cũng là Hắc Minh Tông người. Phải biết, cái kia thảm bại hai vị, thế nhưng là bọn họ tông môn tương lai. Đương nhiên, Tư Không Kiếm Sinh hay là rất xấu hổ. Cái này cảnh vực chi chiến giống như không có quan hệ gì với hắn giống như, Thánh Thiên Phủ người cùng Minh Hoàng, Hắc Hậu nói lời ngược lại càng nhiều. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh cái kia lưỡng kiếm, lại khiến người ta nhìn không được chú ý hắn Tư Không Kiếm Sinh, ánh mắt cổ quái. Dường như tất cả mọi người muốn biết, hắn bị khiêu khích, sẽ làm sao phản ứng giống như. Đáng tiếc cảnh vực chi chiến bên trong, liền Vân Tiêu đệ tử đều không có, hắn có thể làm sao phản ứng. Chỉ có thể nhìn xuống chứ sao.
thật sự là thống khoái. Nhìn đến chỗ mấu chốt, Vi Sinh Thiên Lan nhìn không được vỗ tay. Nam Thiên Tông có không ít tông lão, đều buông lỏng ra nhíu chặt mi đầu, trước đó bọn họ còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh xong đời. Thiếu Khanh, người đệ tử này thật sự là rất có đặc điểm, cộng sinh thú cũng rất lợi hại, nhất là con gà kia. Lý Vô Địch chi tử, xác thực gọi người hai mắt tỏa sáng. Vi Sinh Thiên Lan lần nữa tán thán nói. Ánh mắt của hắn đã tỏa ánh sáng mấy lần. Cho nên, người thay đổi chủ ý sao? Diệp Thiếu Khanh cười hỏi. Hắn đổ là gặp nhiều Lý Thiên Mệnh siêu tuyệt biểu hiện, đều chết lặng. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Khụ khụ, Vi Sinh Thiên Lan cười nói. Hiển nhiên, Diệp Thiếu Khanh hỏi chính là hắn bảo bối khuê nữ sự tình. Bên này bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Thiếu Tông chủ kỳ thật có nhất định hy vọng đoạt được Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần hắn không đụng với Quân Thiên Dịch cùng Nguyệt Linh Lang. Không muốn hai người kia quả bóng vàng, cũng có thể tiếp cận đầy đủ 5 cái. Nếu như có thể dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm, lại chạy tiến biển cả bên trong tìm Vi Sinh Nhược Tố, đoán chừng có thể ẩn núp một đoạn thời gian. Đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân phân tích nói. Thiếu Khanh, người cùng Thiên Mệnh nói qua, nếu là có thể tìm tới Đông Hoàng Kiếm, liền đi trong biển tìm Vi Sinh Nhược Tố sao? Thượng quan Tĩnh Thù hỏi. Nói qua, yên tâm, Diệp Thiếu Khanh gật đầu nói. Đây là bọn họ cho rằng so sánh có khả năng đoạt được Đông Hoàng Kiếm biện pháp. Chỉ cần đến biển cả, Vi Sinh Nhược Tố tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Đông Hoàng Kiếm muốn là tại đáy biển lập lòe, tuy nhiên cũng sẽ bại lộ vị trí, nhưng nói thật, đáy biển ánh sáng sẽ có biến hóa, vị trí này chỉ sợ cũng không có dễ tìm như vậy. Mà lại cho dù là Nguyệt Linh Lang, một khi độ sâu biển, chiến đấu lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Lần này dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm quy tắc, Thiên Mệnh xác thực có nhất định hy vọng, mà lại hắn nắm giữ 3 cái hắc cầu, người khác không đánh bại hắn, là lấy không được Đông Hoàng Kiếm. Vi Sinh Thiên Lan nói, Lý Thiên Mệnh một bước này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng xác thực rất thông minh, tay cầm 3 cái hắc cầu, hắn có thể triệt để rông dài. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Khanh nói, hắn quen thuộc nhất Lý Thiên Mệnh tốc độ tiến bộ. Tiếp đó, tiêu hao là có thể, thậm chí không cần đi ra tìm hắc cầu quả bóng vàng. Tình huống đã lạc quan rất nhiều. Vi Sinh Thiên Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử Tư Không Linh Vũ bả vai, nói. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Nhược Tố cùng Thanh Loan đều đã đến biển cả vị trí, các nàng chỉ cần giữ vững trong tay hắc cầu, đến lúc đó chuyển giao cho Lý Thiên Mệnh, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Thiếu Tông chủ thật có lợi hại như vậy, để ngươi đặt cửa ở trên người hắn. Tư Không Linh Vũ cắn răng nói. Vừa mới ngươi không phải nhìn thấy không? Ta cảm thấy các ngươi quá lạc quan. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận, hắn có thể thay đổi cục thế, mà không phải giống như những năm qua bị nghiền ép. Như thế, nghe đến đó, Tư Không Linh Vũ mi tâm tích tụ rốt cục tản ra. Hắn rất có đảm phách, không phải ai cũng dám dạng này, lấy loại thái độ này, đối mặt Tư Không Kiếm Sinh. Vi Sinh Thiên Lan nói, là, phải biết, Tư Không Kiếm Sinh, là nàng một mực kính úy người. Tại Vi Sinh Thiên Lan sau lưng, Nam Thiên Tông đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ ngồi đang ngồi vào lên, ngoại tôn của hắn Hề Mạnh Lẫm thì đứng ở bên cạnh. Cố tông lão làm sao sắc mặt hơi khó coi, chẳng lẽ nhìn đến Thiên Mệnh biểu hiện tốt, trong lòng ngươi khó chịu sao? Diệp Thiếu Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được cười nói. Ngươi âm dương quái khí nói bậy bạ gì đó, Cố Thu Vũ trợn mắt nói. Không có a, ta chẳng qua là cảm thấy, bất kể nói thế nào, đây đều là hả giận nhất chiến. Chúng ta đã ở cái này trận doanh, nên thoải mái lên, nhưng ngươi thật giống như không quá thoải mái. Diệp Thiếu Khanh thản nhiên nói. Dựa vào tiểu bối chiến đấu đến sảng khoái có ý nghĩa sao? Tương lai sẽ tao ngộ cái gì, ngươi cần nhắc qua. Cố Thu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói trước tương lai, Cố Tông Lão có thể nghe một chút, những thứ này bình thường nhất thánh thiên phủ đệ tử, là làm sao nhục mạ Hắc Minh Tông. Diệp Thiếu Khanh, ý vị thâm trường. Ý tứ không khó nghe được. Muốn thần phục dễ dàng, có thể tham sống sợ chết, nhưng là, một cái bình thường nhất thánh thiên phủ đệ tử, đều có thể trà đạp người đệ nhất tông lão tôn nghiêm. Cố Thu Vũ xác thực nghe được. Cho nên, hắn khẽ cắn môi, càng khó chịu hơn. Hãy chờ xem, hắn có thể đi bao xa, hắn cùng trước kia đến chịu nhục đệ tử, có thể khác nhau ở chỗ nào. Cố Thu Vũ nói. Cảnh vực chi chiến, ngày thứ 3, ban đêm. Một ngày này, kéo lấy không thể nói chuyện. Chỉ có thể gào thảm Lê Vô Sinh cùng Lê Cửu Tử, tại cái này cảnh vực kết giới hành tẩu,
Lý Thiên Mệnh cơ hồ đều không sao cả xem bọn hắn. Cả thể xác và tinh thần hắn đều tại chính mình con mắt thứ ba lên. Thần hồn thiên thư đệ nhất trọng, mê linh chi đồng, đã tu luyện đến cực hạn, vận chuyển công pháp, huyễn linh mạch kiên cố mà lóa mắt. Làm hắn lấy cái này mê linh chi đồng nhìn trước mắt thế giới thời điểm, những thứ này huyễn cảnh, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một số không thể tưởng tượng biến hóa. Cái này khiến hắn nhớ tới, Lê Vô Sinh cộng sinh thú Hắc Minh Hoàng trùng đối với mình thi triển linh nguyên thần thông, ác quỷ chi nhãn. Cái này ác quỷ chi nhãn, vậy mà để hắn tại trong mê loạn, thoát ly cảnh vực kết giới huyễn cảnh, thậm chí thấy được thánh thiên chiến trường tràng cảnh. Lúc ấy rất nguy hiểm, nhưng bây giờ hồi tưởng, hắn bỗng nhiên bắt được một loại thần diệu cơ hội. Để ngươi cộng sinh thú đi ra, để nó cho ta thi triển, ác quỷ chi nhãn. Lý Thiên Mệnh đối tà ma lên cột Lê Vô Sinh nói. Bị kéo một ngày, Lê Vô Sinh máu me khắp người, vết thương trải rộng, chỉ có thể thê thảm buồn bã hô. Ô ô, hắn chừng lấy Lý Thiên Mệnh, lại nói không ra lời. Tranh thủ thời gian, đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Thiên Mệnh trong tay tà ma chuyển một cái, những cái kia gai nhọn lần nữa đâm vào trong thân thể hắn. Bây giờ hai cái này Hắc Minh đệ tử, đã thê thảm đến cực hạn. Chẳng những thê thảm, mà lại mất hết tôn nghiêm, mất mặt cùng cực, Thánh Thiên Phủ 30 vạn người tăng thêm bọn họ tông lão tông chủ, thời khắc nhìn lấy bọn hắn thảm trạng. Muốn không nhìn đều không được. Tà ma nhập thể, Lê Vô Sinh đau đến run rẩy, chỉ có thể làm theo, đem hấp hối Hắc Minh Hoàng trùng làm ra đến. Mà lại, còn muốn buộc nó thi triển thần thông. Nói thật, lấy nó hiện tại trạng thái, thi triển thần thông ngược lại sẽ tăng thêm thương thế, càng thêm sắp chết. Hắc Minh Hoàng trùng chỉ có thể ô hô run rẩy, lấy cái kia nhãn cầu màu đỏ ngòm, đối Lý Thiên Mệnh thi triển ác quỷ chi nhãn. Lần nữa tao ngộ cái này nhãn thuật thần thông, dù là trình độ không mạnh, mơ hồ ở giữa. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn đến cảnh tượng trước mắt, tại cảnh vực kết giới bên trong hoàn cảnh cùng Thánh Thiên Phủ trong hoàn cảnh biến hóa. Mà tại Thánh Thiên Phủ hoàn cảnh, tuy nhiên hình ảnh mơ hồ, nhưng hắn liếc mắt qua, trực tiếp thấy được rất nhiều người vị trí. Hắn vẫn luôn tại hai loại hoàn cảnh bên trong hoán đổi, nhìn đến hắn đầu váng mắt hoa. Kéo dài một phút, Hắc Minh Hoàng trùng thì không chịu nổi, trực tiếp ngao ô ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở mỗi thân cây cối lên, dưới bóng đêm, cặp mắt của hắn cùng con mắt thứ ba đang nhìn nhau. Loại cảm giác này vô cùng rối loạn. Tiếp tục nhìn nhau nửa canh giờ, hắn cảm giác ba con mắt đều rất đau. Hắn theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu trắng hình cầu, cái kia chính là tại Hỏa Lăng Sơn lấy được, linh hạch, mở ra linh hạch, thì có thể mở ra huyễn thiên chi cảnh cửa lớn. Lý Thiên Mệnh lấy tay trái, nắm cái này linh hạch, cầm trong tay loay hoay. Cảnh vực kết giới đều là huyễn cảnh, nhưng mặc kệ là thiên địa hoa cỏ cây cối, đều sinh động như thật. Có điều, hư huyễn dù sao cũng là hư huyễn. Nếu là ta chính mình cũng có thể thấy rõ ràng hư huyễn, rất có thể tốt hơn nắm giữ cái này cảnh vực chi chiến tiên cơ. Bàn tay của hắn nắm chặt cái kia linh hạch, trong mắt màu đỏ ngòm khoảng cách gần nhìn lấy cái này linh hạch. Bỗng nhiên, thần hồn thiên thư tầng thứ hai, động tất chi nhãn. Một cái hư vô thanh âm, thông qua linh hạch. Tại Lý Thiên Mệnh trong đầu vang lên. Cái thanh âm này, cùng lúc trước cái kia trong giếng cổ thanh âm giống như đúc. Đến đón lấy xuất hiện, chính là cái này thần hồn thiên thư tầng thứ hai tu luyện khẩu quyết, đồng dạng là tại trong mắt xây dựng huyễn linh mạch, nhưng là lần này, cần mở ra 500 đầu huyễn linh mạch. Kỳ danh là, động tất chi nhãn. Cần có huyễn linh mạch, so mê linh chi đồng cao hơn ra quá nhiều. Muốn học huyễn thiên chi thuật, trước cần thấy rõ hư huyễn, nhìn thấu bản chất. Mới có thể bước vào cửa này, mới nhập môn nói. Đây cũng là cái này thần hồn thiên thư nói cho Lý Thiên Mệnh. Trước đây người thừa kế này liền nói qua, ta đem đệ nhất trọng tu luyện tới cực hạn, tầng thứ hai tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng chậm chạp không xuất hiện, nói rõ, kỳ thật còn cần có cảm giác ngộ cùng cơ hội. Không nghĩ tới, cảnh vực kết giới cùng ác quỷ chi nhãn đem đến cho ta suy nghĩ, trở thành động tất chi nhãn xuất hiện cơ hội. Động tất chi nhãn khẩu quyết hết sức phức tạp. Nhưng Lý Thiên Mệnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chi thể, cùng một quyết pháp quyết năng lực lĩnh ngộ có thể xưng siêu tuyệt. Những cái kia tối nghĩa văn tự, một chút thì thông. Lại thêm cái này con mắt thứ ba, vượt qua thường nhân. Hắc ám cánh tay liền thú binh đều không chém nổi, cái này một con mắt, đồng dạng cứng cỏi đến đáng sợ. Đầu tiên muốn tiếp tục khai thác huyễn linh mạch. Trước đây huyễn linh mạch không đến 100, nhưng bây giờ muốn tăng lên đến gấp 5 lần trình độ, khẳng định có độ khó khăn.
May mắn, cái này động tất chi nhãn pháp quyết không tính khó, con mắt thứ ba điều kiện cũng thiên hạ vô song. Không có người so Lý Thiên Mệnh thích hợp tu luyện hơn cái này thần hồn thiên thư, bởi vì cái này đông hoàng cảnh các cường giả, đều không có hắn loại này ánh mắt. Hắn từ miệng quyết bên trong, đại khái có thể cảm nhận được động tất chi nhãn cự chỗ đại dụng. Trong lúc nhất thời, hai mắt hỏa nhiệt. Không nói trước sau khi tu luyện thành, tương lai gặp phải mê huyễn, huyễn cảnh loại hình công kích, có thể hiểu rõ hắn bản chất. Tại cái này cảnh vực kết giới bên trong, cần phải đều có tác dụng lớn. Nếu như ta có thể thấy rõ ràng cảnh vực chi chiến bản chất, liền có thể nhìn đến thánh thiên trên chiến trường, thánh thiên tử nhóm chân thực vị trí. Ta có thể tại thánh thiên chiến trường cùng cảnh vực kết giới hai loại hoàn cảnh hoán đổi. Tại cảnh vực kết giới, tuyển định phương hướng tiến lên, sau đó nhìn thánh thiên bên trong chiến trường, ta có hay không tại ở gần đối thủ là có thể. Chỉ cần hoán đổi thuận tiện, thì có thể không ngừng sửa đổi ta tại cảnh vực kết giới bên trong phương hướng, tìm tới nhanh nhất tới gần đối thủ biện pháp. Đây là Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu thì thông qua ác quỷ chi nhãn nghĩ ra được, nhưng, muốn trọng thương Hắc Minh Hoàng Trùng không ngừng đối với mình thi triển thần thông, cấp tốc tự nhiên hoán đổi thị giác, căn bản không có khả năng. Mà động tất chi nhãn như đưa than khi có tuyết, tựa hồ vừa tốt cho cơ hội như vậy. Hắn liền không nói hai lời, để Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu hộ pháp, chính mình thì ở trong màn đêm, tại 300.000 thánh thiên chiến trường người xem nhìn kỹ giữa, ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Thiên Mệnh tay cầm hướng xuống, không có người sẽ nhìn ra, hắn nhưng thật ra là tại tu luyện cái này con mắt thứ ba. Rất nhiều người còn tưởng rằng, hắn đây là tại ngủ gật đây. Lần này tu luyện thần hồn thiên thư tầng thứ hai, bởi vì có phía trước kinh nghiệm, lại có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cùng hắc ám cánh tay ánh mắt cái này hai đại ưu tú điều kiện, Lý Thiên Mệnh cấu tạo huyễn linh mạch quá trình, xe nhẹ đường quen rất nhiều. Tiếp tục một buổi tối thời gian, từng cái huyễn linh mạch. Tại nhãn cầu bên trong hình thành, số lượng dần dần tiếp cận 500. Thẳng đến hừng đông thời điểm, triệt để hoàn thành. 500 đầu huyễn linh mạch, chính là động tất chi nhãn điều kiện tiên quyết, tiếp đó, mới tính chính thức lấy ảo linh mạch bí quyết, thi triển động tất chi nhãn. Cái này cần lĩnh ngộ pháp quyết cùng không ngừng nếm thử. Lĩnh ngộ phương diện, Lý Thiên Mệnh đã đọc một đêm, đem pháp quyết nhìn đến tương đương thấu triệt, đến đón lấy chỉ cần ma luyện cùng nếm thử. Liền lấy thánh thiên tử đến nếm thử. Động tất chi nhãn bản chất rất đơn giản, cũng là để con mắt thứ ba kia, có thể bài trừ hư huyễn, nhìn đến bản nguyên. Tại cảnh vực kết giới bên trong, thật muốn hoàn toàn bài trừ huyễn cảnh không có khả năng, nhưng chỉ cần mơ hồ hình ảnh, thì hoàn toàn đầy đủ. Hắn ngay từ đầu vận chuyển thú nguyên tiến cái này 500 đầu huyễn linh mạch, dựa theo pháp quyết vận hành thời điểm, trước mắt cảnh vực kết giới, cũng đang phát sinh vặn vẹo cùng biến hóa. Hắn lần lượt nếm thử. Thẳng đến 50 lần về sau, hắn đại khái có thể thông qua phục sức, tư thế đi các loại, phán đoán thánh thiên bên trong chiến trường, người nào tại vị trí nào. Tỷ như lúc này thời điểm, trước mắt hắn khoảng 15 mét địa phương, có một cái gọi là làm lăng thiên tử thánh thiên tử. Hắn ngay tại cảnh vực kết giới bên trong điên cuồng tìm người, trên mặt viết đầy không kịp chờ đợi. Lý Thiên Mệnh nếm thử tại cảnh vực kết giới bên trong, hướng về hắn cái hướng kia đi về phía trước hơn 500 mét. Làm hắn lần nữa thi triển động tất chi nhãn, hướng phía trước nhìn qua thời điểm, phát hiện lăng thiên tử không thấy. Hắn xuất hiện tại phía sau mình, ước chừng khoảng 16 mét địa phương. Nói cách khác, hắn tuy nhiên tại trước mắt mình, nhưng rất có thể tại cảnh vực kết giới bên trong phương hướng ngược. Hiện đang thi triển động tất chi nhãn so sánh mệt mỏi, nhưng Lý Thiên Mệnh cắn răng nếm thử, mục tiêu thì khóa chặt cái này kiêu ngạo lăng thiên tử. Hắn lần này hướng về phương hướng ngược mà đi. Mỗi đi 1.000 mét, thì sửa đổi một lần phương hướng. Thẳng đến hắn phát hiện, thông qua hắn không ngừng sửa đổi phương hướng, hắn tại thánh thiên bên trong chiến trường chính hướng về đối phương không ngừng tới gần. Cảnh vực kết giới bên trong, rất có thể cũng tại ở gần đối thủ. Hắn cũng không tin, làm hắn tại thánh thiên chiến trường kề cận đối phương thời điểm, thân thể dán tại cùng nhau thời điểm, tại cảnh vực kết giới bên trong, hai người còn có thể không mặt đối mặt. Nếu quả như thật có thể thực hiện, như vậy. Cái này động tất chi nhãn, tương đương với làm cho ta tại cái này cảnh vực kết giới gian lận. Ta có thể tìm tới chỗ vị trí có người, nhưng là bọn họ, cũng không tìm tới ta. Nhưng, cái này làm sao có thể tính toán gian lận? Dù sao, động tất chi nhãn, cũng là thực lực của ta một bộ phận. Tiếp đó, hắn không ngừng ma luyện, thi triển động tất chi nhãn, điều chỉnh mình tiến lên phương hướng. Trung gian có mấy lần rối loạn, cơ hồ khiến hắn triệt để mất phương hướng.
nhưng hắn đối với mình có nhất định lòng tin, kiên trì được về sau, trước mắt đường càng ngày càng rõ ràng. Hắn tại cảnh vực kết giới, không ngừng tu chính phương hướng của mình, mà tại thánh thiên chiến trường, hắn cùng cái kia lăng thiên tử vị trí, càng ngày càng tới gần. Chênh lệch 1 mét, cũng có thể khoảng cách mấy vạn mét, nhưng là, làm Lý Thiên Mệnh tại thánh thiên chiến trường, cơ hồ có thể đụng tới cái kia lăng thiên tử đâu. Mà lại coi như không thi triển động tất chi nhãn, chỉ cần người này tại cảnh vực kết giới bên trong, xuất hiện tại hắn bên người mấy cái trong phạm vi ngàn mét, Lý Thiên Mệnh đều có thể trực tiếp nhìn đến hắn. Cảnh vực kết giới thiên biến vạn hóa, đối phương cũng đang thay đổi vị trí, rất có thể Lý Thiên Mệnh còn đang tìm hắn, hắn thì đi xa. Nhưng, động tất chi nhãn, chỉ đều có thể Lý Thiên Mệnh, có một đôi mơ hồ, đại khái có thể tìm tới những người khác ánh mắt. Đến đón lấy thì xem vận khí. Lý Thiên Mệnh vận khí từ trước đến nay không tệ. Làm thánh thiên trên chiến trường người, nhìn đến lăng thiên tử ánh mắt cùng Lý Thiên Mệnh đối lên thời khắc, liền biết, bọn họ tại cảnh vực kết giới bên trong đụng phải. Đây là Lý Thiên Mệnh tìm tới cái thứ nhất thánh thiên tử. Hắn không thế nào che giấu hành tung, chính bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm đối thủ hoặc là đồng bọn. Đúng vào lúc này, hắn nhìn đến phía trước đồi núi phía trên, có một bóng người xuống tới. Bóng người kia xuống thời điểm, chính phát ra loảng xoảng thanh âm. Đó là tà ma lau nhà thanh âm. Lăng thiên tử con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Thiên Mệnh. Tuy nói Lý Thiên Mệnh rất mạnh, nhưng đây là thánh thiên phủ địa bàn, hắn đổ không thế nào lo lắng. Bất quá, làm hắn nhìn đến hai cái thiên ý cảnh giới hắc minh đệ tử, bị Lý Thiên Mệnh kéo xuống đến, tình huống thảm không nỡ nhìn thời điểm, hắn triệt để mộng. Các ngươi hai cái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng thiên tử tuy nhiên chỉ có quy nhất cảnh tầng thứ 9, nhưng không trở ngại hắn dùng loại giọng nói này cùng Lê Vô Sinh Lê Cửu Tử nói chuyện. Hai cái này hắc minh đệ tử còn đau đến run rẩy, căn bản trả lời không được hắn. Ngươi có phải hay không gọi lăng thiên tử? Ta tìm ngươi tìm đến có thể khổ cực. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải thì như thế nào? Ngươi dám đụng đến ta một chút, chờ người của chúng ta tìm tới ngươi, ngươi nhưng là thảm rồi. Lăng thiên tử vênh váo hung hăng nói. Ngươi không thấy được kết quả của bọn hắn sao? Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Hắc Minh Tông đệ tử. Bọn họ có thể cùng chúng ta so sánh à? Ta là Thánh Thiên Tử. Lăng Thiên Tử nói. Thánh Thiên Tử thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thánh Thiên Tử, liền là của ngươi ác mộng. Ngươi ngoại trừ cho chúng ta quỳ xuống, cái gì cũng không thể làm. Nếu không, ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Lăng Thiên Tử nói. Kỳ thật hắn cũng không ngu ngốc, biết đại khái chính mình không phải Lý Thiên Mệnh đối thủ. Cho nên muốn thông qua Thánh Thiên Tử thân phận đe dọa, để Lý Thiên Mệnh biết khó mà lui. Trong lịch sử cũng không phải là không có tứ đại tông môn đệ tử gặp phải yếu hơn mình Thánh Thiên Tử, trong đó thật có non nửa người không dám động thủ, có thể tránh thì tránh, chuyên môn tầm bảo. Bất quá, Lăng Thiên Tử gặp phải là Lý Thiên Mệnh. Hắn nở nụ cười, đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt vọt tới Lăng Thiên Tử trước mắt. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Cút, Lăng Thiên Tử thân thủ chặn lại. Răng rắc, cái này một đôi ngăn cản tay, xương cốt trực tiếp gãy mất. Lý Thiên Mệnh một quyền kia, đánh vào trên mặt của hắn, nhất thời đem mặt của hắn trực tiếp đánh sai lệch, chỉ ít miệng đã chuyển qua bên trái trên mặt đi. A, hàm răng cắm ở trên đầu lưỡi, Lăng Thiên Tử đau đến rú thảm. Lăng Thiên Tử, thấy rõ ràng, ta sẽ không quỳ xuống, ta sẽ chỉ đánh ngươi quỳ xuống cho ta. Một quyền này đánh vào trên bụng, trực tiếp lõm vào. Lăng Thiên Tử lần nữa kêu đau, thân thể dẫn tới giống như là tôm luộc. Đương nhiên, sắc mặt của hắn đỏ lên, đại khái cũng là loại kia nhan sắc. Nôn. Nhất quyền phía dưới, mật cùng dòng máu cùng một chỗ phun ra ngoài. Lý Thiên Mệnh một bàn tay lại quất vào mặt trái của hắn lên, lại đem mặt của hắn cho đánh chỉnh ngay ngắn. Răng rắc. Một chân đi xuống, chân trực tiếp gãy mất. A. Lại là hét thảm một tiếng. Quỳ sao? Quỳ, quỳ. Lăng Thiên Tử ánh mắt trợn trắng, hơi thở mong manh, dùng hết tất cả khí lực quỳ đi xuống. Quỳ xuống về sau, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nhất thời cảm thấy vô hạn khuất nhục. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám can đảm dạng này đối Thánh Thiên Tử, ngươi. A. Lời nói còn chưa nói ra miệng, trong miệng đã trúng một kiếm. Phốc phốc. Lăng Thiên Tử a, rốt cuộc nói không ra lời. Hắn trừng to mắt. Thống khổ mà thê thảm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì hai cái hắc minh đệ tử sẽ sắc mặt thảm như vậy trắng, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt,
một cử động nhỏ cũng không dám. Đừng như vậy nhìn ta những thủ đoạn này đối với các ngươi tới nói thì là trò trẻ con. Tổ hơn ngàn năm, các ngươi dùng qua bao nhiêu buồn nôn nhục nhã biện pháp, ta không cách nào so sánh được, thì ngược các ngươi một thế hệ, cũng không đủ còn. Có điều, có thể chờ xem. Đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có thời gian, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lý Thiên Mệnh kéo lấy thê thảm kêu khóc Lăng Thiên Tử, đem giống như chó chết cột vào tà ma lên. Còn có 6 cái tôn quý ghế, chờ các ngươi Thánh Thiên Tử tiểu đồng bọn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe được câu này, ba người bọn họ trong mắt, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Nhưng cũng có ngập trời phẫn nộ, cũng có đối Lý Thiên Mệnh không biết tự lượng sức mình chế giễu. Nhưng cũng tiếc, bọn họ đều nói không nên lời. Có động tất chi nhãn, trực tiếp cải biến cảnh vực chi chiến phương thức, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, Lăng Thiên Tử bất quá chỉ là bắt đầu. Này 1000 năm, Thánh Thiên Tử tra tấn thái nhất đệ tử quá nhiều, những cái kia thê thảm sự tình, Lý Thiên Mệnh đều không đành lòng đi nghe. Hắn làm hết thảy, chỉ là bắt đầu, tiếp đó, từ từ trả. Loảng xoảng loảng xoảng. Hắn tiến lên trên đường, một cái Thánh Thiên Tử tăng thêm 2 cái Hắc Minh đệ tử, không ngừng đâm vào nham thạch trên cây cối, gai nhọn nhập thể, thương tích đầy mình. Hắn đã bắt đầu dùng động tất chi nhãn, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mà hắn không biết, hắn làm ra hành động, lại một lần nữa dẫn bạo Thánh Thiên chiến trường. Lần này tuy nhiên không có gì quá trình chiến đấu, nhưng đối tất cả Thánh Thiên phủ đệ tử tới nói, thực sự rất khó chịu, thực sự quá oan uổng. Đường đường Lăng Thiên Tử, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, yếu đến giống một khối đậu hũ, tùy tiện nắm. Thật là lớn gan chó, cũng dám như thế làm nhục chúng ta Thánh Thiên Tử. Chết chắc, người này chết chắc. Đây chính là Lăng Thiên Tử A, bị hắn chém dưa thái rau giống như đánh bại. Cái này Lý Thiên Mệnh căn bản không biết chữ chết viết như thế nào, hắn tuyệt đối xong đời. Tốt nhiều Thánh Thiên phủ đệ tử đều tại táo bạo chửi rủa. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn khó chịu, một trận khỉ làm xiếc chi chiến, bắt đầu đến bây giờ, hầu tử không đùa thành, chính mình người bị ngược thảm rồi. Làm sao thoải mái được lên? Loại kia cảm giác. Nhìn lấy Lăng Thiên Tử bị đánh, một quyền kia quyền, cũng cùng đánh vào Thánh Thiên phủ đệ tử trên mặt giống như, đa số người đều lên cơn giận dữ. Vì cái gì cái này Lý Thiên Mệnh luôn có thể đụng tới chúng ta người yếu? Hắn làm sao không đụng tới Dịch Thiên Tử cùng Lăng Thiên Tử? Đúng a, những người khác còn không có chạm mặt đâu, hắn đều đánh 2 cái. Theo trên góc độ của bọn hắn, là nhìn không ra Lý Thiên Mệnh vì động tất chi nhãn, đang không ngừng sửa đổi phương hướng. Ta nói cho ngươi, hắn chết chắc, cho dù là theo cảnh vực chi chiến đi ra, hắn đều phải chết. Hiện tại Đông Hoàng cảnh là cái gì cục thế, hắn lại còn dám khiêu chiến chúng ta Thánh Thiên Phủ. Vô số kiêu ngạo chửi rủa cùng nguyền rủa, những cái kia tức hổn hển sắc mặt, chính nói rõ Lý Thiên Mệnh tồn tại, để bọn hắn cùng ăn phải con ruồi giống như. Ngoại trừ biệt khuất khó chịu, không có còn lại. Trước đây đánh chính là Hắc Minh đệ tử, hiện tại ngược chính là Thánh Thiên Tử. Cho nên Thánh Thiên phủ các cường giả, đương nhiên cũng không thoải mái. Ánh mắt của bọn hắn đều nghiêm túc không ít, nhất là Quân Đông Diệu, hắn lạnh lùng nhìn đối diện Vi Sinh Thiên Lan bọn họ liếc một chút, trong đó kim mang thiêu đốt. Đông Hoàng Tông là muốn dùng cái này Lý Thiên Mệnh, đến khiêu khích chúng ta rồi. Nam Linh Thánh Vương cười lạnh một tiếng. Ý nghĩ ngược lại là rất có thú, kẻ này vận khí cũng không tệ, bất quá, chờ xem đi. Quân Đông Diệu nói. Dù sao. Lăng Thiên Tử không tính rất mạnh, Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn chỉ có thể coi là to gan lớn mật. Nhưng bên cạnh Tư Không Kiếm Sinh hay là khó chịu. Bởi vì Lý Thiên Mệnh lần nữa dùng cái kia loại phương thức vừa đi vừa về nên hắn, cái này giống như là, những thứ này Thánh Thiên Tử cùng Hắc Minh đệ tử gặp khó khăn, tựa hồ cũng là hắn một kiếm xuyên lưỡi gây họa. Nếu như không phải hắn chọc giận Lý Thiên Mệnh, Lăng Thiên Tử bọn họ cũng không cần chịu khổ như vậy a. Hiện tại toàn trường nghiêm túc, tiếng mắng chấn thiên. Chỉ ít trước mắt, đã không có trước kia cảnh vực chi chiến, loại kia nhẹ nhõm vui sướng sung sướng không khí. Đây hết thảy, đều là bởi vì Lý Thiên Mệnh. Có lẽ, cái này hơn 300.000 người khả năng đều cho rằng, Lý Thiên Mệnh đi săn hành trình đã kết thúc. Lúc này mới ngày thứ tư, hắn rất khó lại đụng đến những người khác a. Nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, mới gọi khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh không ngừng tại Mù Lắc. Tại chỗ xung quanh, thậm chí không gãy lìa trở lại, hắn vô số lần lặp lại loại này quá trình. Có thể một lúc lâu sau lại nhìn, vậy mà phát hiện hắn giống như tới gần vị thứ 2 Thánh Thiên Tử.
vị kia, Diệu Thiên Tử, cũng đang khắp nơi hoạt động, có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ giống như càng ngày càng gần. Đây là có chuyện gì? Mọi người còn không có nghĩ rõ ràng, tiếp qua một canh giờ, đi qua Lý Thiên Mệnh vô số lần mù lắc, hắn Diệu Thiên Tử ánh mắt đối mặt. Diệu Thiên Tử, người cũng như tên, quang mang lập lòe. Làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh kéo lấy ba người ra sân, trong đó bao quát Lăng Thiên Tử thời điểm, hắn đầu tiên là hét lên một tiếng. Hắn đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, mặt đã bóp méo nhiều lần, tâm lý cuốn lên sóng to gió lớn. Đến phiên ngươi, Lý Thiên Mệnh thanh âm như là theo trong địa ngục đi ra. Ta đem quả bóng vàng cho ngươi, đừng động ta, nếu không. Nếu không như thế nào? Diệu Thiên Tử không có trả lời, trực tiếp quay người chạy trốn. Hắn đổ là thông minh, nhìn đến Lăng Thiên Tử cái kia thê thảm xuống tràng, liền biết cái này Lý Thiên Mệnh là cái nhân vật hung ác. Mà lại, hắn có thể đánh bại hai cái thiên ý cảnh giới Hắc Minh đệ tử, trên thực lực vượt qua chính mình khẳng định không có lo lắng. Chạy không được. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đuổi theo, một trận ngược sát, kiếm khí xuyên thể tăng thêm huyết ma độc, để Diệu Thiên Tử buồn bã hô kêu thảm, khóc ròng ròng. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh lần nữa một kiếm, để hắn chửi rủa cùng rú thảm, biến thành a a a a. Diệu Thiên Tử cuối cùng biết, vì cái gì Lăng Thiên Tử bọn họ ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng là một câu đều không nói. Ngươi là cái thứ tư, còn có năm cái tôn quý ngồi vào. Đem Diệu Thiên Tử cột vào tà ma lên về sau, Lý Thiên Mệnh tử tốn nói. Cái này là ma quỷ sao? Diệu Thiên Tử vậy mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Hắn rất muốn nói, Lý Thiên Mệnh không có khả năng hoàn thành mục tiêu của hắn, bởi vì bọn hắn chỉ là yếu nhất Thánh Thiên Tử. Chờ hắn gặp phải càng mạnh người, hắn tuyệt đối sẽ nỗ lực so với chính mình thảm liệt gấp trăm lần đại giới. Mà lại, hắn cũng rất không có khả năng tìm tới nhiều người như vậy a. Người khác cũng sẽ tìm được hắn a. Lúc này thời điểm, những người khác xác thực đều tại điên cuồng tìm người. Nhưng tất cả những thứ này, hắn đều nói không ra miệng. Làm hắn trơ mắt nhìn lấy, sau năm canh giờ, Lý Thiên Mệnh tìm được cái thứ ba Thánh Thiên Tử, Lâm Thiên Tử, về sau, hắn càng thêm ngốc trệ, nói không nên lời. Lại nhìn Lăng Thiên Tử ba người bọn họ, đã thống khổ đến chết lặng trạng thái. Lâm Thiên Tử là cái nữ hài. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đối xử như nhau, đều là cơ bản thao tác, giải quyết về sau, hắn tả ma lên, đã trói lại 5 người. Ba cái quy nhất cảnh tầng thứ 9 Thánh Thiên Tử, hai cái Hắc Minh đệ tử. Bao quát cái kia tới chót nhất Lâm Thiên Tử ở bên trong, giờ phút này đều lấy ngốc trệ, thê thảm, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn. Có lẽ lúc này thời điểm, bọn họ rất nghi hoặc Lý Thiên Mệnh vì cái gì có thể chuẩn xác như vậy tìm kiếm được bọn họ. Nhưng, không dùng. Bởi vì, chẳng lẽ muốn suy đoán thời cổ thần quốc đang trợ giúp hắn gian lận. Đây chẳng phải là dọa người hơn. Hiện tại, có ba cái quả bóng vàng, ba cái hắc cầu. Cái kế tiếp, Quân Nguyên Tấn, Tấn Thiên Tử. Đây là một cái thiên ý cảnh giới Thánh Thiên Tử, thực lực cùng Tư Không Thiên Thần tương đương. Hắn là quân gia người, hắn phụ thân tựa như Thánh Hoàng con thứ, quân huyền vực chính là quân Đông Diệu nhị đệ. Thánh Hoàng là Quân Nguyên Tấn ra ra. Nhưng, tự Lý Thiên Mệnh khóa chặt vị trí của hắn một khắc này, trong mắt hắn, người này cùng tà ma lên 5 vị, không có gì khác nhau. Nghe được Lý Thiên Mệnh câu nói này, ba vị Thánh Thiên Tử, hai vị Hắc Minh đệ tử, kém chút đang run rẩy phía dưới, khóc thành tiếng âm tới. Mà bên ngoài Thánh Thiên chiến trường, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đây không phải cảnh vực chi chiến. Đây là Thái Nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh tại tinh chuẩn đi săn. Thánh Thiên chiến trường hết thảy có 200.000 chỗ ngồi. Có thể có chỗ ngồi người, thân phận địa vị không kém, có thể khi bọn hắn nhìn đến Lâm Thiên Tử đều chỉ có thể a a a a, bị băng tại tà ma phía trên kéo thời điểm ra đi, bọn họ ào ào đứng lên. Lăng Thiên Tử bị đánh, bọn họ đều muốn hùng hùng hổ hổ, khí cấp bại phôi, lại càng không cần phải nói, hiện tại ba cái Thánh Thiên Tử đều bị buộc ở phía trên. Cảnh vực chi chiến cử hành đến bây giờ, chúng ta Thánh Thiên Tử chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Một tiếng này tức giận chửi rủa, thậm chí mang theo bi phẫn. Nhìn người khác chịu khổ rất thoải mái, chính mình người bị nhổ một sợi tóc, bọn họ đều sẽ khó chịu. Lại càng không cần phải nói, nhìn lấy ba cái a a a a Thánh Thiên Tử, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân nhuốm máu, vốn là bị trọng thương, còn phải không ngừng bị nham thạch cây cối cùng tà ma gai nhọn kích đụng. Mỗi một cái hình ảnh đều vô cùng thê thảm. Đối đại đa số người tới nói,
những thứ này thế nhưng là bọn họ bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng thánh thiên tử a. Mỗi một cái, đều là thánh thiên phủ nghịch thiên thế hệ, là bọn họ sùng bái đối tượng. Nhưng là bây giờ, còn có thể thê thảm đến đâu sao? Tại chỗ rất nhiều người, đều muốn bị tức giận đến thổ huyết. Quá sỉ nhục. Cái này đáng chết Lý Thiên Mệnh, vội vàng đem bọn họ Đông Hoàng Tông diệt, đem cái này Lý Thiên Mệnh cột vào thánh thiên chiến trường, mỗi người đâm hắn một kiếm. Liền không có người có thể đi ra giải quyết hắn sao? Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người mất hết mặt mũi. Coi như còn có ngồi đang ngồi vào phía trên người, giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ lên, trong miệng cùng ngậm lấy một khối cứt chó giống như. Bọn họ quần hùng xúc động phẫn nộ, hận không thể xông đi lên giáo huấn Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc vào không được cảnh vực kết giới, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài đấm ngực dậm chân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Càng tức giận đến, đều hận đến đánh chính mình. Giết Lý Thiên Mệnh, rửa sạch nhục nhã. Rất nhiều người gọi hô lên. Tình cảnh này, Vi Sinh Thiên Lan, Diệp Thiếu Khanh bọn họ đều thấy được. Thiên Mệnh tính toán nhân từ, nhưng bọn hắn đều tức thành bộ dạng này, thật không phải thứ gì. Vi Sinh Thiên Lan lắc đầu nói. Nói đúng, cái này ngàn năm qua, bọn họ xem chúng ta chê cười thời điểm, một cái so một cái vui sướng. Bất quá một chút phản chơi một vố, thì để bọn hắn xù lông, tức thành dạng này, thật sự là ha ha. Các loại cái gì thời điểm, ngược đãi bọn hắn đệ tử ngàn năm, để bọn hắn cảm thụ một chút, đó là cái gì tư vị. Rất nhiều chuyện, không phát sinh trên người mình, bọn họ là sẽ không biết, mình rốt cuộc đến cỡ nào quá phận. Diệp Thiếu Khanh từng tại cảnh vực kết giới bên trong chiến bại qua. Hắn vận khí coi là tốt, không tính bị nhục nhã quá ác, nhưng chỉ là liệu thương đều hao phí một năm, từ đó bị Thánh Thiên Phủ Thiên Tài kéo ra chênh lệch. Đã từng một màn, bây giờ hồi tưởng lại, trong mắt đều là lửa giận. Nói thật, ngàn năm qua, có rất ít giờ phút này thống khoái như vậy thời điểm. Rất nhiều tông lão, đều nhìn đến mờ mịt, thậm chí có chút nóng nước mắt, bởi vì bọn hắn đồng dạng có rất nhiều không tốt nhớ lại. Mà hết thảy này, đều là Lý Thiên Mệnh làm được. Mặc kệ là Nam Thiên Tông vẫn là Đông Hoàng Tông, đều có đã lâu thoải mái đầm đìa cảm giác. Lúc này thời điểm, tự nhiên không ai sẽ lại kể một ít âm dương quái khí lời nói, chỉ có thể cúi đầu nhìn lấy, nói thí dụ như Cố Thu Vũ. Khả năng hắn sẽ nói một câu, Lý Thiên Mệnh đây là tại muốn chết. Nhưng là, ai sẽ phản ứng đến hắn đâu? Lại nói, nhìn ra được không? Hắn giống như một loại thủ đoạn, khám phá huyễn cảnh, tìm tới cảnh vực kết giới cùng Thánh Thiên chiến trường thăng bằng. Đi tinh chuẩn tìm tới đối thủ. Vi Sinh Thiên Lan tán thán nói. Thấy được, cứ như vậy, hắn có thể xu cát tị hung, bày mưu tính kế, trưởng khống toàn cục, nguyên một đám thu thập đi qua. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt nóng rực nói. Hiện tại Tam Kim Ba Hắc, chờ hắn cầm tới nhược tố cùng Thanh Loan hắc cầu là đủ rồi. Còn lại hai cái quả bóng vàng, hắn hiện tại mục tiêu, tựa như là quân Nguyên Tấn. Vi Sinh Thiên Lan nói. Đúng. Quân Nguyên Tấn không phải là đối thủ của hắn. Giải quyết về sau, chỉ cần lại đoạt một cái quả bóng vàng, lại lấy đi Thanh Loan, nhược tố hắc cầu, liền có thể tại không đụng tới quân Thiên Dịch, Nguyệt Linh Lang tình huống dưới, dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt càng sáng hơn. Lợi hại, cái này khám phá huyễn cảnh thủ đoạn, thần hồ kỳ thần, cảnh vực chi chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu, những người khác còn không thu lấy được, hắn vậy mà tiếp cận thành công. Kỳ thật những người khác chỗ lấy đến bây giờ đều không đụng tới đối thủ hoặc là đối thủ, cũng là bởi vì 14 người bên trong, có 5 cái đều bị Lý Thiên Mệnh bắt lại. Trừ hắn ra, chỉ còn lại 8 người, trong đó Vi Sinh tỷ đệ đến biển cả, rất khó tìm được, cái kia chỉ còn lại 6 người. 2 cái thái nhất đệ tử, 4 cái thánh thiên tử. 14 người còn lại 6 người, bọn họ muốn lẫn nhau đụng tới, so ngay từ đầu tỷ lệ thấp hơn. Chí ít Thượng Quan Vân Phong cùng Triệu Lăng Châu, chủ yếu là ẩn núp, không thế nào dám lộ diện. Một khi Lý Thiên Mệnh cầm xuống tấn thiên tử, ở bên ngoài du tẩu người, sẽ chỉ càng ít. Quân Thiên Dịch cùng Nguyệt Linh Lang chỉ có kinh thiên năng lực, đụng không lên người, bọn họ có thể có biện pháp nào. Lý Thiên Mệnh biết hai người này vị trí, hắn chỉ cần mình không đụng với bọn họ, đối phương liền đến không đến trước mắt hắn. Nói thật, Vi Sinh Thiên Lan bọn họ đều nhìn ra Lý Thiên Mệnh động tất chi nhãn thủ đoạn, Thánh Thiên Phủ cùng hắn vây cánh. Như thế nào lại nhìn không ra? Tuổi còn nhỏ, có thể khám phá cảnh vực kết giới huyễn cảnh, thật là có bản lĩnh, thoạt nhìn là chuyên môn vì cảnh vực chi chiến bồi dưỡng ra được. Mục tiêu cũng là Đông Hoàng Kiếm.
Quân Đông Diệu ánh mắt sáng rực. Xem ra Đông Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị a, chỉ tiếc, người này trên thực lực kém một chút, cũng liền so thiên ý đệ nhất trọng mạnh hơn một chút, không bằng Quân Thiên Dịch. Tư Không Kiếm Sinh phán đoán nói. Bọn họ cảnh giới này, đối tuổi trẻ thiên tài chiến lực phán đoán, phạm sai lầm khả năng không lớn. Lang Nhi cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 5 thánh thú, vốn là cùng Thiên Dịch cùng các loại cảnh giới, nhưng bây giờ lại có đột phá. Quân Đông Diệu nhị đệ, thứ 8 thánh lão Quân Huyền Vực nói. Hắn chính là Quân Nguyên Tấn phụ thân. Thật, vừa nghe được câu này, rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Vậy liền ổn. Lang Nhi thật sự là đáng sợ, bực này thiên tư, mau cùng mấy năm trước đọc thương không sai biệt lắm a. Bọn họ hai đứa bé này, tương lai tuyệt đối là chúng ta thánh thiên phủ giường cột. Thiên phú cường hãn thành dạng này, chỉ ít vượt qua 1000 đại thánh thiên tử. Tin tức này, mới có thể làm dịu bọn họ giờ phút này tâm tình buồn bực. Như vậy, liền để cái này Lý Thiên Mệnh cầm tới Đông Hoàng Kiếm, cái kia lại có thể thế nào? Chỉ cần Đông Hoàng Kiếm lập lòe, Thiên Dịch cùng Lang Nhi, đều có thể khóa chặt vị trí của hắn. Một canh giờ thì có thể giải quyết, căn bản không dùng được 10 ngày. Hắn hiện tại dựa vào nhìn phá huyễn cảnh bản sự, hoành hành bá đạo, đến lúc đó, mọi người liền có thể xem kịch. Đương nhiên, cũng sẽ không có cái gì bộ phim, nếu là Lang Nhi tự mình động thủ, đoán chừng tùy tiện thì nghiền ép. Quân Đông Diệu trầm giọng nói. Đến mức Nguyệt Linh Lang cùng đệ đệ nhỏ nhất như thế nghịch thiên, hắn chân thực tâm tình là cái gì, vậy liền không có người biết. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia công tử áo trắng, hắn chỗ ngồi lớn nhất tới gần thánh thiên chiến trường. Lúc này chính nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy cảnh vực kết giới bên trong Nguyệt Linh Lang. Cái kia bên mặt, vậy mà cùng Thánh Hoàng, tương tự như vậy. Quân Đông Diệu cắn răng, nhắm mắt lại, có chút tiết khí. Tiếp qua hơn 20 năm, ai biết hai người này, sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì. Tại Thánh Thiên Phủ đệ tử chửi rủa cùng Thánh Lão nhóm đối Nguyệt Linh Lang tán thưởng trong thanh âm, Lý Thiên Mệnh còn đang tìm kiếm Quân Nguyên Tấn. Rất nhanh. Thánh Thiên chiến trường yên tĩnh trở lại. Đó là bởi vì, Quân Nguyên Tấn cùng Lý Thiên Mệnh hai mắt, đã đối mặt. Quân Nguyên Tấn, tướng mạo cùng Quân Thiên Dịch tương tự, nhưng cao lớn hơn uy mãnh một số. Hắn mặc trên người áo giáp màu hoàng kim, tay nắm một thanh bát giai thú binh, kim long tam xoa kích, đứng tại thương trên bờ biển, như cùng một cái hoàng kim chiến thần. Quân gia cái này đệ nhất, hắn gần với Quân Thiên Dịch, là trong đó người thứ hai, từ nhỏ đến lớn. Đồng dạng hưởng thụ lấy vô tận vầng sáng. Thiên tư của hắn không so Quân Thiên Dịch kém, chỉ là số tuổi thiếu đi nửa tuổi, nếu là qua nửa năm nữa, hắn cũng có khả năng, đến thiên ý cảnh giới tầng thứ hai. Trước mắt của hắn, chính là mênh mông biển cả. Lúc này, hắn một đôi tròng mắt màu vàng óng, ngay tại biển cả bên trong tìm kiếm. Tuy nhiên nháy mắt, nhưng khẳng định là một đầu cá voi. Rõ ràng là vi sinh gia tộc cộng sinh thú. Cũng không biết. Đến cùng là vi sinh nhược tố vẫn là vi sinh thanh loan. Muốn là vi sinh nhược tố, Thiên Dịch ca, không có ý tứ, ta nhưng muốn đoạt trước một bước, hái giai nhân. Hắn từ nhỏ cùng Quân Thiên Dịch cạnh tranh, thắng được tương đối ít, nhất là Quân Thiên Dịch trước bước vào thiên ý cảnh giới tầng thứ hai. Nếu là một bước này vượt lên trước, sau một cái thoải mái chữ đến. Đại bá nói muốn trọng chú ý vi sinh tỷ đệ, để vi sinh thiên lan ở bên ngoài khóc thành tiếng âm đến, cái này đơn giản. Đây cũng là Quân Nguyên Tấn tham gia cảnh vực chi chiến mục đích lớn nhất. Đến tại Đông Hoàng Kiếm Nha, chỉ cần trong tay hắn quả bóng vàng, không bị cướp đi là được rồi. Hắn cộng sinh thú, chính là một đầu thần long. Đó là một đầu kim sắc thần long, toàn thân như hoàng kim đúc thành, to lớn mà kiên cường, thậm chí còn một cặp kim cương cánh, triển khai về sau như là đôi cánh của bầu trời. Dưới ánh mặt trời, cái này hoàng kim thần long chạy như bay lên, rạng rỡ thiểm quang. Muốn không phải kim long không thế nào lội nước, hắn sớm liền vọt vào biển cả bên trong, đi tìm cái kia một đầu cá voi. Mà bây giờ, hắn khống chế cái này cấp 4 thánh thú, kim dực thiên long, đang đợi một lần cái kia cá voi lại một lần nữa thò đầu ra cơ hội. Hắn tin tưởng, đối phương lòng ngứa ngáy khó nhịn, khẳng định sẽ đi ra quan sát bên ngoài biến hóa. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, ở chỗ này đi săn. Kim dực thiên long, kim long tam xoa kích, đều đã chuẩn bị xong. Trên người hắn cái kia rực rỡ quang mang, nơi xa liền có thể nhìn thấy. Ngay một khắc này, tại cái kia lục địa phương hướng, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh, kéo lấy một chuỗi bóng người, hướng về Quân Nguyên Tấn mà đến. Ai? Quân Nguyên Tấn đột nhiên quay đầu.
không có người trả lời hắn. Bởi vì một con nhỏ bé hỏa diễm gà, đã xuất hiện tại hắn trước mắt, lấy hai cánh làm kiếm, trực tiếp đánh tới. Mà tại ngọn lửa kia gà về sau, một đầu cùng loại sư hổ báo lôi đình cự thú, trên thân quấn quanh cửu trọng hỗn độn lôi giới, từ trên trời giáng xuống, vô số thần lôi ầm vang đánh xuống. Vừa thấy mặt thì đánh, đây rốt cuộc là ai? Quân Nguyên Tấn kinh hãi, vội vàng né tránh huỳnh hỏa thiên địa nhân tam sát kiếm. Thế nhưng kim diễm kiếm khí, vẫn là theo đầu của hắn sát qua đi, kém chút đâm trúng ánh mắt của hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ ràng. Người đến là Đông Hoàng Tông Lý Thiên Mệnh. Nhưng phía sau hắn còn có năm nhân ảnh đây. Mà những người kia, một cái so một cái thảm. Khi thấy trong đó ba cái đều là thánh thiên tử về sau, Quân Nguyên Tấn triệt để nổ tung. Lý Thiên Mệnh, người to gan lớn mật. Chỉ trong nháy mắt, Quân Nguyên Tấn thì cảm nhận được thánh thiên phủ đệ tử nhóm trong khoảng thời gian này biệt khuất cùng phẫn nộ. Những người kia không thể ra tay trả thù, nhưng là hắn có thể. Tại hắn nộ hống cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, Lý Thiên Mệnh đứng tại biển cả một bên sườn đồi phía trên, tương tà ma treo ở một khỏa trên tảng đá, phía trên năm người thì theo sườn đồi rũ xuống, trên không trung không ngừng phiêu đãng. Tình cảnh này, để Quân Nguyên Tấn cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Cái này nổi giận trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh không có xuất thủ, nhưng là hắn hai đầu cộng sinh thú, lần nữa tiến công Quân Nguyên Tấn. Người cái này là muốn chết, nơi này là Thánh Thiên Phủ. Quân Nguyên Tấn tròn mắt tận nứt, tay cầm kim long tam xoa kích, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến. Người sai, nơi này là cảnh vực kết giới. Lý Thiên Mệnh đứng không nhúc nhích. Hắn liền Lê Cửu Tử cùng Lê Vô Sinh liên thủ đều có thể đánh bại, Quân Nguyên Tấn là cá trong chậu, như thế nào là đối thủ của hắn? Chỉ là huỳnh hỏa nói, muốn dùng người này luyện kiếm, Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian, liền ngồi tại trên tảng đá các loại, nhìn huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, đại chiến Quân Nguyên Tấn. Hắn cái này không xuất chiến hành động, toàn bộ Thánh Thiên Phủ đô có thể trông thấy, loại này đối với địch nhân miệt thị, càng là tức giận đến Thánh Thiên Phủ đệ tử thổ huyết. Che phủ nghiêm nghiêm thật thật rùa đen rút đầu, đối thủ của ngươi là ta. Làm Quân Nguyên Tấn nổi trận lôi đình, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh thời điểm, lại có một con gà con giết tới sau lưng. Phần Thiên Vũ Linh. Phốc phốc. Cái này Phần Thiên Vũ Linh không có công kích Quân Nguyên Tấn, ngược lại xông về cái kia Kim Dực Thiên Long, lúc này thời điểm Miêu Miêu, đang cùng cái kia Kim Dực Thiên Long chém giết cùng một chỗ. Hai đầu cự thú theo lục địa giết tới biển cạn, nhất là biển cạn thời điểm. Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp bổ trên nước biển, trực tiếp truyền đến Kim Dực Thiên Long trên thân. Xem toàn thể là thế lực ngang nhau, nhưng một khi xuất hiện loại tình huống này, sau cùng hẳn là Miêu Miêu thắng, bởi vì làm đối thủ huyết, sẽ dần dần bị nó độc ma huyết trảo nhuộm thành độc huyết. Quan trọng tại huỳnh hỏa bên này. Nó muốn dựa vào cùng thiên ý cảnh giới đối thủ chém giết đến ma luyện thánh cảnh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh liền để nó mạo hiểm một lần. Cho nên lần này, nó hầu như ngự thú sư. Nhưng, nó là chiến quyết cùng thần thông đồng thời sử dụng. Ngoại trừ luyện ngục hỏa, luyện ngục thuẫn giáp cùng Phần Thiên Vũ Linh bên ngoài, huỳnh hỏa hiện tại đáng sợ nhất thần thông là luyện ngục hỏa ảnh. Giờ phút này thi triển thời điểm, liền có hơn vạn hỏa diễm gà đồng thời sinh ra, vần quanh cái kia Quân Nguyên Tấn, giống như mỗi cái phân thân, trên tay đều có kim diễm kiếm linh. Lý Thiên Mệnh, ngươi cút cho ta đến. Quân Nguyên Tấn còn không có ý thức được, Lý Thiên Mệnh đem hắn giao cho mình cộng sinh thú. Còn tại hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới đây. Cái kia huỳnh hỏa chỉ có thể không khách khí, từ phía sau đánh lén. Cẩn thận cúc hoa của ngươi. Nó hiện tại tinh thông hai loại thánh cảnh chiến quyết, theo thứ tự là nghịch thần kiếm ý cùng sinh tử trảo pháp. Sinh tử trảo pháp theo sinh tử tiên pháp biến hóa ra, cũng có câu hồn, tác mệnh, siêu độ chúng sinh ba chiêu. Tại Quân Nguyên Tấn đưa lưng về phía nó thời điểm, nó và mấy vạn phân thân cùng một chỗ, thi triển nghịch thần kiếm ý cùng sinh tử trảo pháp. Mục tiêu là Quân Nguyên Tấn sau lưng không thể miêu tả chi địa. Giết! Huỳnh hỏa cùng như điên cuồng, a à không, nó vốn là toàn thân đều là máu gà. Lúc này thời điểm, nó nhiệt huyết sôi trào, làm mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh cùng nó thi triển đồng dạng kiếm chiêu thời điểm, chàng diện kia quả thực chói lọi. Liền Lý Thiên Mệnh đều nhìn đến nhìn mà than thở, hắn phát hiện, huỳnh hỏa cùng miêu miêu chiến đấu lực, kỳ thật đều đến gần vô hạn với mình. Nhất là huỳnh hỏa quái vật này, cũng liền thú nguyên so với chính mình kém một chút. Quân Nguyên Tấn đều không dự liệu được, cái này một chỉ lớn chừng bàn tay con gà con, mạnh đến loại trình độ này. Trong mắt của hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ nội bộ mâu thuẫn, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, một chút chậm chậm một chút.
Trong lúc nhất thời, huỳnh hỏa cái kia sinh tử trảo pháp, câu hồn tác mệnh liên tục giết tới, móng của nó xuyên qua hoàng kim khải giáp kẽ hở. Ngao! Quân Nguyên Tấn tuy nhiên né tránh rất nhiều công kích, nhưng vẫn bị trúng đích một chút, trong lúc nhất thời, cái rắm huyết chảy ngang a. Ha ha, tư vị như thế nào a? Huỳnh hỏa như là ma quỷ, xen lẫn trong vô số luyện ngục hỏa ảnh bên trong, tại Quân Nguyên Tấn ngập trời chi nộ thời điểm, nó lần nữa giết đi lên. Nghịch thần kiếm ý, Trảm Lạc Tinh Thần. Đây không phải một kiếm, đây là mấy vạn kiếm đồng thời bạo phát, dù là luyện ngục hỏa ảnh kiếm chiêu uy lực không mạnh, nhưng lít nha lít nhít tình huống dưới, vẫn là cho Quân Nguyên Tấn tạo thành phiền toái cực lớn. Bởi vì nó căn bản không có cách nào cản, căn bản không biết, chỗ nào mới là huỳnh hỏa chân chính kiếm chiêu. Đây là Lý Thiên Mệnh cũng không nguyện ý đối mặt huỳnh hỏa nguyên nhân, tại cái này mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh mê hoặc phía dưới, chỉ có thể bị đánh, liền đối phương ở nơi nào cũng không biết. Nhưng, Quân Nguyên Tấn muốn người đối phó là Lý Thiên Mệnh a. Tại cái này xoắn suýt thời điểm, lại cùng Lý Thiên Mệnh lạnh lùng lại mang theo khinh miệt chi ý ánh mắt đối mặt, càng làm cho Quân Nguyên Tấn tức giận đến phát run. Hắn đã lớn như vậy, đều không khiến người ta dùng loại ánh mắt này nhìn qua. Chuyên tâm điểm, rùa đen rút đầu. Cái này ngây người một lúc, huỳnh hỏa một chiêu giết tới, vô số kiếm khí ám sát, trong đó một đường tới tự huỳnh hỏa kiếm, trực tiếp theo trên mặt của hắn sát qua đi. Phốc phốc, một đạo kiếm ngân, sâu đủ thấy xương. Mặt đều thẳng tiếp bị xé nứt. Loại đau nhói này để Quân Nguyên Tấn điên rồi. Lý Thiên Mệnh, đợi lát nữa ta lại thu thập ngươi. Hắn rốt cục chật vật có phải hay không không đối mặt tiểu hoàng gà. Nói thật, hắn đều không biết đến loại này sẽ sử dụng chiến quyết, mà lại nghịch thiên đến loại trình độ này cộng sinh thú. Đến thiên ý cảnh giới, tốt nhiều cộng sinh thú đều từ bỏ thú pháp, chuyên dụng nhục thể cùng thần thông chiến đấu. Hắn cũng không tin, mình tại chiến quyết phía trên, còn không bằng một con gà. Nhận lấy cái chết. Trong cơn giận dữ, hắn thi triển chính là thiên ý chiến quyết kim cương liệt dương trảm. Đệ nhất trảm, phá hiểu. Kim long tam xoa kích theo trời chém xuống, một đạo kim sắc thần quang đâm phá thiên địa, như là mặt trời phá hiểu, trực tiếp đem vô số luyện ngục hỏa ảnh chém thành hai bộ phận. Nhưng, công kích của hắn căn bản không có đụng phải tiểu hoàng gà, gia hỏa này không ngừng biến hóa vị trí, đầy trời đều là nó biến thái phân thân, ai biết nó ở nơi nào. Đồ ăn đến làm cho ta dùng mình. Đột nhiên một tiếng nụ cười quỷ dị, để Quân Nguyên Tấn ánh mắt đờ đẫn, vội vàng quay người. Nói thật, chưa từng gặp phải nhỏ như vậy đối thủ, khó chơi đến để hắn toàn thân lửa giận. Sinh tử trảo pháp, siêu độ chúng sinh. Một trảo này trực tiếp từ trên trời rơi xuống, lần này Quân Nguyên Tấn phản ứng tính toán nhanh, cái kia kim long tam xoa kích chỉ lên trời đâm một cái, đây cũng là kim cương liệt dương trảm thiên ý uy lực. Lần thứ nhất cùng tiểu hoàng gà đối kháng chính diện. Làm. Nhỏ như vậy móng vuốt, lại phát ra như thế âm thanh khủng bố. Luận loại này tuyệt đối lực lượng, huỳnh hỏa xác thực thua một chút, nhưng không có gì đáng ngại, nó sau khi bị bức lui, lần nữa biến mất tại luyện ngục hỏa ảnh bên trong. Xung động sao, run rẩy sao, tiếp đó, lão tử để ngươi cảm thụ cảm giác, cái gì gọi là bị ta chi phối hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh nhìn đến. Huỳnh hỏa đã bắt đầu ma luyện nghịch thần kiếm ý một chiêu mạnh nhất, vạn kiếm độc tôn. Ban đầu ở phong vân thần hạc phía trên, nó theo Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tu luyện, lĩnh ngộ hàm ý, nhưng là kém một chút thực chiến. Cho nên, nó thẻ tại giai đoạn này, trầm tư suy nghĩ không có thu hoạch, cho nên thỉnh cầu lần này cùng thiên ý cảnh giới đơn đấu cơ hội. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nhìn đến chính là, mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh, không ngừng xuất kiếm, giống như Lý Thiên Mệnh tại phong vân thần hạc phía trên. Mỗi ngày ra một vạn kiếm một dạng. Huỳnh hỏa, muốn nghĩ tới chúng ta nhìn đến cái kia hình ảnh. Cái kia nuốt sống mặt trời vĩnh hằng phi điểu, cũng là ngươi. Cho nên, ngươi minh bạch, cái gì gọi là độc tôn sao? Lý Thiên Mệnh cũng đang trợ giúp nó. Trận này chém giết, huỳnh hỏa không ngừng đang điều chỉnh kiếm chiêu, nó mau đưa Quân Nguyên Tấn giết điên rồi, bởi vì Quân Nguyên Tấn căn bản không đụng tới nó, tất cả đối kháng chính diện, huỳnh hỏa đều lấy luyện ngục hỏa ảnh né tránh. Nhưng trong nháy mắt xuất kiếm đánh lén, nó rất lành nghề. Quân Nguyên Tấn liền kim cương liệt dương trảm đều thi triển nhiều lần, chiến đấu kéo dài tiếp cận 3 phút đồng hồ, phía bên kia kim dực thiên long đã huyết ma độc phát tác, bị miêu miêu đặt tại biển cạn phía trên điên cuồng điện giật, tiếng kêu rên liên hồi. A, Quân Nguyên Tấn đã điên rồi. Hắn khó mà tin được, chính mình từ đầu đến cuối, liền Lý Thiên Mệnh đều không đụng phải. Càng đáng sợ chính là,
trước mắt cái này gà chiến quyết càng ngày càng đáng sợ, hắn mơ hồ cảm giác đối phương cũng là thú nguyên kém một chút, nhưng là nó đối thiên ý lĩnh ngộ, trên mình. Đây là một chuyện đáng sợ. Bởi vì đây là một cái cộng sinh thú A. Vạn kiếm độc tôn, vạn kiếm độc tôn. Huỳnh Hòa một mực tại nhắc tới, tại cảm thụ một kiếm kia huy hoàng. Lý Thiên Mệnh mới vừa nói câu nói kia, để nó đồng dạng cảm nhận được cái này một loại vạn kiếm độc tôn siêu nhiên thiên ý. Thần phục, đều cho ta thần phục. Ý chí của nó cùng Lý Thiên Mệnh còn có chút khác biệt. Thậm chí, nó đem loại này kiếm ý, cùng luyện ngục hỏa ảnh dắt nối liền cùng nhau, bởi vì những cái kia luyện ngục hỏa ảnh hiện đang thi triển kiếm chiêu, đều là vạn kiếm độc tôn. Ông, bỗng nhiên ở giữa, mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh vạn kiếm độc tôn, đâm về phía Huỳnh Hỏa chính mình. Mà Huỳnh Hỏa ánh mắt sáng lên, hỏa diễm ngút trời, khi tất cả kiếm ý hội tụ tại cánh của nó phía trên thời điểm, đột nhiên đâm ra. Một khắc này, kiếm khí ngập trời. Phốc phốc, một kiếm này, cơ hồ không có thể ngăn cản, giết đến quân nguyên tấn tất cả hoàng kim khải giáp không có bao trùm vị trí, cơ hồ đều trong nháy mắt xuyên thấu, trong một chớp mắt, vô số máu tươi lao vút mà ra. A, à, quân nguyên tấn trong nháy mắt trọng thương, trên tay kim long tam xoa kích loảng xoảng rơi xuống, cả người quỳ gối Huỳnh Hỏa trước mặt. Cái kia sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn biểu lộ, run rẩy nhìn cái này gà. Hắn không sợ bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, nhưng là, thua ở một con gà chiến quyết trên tay, vậy đơn giản là cả một đời, sỉ nhục lớn nhất ha. Cho nên, quân nguyên tấn triệt để hỏng mất. Hắn bị cái này gà, chinh phục. Có thể giờ khắc này, Huỳnh Hỏa bay đến trên đỉnh đầu của hắn, đi tiểu, nói. Đi tiểu tiêu ký, này người đã bị ta chinh phục. Dịch thể theo trên trán chảy xuống. Theo gương mặt, rơi vào khóe miệng. Mã xoa trùng sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Quân Nguyên Tấn ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh, quất ra Hắc Minh Long kiếm, trong nháy mắt xuất kiếm. Người không biết, còn tưởng rằng hắn muốn đâm xuyên quân Nguyên Tấn đầu. Kỳ thật, bất quá là để hắn từ đó im miệng thôi. Tiếp đó, không cần lên tiếng, nhìn lấy là được rồi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ mặt của hắn, cầm đi hắn quả bóng vàng, nếu như vậy, hắn đã nắm giữ 4 cái quả bóng vàng. Còn kém một cái quả bóng vàng, 2 cái hắc cầu. Quân Nguyên Tấn toàn thân đều tại chảy máu, chúng vạn kiếm độc tôn, hắn thì cùng một tấm lưới giống như, khắp nơi đều là lỗ thủng. Nói thật, hắn là bị đả kích thảm nhất một cái. Cho nên dẫn đến, ánh mắt đờ đẫn, lại có si ngốc khuynh hướng. Làm Lý Thiên Mệnh đem hắn buộc lúc thức dậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn còn lại các đồng bạn, khóc không ra nước mắt. Giải quyết, cái kế tiếp. Lý Thiên Mệnh liếc bầu trời một cái. Cái thứ 6. Tư không kiếm sinh, còn thoải mái sao? Thánh Thiên Phủ, còn đang chờ khỉ làm xiếc chi chiến sao? Hắn biết, hiện tại Thánh Thiên chiến trường, sẽ chỉ càng phẫn nộ, nhưng, bọn họ có thể làm cái gì? Đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên, một đầu cá voi, theo trong biển hiện lên đi ra. Đó là một đầu thanh sắc cá voi, hắn mặt ngoài thân thể da thịt, thoạt nhìn như là vỏ cây. Lại dày vừa cứng, thậm chí hắn trên đỉnh đầu, còn rất dài ra một gốc màu xanh biếc đại thụ. Xem ra thì cùng đông trùng hạ thảo giống như. Cái này chính là tam giai thánh thú cấp bậc cộng sinh thú, tên là Thanh Mộc Long Kình, cầm giữ có thần long huyết mạch, có thể tại biển cả bên trong phát ra thần long đồng dạng thanh âm. Cái này chính là thảo mộc, băng thủy song hệ cộng sinh thú, hình thể to lớn, lực lượng dồi dào, tại biển cả bên trong đủ để rời sông lấp biển, chiến lực rất không tệ. Đương nhiên một khi lên lục địa, chỉ cần không phải đại giang đại hà, chiến lực muốn hạ xuống rất nhiều. Thanh Mộc Long Kình ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận biết, chính là vi sinh Thanh Loan. Lúc này thời điểm, cái kia Thanh Mộc Long Kình mở ra to lớn miệng, một cái thanh y thiếu niên từ trong đó đi ra. So sánh với tới nói, thân thể của hắn tại Thanh Mộc Long Kình trong miệng, đoán chừng có thể hành động tự nhiên, Thanh Mộc Long Kình chi miệng, giống như là một gian căn phòng. Thiên Mệnh ca. Vi sinh Thanh Loan hưng phấn chạy tới, hắn sợ là đã nhìn một trận chiến này, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã càng thêm mê mẩn. Trong lúc bất chi bất giác, xưng hô đều theo Thiên Mệnh huynh đổi thành Thiên Mệnh ca. Thao, người vậy mà trốn ở trong miệng nó, không ngại miệng thối sao? Huỳnh Hỏa rơi vào Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, nhìn lấy Thanh Mộc Long Kình hỏi. Giống, cái kia Thanh Mộc Long Kình có chút khó chịu, khẽ hừ một tiếng. Đều có thể gây nên biển cả cuốn lên một mảnh bọt nước. Người đây có thể hiểu lầm,
trong miệng của nó tràn đầy cỏ tươi mùi thơm, không tin ngươi cùng ta ngửi một cái đi. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Hắn vừa kiến thức chính là huỳnh hỏa xuất thủ, cho nên mà bây giờ nhìn huỳnh hỏa ánh mắt, cũng mang theo ý sùng bái. Lúc nói chuyện, hắn đã đem chính mình hắc cầu lấy ra, giao cho Lý Thiên Mệnh, hỏi. Có phải hay không còn kém một cái quả bóng vàng cùng một cái hắc cầu rồi? Hắn đã thấy, cái kia tà ma phía trên cột 6 người. 4 cái thánh thiên tử, 2 cái hắc minh đệ tử. Tăng thêm vi sinh Thanh Loan hắc cầu, tương đương với Lý Thiên Mệnh đã có 4 kim tứ hắc, khoảng cách ngũ kim 5 hắc, chỉ có 2 bộ muốn đi. Đúng, hắc cầu, sau cùng tìm ngươi tỷ cầm lấy đi, lấy thêm một cái quả bóng vàng thì ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, người cái này cũng thật là đáng sợ. Lợi hại, hả giận, chúng ta mẫu mực. Vi sinh Thanh Loan nhìn thoáng qua bọn họ thảm trạng, hốc mắt đều đỏ. Hắn tuy nhiên không nghĩ ra vì cái gì Lý Thiên Mệnh có thể tìm tới nhiều người như vậy, nhưng đây không phải quan trọng. Mấu chốt là, thoải mái a. Chút lòng thành, đều là tiểu lâu lâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vi sinh Thanh Loan nhìn mà than thở, nói thật, phía trên này Tấn Thiên Tử cùng 2 vị Hắc Minh đệ tử. Đều là hắn hoảng sợ gặp phải nhân vật, tại Lý Thiên Mệnh trong miệng lại là tiểu lâu lâu. Ca lớn ở phía sau, nhưng ta muốn lấy trước đến Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ta giống như không giúp đỡ được cái gì, nhưng Thiên Mệnh ca nếu là có phân phó, ta tuyệt đối xông pha khói lửa, không chối từ. Vi sinh Thanh Loan ánh mắt nóng rực nói. Bảo trụ một khỏa hắc cầu cũng không tệ rồi, an toàn liền tốt. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Hắn thụ Diệp Thiếu Khanh chỗ nhắc nhở, nhìn đến vi sinh Thanh Loan an toàn, trong lòng cũng yên tâm một số. Thiên Mệnh ca, ta có thể đánh bọn họ một trận, cho tiền bối hả giận sao? Vi sinh Thanh Loan cắn răng hỏi. Tùy tiện đánh, Lý Thiên Mệnh cười nói. Sau đó vi sinh Thanh Loan đem 6 người này, từ đầu tới đuôi đều đánh cho một trận, đánh đến bọn hắn kêu thảm không thôi. Thật sự sảng khoái a. Vi sinh Thanh Loan đều quên, bao nhiêu đời nam thiên đệ tử. Không có vui sướng như vậy. Mà hết thảy này, đều là Lý Thiên Mệnh mang tới. Ngươi theo ta đi thôi. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, lần nữa sử dụng động tất chi nhãn, đến tìm kiếm còn lại 3 vị thánh thiên tử vị trí. Bình thường tới nói, hắn muốn lấy thêm một cái quả bóng vàng. Còn lại 3 cái hắc cầu, chỉ ít phi sinh nhược tố cái kia không dễ dàng vứt bỏ, bọn họ tỷ đệ rất vững vàng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định quả bóng vàng làm đầu. Đến mức còn lại 3 cái quả bóng vàng, một vị khác thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng Diêu Thiên Tử, hắn quả bóng vàng khẳng định so quân thiên dịch, Nguyệt Linh Lang tốt cầm. Động tất chi nhãn, để hắn ánh mắt, có thể tại vô số lần nếm thử bên trong, xuyên thấu cảnh vực kết giới huyễn tượng, nhìn đến thánh thiên bên trong chiến trường, tất cả tham chiến đệ tử chỗ đứng. Đương nhiên còn có sinh tử của bọn hắn tình huống. Tổng cộng 14 người, hiện tại tăng thêm Lý Thiên Mệnh chính mình hết thảy 8 người đều tại phụ cận. Còn lại thì 6 người. 6 người này muốn lẫn nhau đụng tới rất khó. Nhưng giải quyết quân Nguyên Tấn về sau, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trong đó có 3 người, vậy mà chỗ đang đối chiến trạng thái. 3 người này, có một người mặc kim sắc váy dài thiếu nữ, ánh mắt vô cùng hung ác, khống chế một đầu cấp 4 thánh thú cộng sinh thú, bạo phong long ưng, chạy như bay ở trên trời. Người này tên là Diêu Thiên Tử, thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng, là Lý Thiên Mệnh quả bóng vàng mục tiêu. Ngoại trừ nàng bên ngoài, chỗ đang đối chiến trạng thái còn có quân thiên dịch cùng vi sinh nhược tố. Xem ra, hẳn là quân thiên dịch cùng Diêu Thiên Tử tại cái này thời gian ngắn hội tụ ở cùng nhau, sau đó đang vây công vi sinh nhược tố. Rất hiển nhiên, vi sinh nhược tố tương đối nguy hiểm. Nhưng may mắn là, vi sinh nhược tố giống như cùng vi sinh Thanh Loan một dạng, sống ở đó màu trắng định hải thần kình trong miệng, lúc này hẳn là tại hải dương chỗ sâu chạy trốn. Điều này sẽ đưa đến. Mặc kệ là quân thiên dịch vẫn là Diêu Thiên Tử, bọn họ công kích đến định hải thần kình trước mắt, đều sẽ phát sinh một số biến hóa, không có cách nào trực tiếp công kích đến vi sinh nhược tố trên thân. Đây chính là cảnh vực kết giới biển cả ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Nhưng, dù là tiềm tàng biển cả, bị 2 người này khóa chặt vị trí truy sát, vậy cũng tương đối nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không xác định vi sinh nhược tố có thể tại biển cả bên trong chống bao lâu. Thiên Mệnh ca, thế nào? Vi sinh Thanh Loan nhìn sắc mặt hắn nghiêm túc, liền vội hỏi. Đi, cứu người tỷ, Lý Thiên Mệnh nói. Nàng thế nào, vi sinh Thanh Loan hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh có người, cho nên hắn lại là lo lắng, lại là nghi hoặc.
Thanh Mộc Long Kình ở trong nước tốc độ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chí ít so ngươi tại lục địa nhanh rất nhiều. Rất tốt, đi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tường tà ma treo ở Thanh Mộc Long Kình cái đuôi phía trên, dù sao những người này một cái so một cái thảm, nửa chút khí lực đều không có, càng đừng hòng trốn mệnh. Các vị, chuẩn bị tốt lướt sóng đi. Lý Thiên Mệnh, để Tấn Thiên Tử bọn người trong nháy mắt kinh hồn. Sau đó, ác mộng bắt đầu. Ầm ầm, Thanh Mộc Long Kình phá vỡ biển cả sóng lớn, cuốn lên nước biển, nhảy lên ngàn mét. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Thanh Loan cùng một chỗ, đều đợi tại Thanh Mộc Long Kình miệng bên trong, trong này quả nhiên cỏ thơm mùi thơm ngát, mà lại mười phần sạch sẽ, cái kia hàm răng được không cùng bảo thạch giống như, đợi ở chỗ này không có nửa phần không thoải mái cảm giác. Trách không được bọn họ tỷ đệ có thể cùng cộng sinh thú cùng một chỗ tiềm tàng tại trong biển sâu. Thiên Mệnh ca, tỷ ta đến cùng thế nào? Vi Sinh Thanh Loan một bên chỉ dẫn Thanh Mộc Long Kình tiến lên, một bên lo lắng hỏi. Hướng bên này, Lý Thiên Mệnh còn tại sửa đổi phương hướng. Nói thật, tại cảnh vực kết giới bên trong, lục địa diện tích là biển cả gấp 3, mà vi sinh nhược tố rõ ràng tại biển cả bên trong, đại khái tại Nam Thiên đảo phụ cận, có cái tiền đề này, lại có chiến đấu động tĩnh, cần nhờ Thanh Mộc Long Kình cấp tốc tìm tới nàng, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Tạm thời không có chuyện làm. Cũng là bị Diêu Thiên Tử cùng quân Thiên Dịch vây công mà thôi. Huỳnh Hỏa ôm cánh, hắc hắc nói ra. A, cái kia tiếp tục nhanh điểm. Thiên Mệnh ca, người nhất định muốn cứu ta tỷ A, cái kia quân Thiên Dịch một bụng ý nghĩ xấu. Vi Sinh Thanh Loan sắc mặt trắng nhợt. Người kêu một tiếng tỷ phu, đoán chừng hắn liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Huỳnh Hỏa nói. Tỷ, tỷ phu. Người đừng nghe hắn nói mò. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi nói. Ngoài miệng nói. Hắn vẫn không ngừng sử dụng động tất chi nhãn, để Thanh Mộc Long Kình sửa đổi phương hướng. Tỷ phu, a không Thiên Mệnh ca, người con mắt này. Vi Sinh Thanh Loan không cẩn thận liền thấy động tất chi nhãn. Sau khi rời khỏi đây chớ nói lung tung. Được rồi. Vi Sinh Thanh Loan ngậm miệng lại, hắn biết Lý Thiên Mệnh khẳng định tại lấy cái này không thể tưởng tượng ánh mắt tìm người, cho nên không dám đánh nhiễu, mà chính là nghiêm túc, cấp tốc đem Lý Thiên Mệnh tin tức truyền đến. Phản hồi cho Thanh Mộc Long Kình tại biển cả gia tốc. Cái phương hướng này không đúng, là hướng lục địa đi. Hẳn là bên này, Nam Thiên Đảo tại cái phương hướng này, bất quá cảnh vực kết giới Nam Thiên Đảo không lớn. Ta trước đó cũng đang tìm ta tỷ, bên này ta đều tìm, ta đoán chừng nàng ở chỗ này. Lấy Vi Sinh Thanh Loan đối với nơi này quen thuộc, tăng thêm biển cả diện tích không lớn, còn có Lý Thiên Mệnh càng thành thục hơn động tất chi nhãn, lần này tiêu tốn thì gian không lâu lắm. Hắn nhìn đến Vi Sinh Nhược Tố vẫn luôn tại biển cả bên trong chạy trốn, mà hai vị kia ở trên biển điên cuồng đuổi theo, nhưng trước mắt mà nói, giống như không có vấn đề. Giờ khắc này, Thanh Mộc Long Kình hé miệng thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã thấy phía trước vùng biển long trời lỡ đất, đến vị trí này, trên cơ bản không cần động tất chi nhãn, liền biết ba người bọn họ ở nơi nào. Thanh Loan người trước chìm xuống, ta trước cứu ngươi tỷ. Lý Thiên Mệnh nói, được, Vi Sinh Thanh Loan tuy nhiên khẩn trương. Nhưng cũng sẽ không cậy mạnh, lại nói hắn chả muốn cho Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia sáu vị điên cuồng, lướt sóng con mồi đây. Một trận này lướt sóng, lại cho bọn hắn ngược đến hối hận mình còn sống. Lý Thiên Mệnh bọn họ ba trong nước chiến lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, nhất là Huỳnh Hỏa. Cho nên, hắn chỉ có thể xông ra mặt nước, không có gì bất ngờ xảy ra, quân Thiên Dịch cùng Diêu Thiên Tử cũng ở trên mặt nước. Oanh! Lao ra một khắc này. Trên đỉnh đầu vừa tốt có một cái to lớn hùng ưng. Cái kia hùng ưng vậy mà mọc ra kim sắc phẩy rồng, toàn thân cùng mặc lấy khải giáp giống như, kiên cường thô bạo, kim quang lập lòe, cái kia móng vuốt cùng ưng mỏ, xem ra đều là kinh khủng binh khí, cùng miêu miêu độc ma huyết chảo không sai biệt lắm. Đây cũng là bạo phong long ưng. Trên lưng của nó đứng đấy một người mặc kim sắc váy dài ngự thú sư, người này chính đang cười lạnh, ánh mắt âm lãnh, theo sát lấy phía trước quân Thiên Dịch. Nhưng không ngờ phía dưới vậy mà lao ra một người hai thú. Diêu Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt khóa chặt nàng. Các ngươi trước đi trợ giúp Nhược Tố. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Nhược Tố hẳn là còn ở trong biển, nhưng là quân Thiên Dịch mang theo cộng sinh thú giống như khóa chặt vị trí của nàng, một mực theo đuổi không bỏ. Nàng đều kiên trì nửa canh giờ, tạm thời vấn đề khẳng định không lớn, quân Thiên Dịch rất khó trầm xuống biển cả cho nàng trọng thương, nhưng chính là không vung được. Mà Lý Thiên Mệnh vừa tốt đụng tới cái này Diêu Thiên Tử, tự nhiên là muốn thừa cơ lại đoạt một cái quả bóng vàng. Cái này quả bóng vàng tới tay,
chỉ cần cầm tới vi sinh nhược tố hắc cầu là có thể. Bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là để Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trước qua bên kia hỗ trợ. Mà Lý Thiên Mệnh, đơn độc theo trên mặt biển lao ra, trực tiếp thẳng hướng Diêu Thiên Tử. Ngươi là ai? Diêu Thiên Tử trong lúc nhất thời vậy mà không thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, Lý Thiên Mệnh hắc minh long kiếm, liền đã giết tới trước mắt của nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lại một lần bỗng nhiên tập kích. Lần trước là theo trong rừng cây lao ra, mà lần này thì tại biển cả. Cái kia Diêu Thiên Tử ngay tại khống chế bạo phong long ưng tốn sức muốn đuổi kịp quân thiên dịch, hoàn toàn nghĩ không ra đáy biển vậy mà lại giết ra một người. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. Lý Thiên Mệnh một kiếm này từ dưới mà lên, một kiếm ngút trời. Kiếm thế kia như cùng một đầu thần long, phóng lên tận trời, cơ hồ là trong nháy mắt, thì xuất hiện ở cái kia bạo phong long ưng dưới thân. Diêu Thiên Tử hét lớn một tiếng thời điểm, bạo phong long ưng mới phản ứng được, vội vàng xuất thủ. Cặp mắt của nó đột nhiên đâm ra hai đạo màu vàng quang mang nhanh chóng, trong nháy mắt thì ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lần này là Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tập kích, cho nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cơ hồ trong nháy mắt bóng người biến hóa, liền trực tiếp lóe lên công kích, mà kiếm trong tay hắn, đã bổ vào cái kia bạo phong long ưng trên cánh. Làm! Bạo phong long ưng bả vai quả thực cùng sắt thép giống như, chặt ở phía trên trực tiếp nứt toác ra sao hỏa. Bất quá! Lý Thiên Mệnh một kiếm này toái diệt càn khôn uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp, lúc trước trực tiếp đánh chết Vũ Văn Thần Đô một kiếm, giờ phút này cơ hồ đem cái kia bạo phong long ưng chiếc cánh này chặt đứt. Máu tươi lao vút mà ra. Cái kia bạo phong long ưng phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp nện vào biển cả bên trong. Tại cái này vội vàng ở giữa, rung động thất sắc Diêu Thiên Tử mới rơi trên mặt biển. Nàng chân đạp mặt biển, còn có thể duy trì ở thân thể ổn định, nhưng làm kim thuộc tính ngự thú sư, trên mặt biển chiến đấu, lực chiến đấu của nàng khẳng định phải suy giảm. Còn không có đứng vững đâu, trước mắt Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một đạo hắc ảnh, lần nữa trùng sát đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh, người dám đánh lén ta, người có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Cái này Diêu Thiên Tử nhưng không biết còn lại Thánh Thiên Tử xuống tràng, lúc này thời điểm trực tiếp giận tím mặt, trong lòng kiêu ngạo không cho phép nàng ăn quả đắng. Đáp lại nàng. Chính là Lý Thiên Mệnh tam sinh ma quyền. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Thiên ma, hám thần nhất quyền. Thần ma, diệt thế nhất quyền. Giờ khắc này thật thành điên cuồng, căn bản không cho Diêu Thiên Tử bất cứ cơ hội nào, một bộ tam sinh ma quyền cùng như bị điên đè đi lên. Diêu Thiên Tử vừa đem binh khí rút ra, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh bay, nàng tại đất đèn hỏa quang biểu hiện cũng không tệ lắm, chỉ ít lấy trưởng pháp chặn Lý Thiên Mệnh quyền thứ hai. Người cái này ti tiện. Lời nói còn không có mắng ra miệng, Lý Thiên Mệnh quyền thứ ba hám thần chi quyền, trực tiếp đánh vào trên bụng của nàng. Nàng người mặc kim sắc tỏa giáp, cũng là phòng ngự thú binh, nhưng coi như ngăn cách cái này phòng ngự thú binh, cái này một quyền khinh khủng, đem Diêu Thiên Tử đánh cho vị toan đều cho phun ra. Ách! Một khắc này, ánh mắt của nàng trừng đến to lớn, cả người uốn lượn núp ở Lý Thiên Mệnh trên nắm tay, toàn thân đều tại mãnh liệt run rẩy, co rút. Nôn! Một búng máu lẫn vào huyết nhục bã vụn phun ra. Thì một quyền này, đánh cho nàng ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt đều vỡ vụn non nửa. Phốc phốc, thậm chí đến đón lấy không nói hai lời, Lý Thiên Mệnh lần nữa một kiếm xuyên lưỡi. A, à, Diêu Thiên Tử nước mắt nước mũi chảy ngang. Quả bóng vàng lấy tới. Lý Thiên Mệnh một chút thời gian đều không cùng với nàng lãng phí, lần này tiến công nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp đánh cho cái này Diêu Thiên Tử theo ngạo mạn lạnh lùng. Biến thành run rẩy hoảng sợ. Ô ô, nàng vội vàng thu hồi mang theo tu di giới chỉ ngón tay, còn muốn không cho. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất kiếm, một kiếm phía dưới, một ngón tay bay ra, tu di giới chỉ rơi vào trên tay của hắn. Kiểm tra một hồi, vậy mà không có quả bóng vàng. Sau đó, hắn ở tại trên thân cấp tốc sờ soạng một trận, giống như cũng không có. Quả bóng vàng không thể rời đi người tham chiến phạm vi 10 mét. Điều này nói rõ nàng quả bóng vàng đã cho còn lại người tham chiến, hẳn là quân thiên dịch. Phiền. Lý Thiên Mệnh vốn là muốn duy nhất một lần cầm tới 5 cái quả bóng vàng, không nghĩ tới đánh tan cái này Diêu Thiên Tử, nàng quả bóng vàng lại cho quân thiên dịch. Như vậy tiếp đó, nhất định phải tại quân thiên dịch cùng Nguyệt Linh Lang trong tay cướp đoạt quả bóng vàng. Tà ma tại Thanh Mộc Long Kình bên kia, mà Lý Thiên Mệnh còn phải cấp tốc cùng vi sinh nhược tố tụ hợp.
hiện tại không có cách nào tại cái này Diêu Thiên Tử trên thân lãng phí thời gian. Cút! Lý Thiên Mệnh một bàn tay che ở gáy của nàng phía trên, đem nện vào biển cả bên trong, sau đó hướng về vi sinh nhược tố phương hướng đuổi theo. Diêu Thiên Tử thảm trạng, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Đoán chừng bọn họ đều sẽ nói Lý Thiên Mệnh không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng nói thật, Thánh Thiên Tử mặc kệ nam nữ, đa số đều ngạo mạn vô tình, tra tấn người thời điểm so với ai khác đều tàn nhẫn. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nàng, nàng hung ác lên, nhưng muốn ác hơn nhiều. Bằng không, nàng ở chỗ này truy vi sinh nhược tố làm cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn tư liệu, đều có nói cái này Diêu Thiên Tử phá lệ âm ngoan, còn liệt kê một ít sự tích, để thái nhất các đệ tử ngoài định mức cẩn thận. Cảnh vực chi chiến không phải đùa giỡn địa phương, nơi này là thái nhất đệ tử tang hồn chỗ, có rất nhiều nợ, đánh tan một cái Diêu Thiên Tử, còn thiếu rất nhiều còn. Muốn không phải thời gian khẩn cấp, nàng cũng phải cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ lướt sóng. Làm trễ nải một chút thời gian, Huỳnh Hỏa bọn họ đã biến mất tại trong tầm mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh thông qua tâm linh cảm ứng có thể biết bọn chúng đại khái vị trí, sau đó trực tiếp đuổi theo. Quân Thiên Dịch, rốt cục đụng tới cá lớn. Lý Thiên Mệnh, hai mắt như lửa thiêu đốt. Tấn Thiên Tử, Diêu Thiên Tử. Liên tục hai vị thiên ý cảnh giới Thánh Thiên Tử, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt bị bại vô cùng thê thảm, Thánh Thiên chiến trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Nhất là quân gia quân Nguyên Tấn, bị một cái cộng sinh thú thi triển chiến quyết đánh bại, quả thực mất mặt ném đến khiến người ta nhìn mà than thở. Làm Lý Thiên Mệnh ba quyền đánh tan Diêu Thiên Tử, còn tại nàng trên miệng bổ một kiếm thời điểm, Thánh Thiên chiến trường lần nữa tiếng mắng nổi lên bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thánh Thiên phủ cái này 30 vạn người, cơ hồ không ai có thể đủ chấn định. Bảy cái Thánh Thiên Tử, năm cái đều bị Lý Thiên Mệnh bạo ngược, một cái so một cái phế, từng cái đều ở trước mặt hắn run rẩy. Đến lúc này thời điểm, người nào còn nhớ rõ cảnh vực chi chiến vừa lúc mới bắt đầu, chính bọn hắn nói những cái kia ngạo mạn mỉa mai. Người nào còn nhớ đến chính mình là lấy như thế nào tâm thái, đến quan chiến cảnh vực chi chiến. Thời điểm đó tâm tình, cùng hiện tại phiền muộn, táo bạo, khó chịu, biệt khuất, lên cơn giận dữ, quả thực có một trời một vực. Liên tục đánh 7 người, tương đương với liên tục cho Thánh Thiên Phủ 7 cái bàn tay. Vốn là Thánh Thiên Phủ đệ tử nhóm đều đang cười, đều tại vui cười nhìn khỉ làm xiếc đâu, kết quả vừa lên đến thì chịu Lý Thiên Mệnh 2 bàn tay, cho bọn hắn trực tiếp đánh mơ hồ. Đang muốn tức giận thời điểm, lại liên tục chịu tam ba trường, hàm răng đều cho đánh rơi xuống. Cái này nổi giận hơn đi, lên cơn giận dữ đi. Kết quả, cái này còn không có phát tiết ra ngoài đâu, Lý Thiên Mệnh lại đến 2 bàn tay hung ác. Tấn Thiên Tử cùng Diêu Thiên Tử, hai vị này trong mắt bọn họ nghịch thiên chi tài, đều tan tác đến thảm không nỡ nhìn thời điểm, vây xem Thánh Thiên Phủ đệ tử, cảm giác giống như hai cái sắt bàn tay vung ở trên mặt, đừng nói hàm răng, đầu lưỡi đều cho làm sai lệch. Cho nên, bọn họ vào lúc này nhục mạ, tức giận đến phát run, nhưng đều là bất lực kêu gào. Rất nhiều Thánh Thiên Phủ người không nguyện ý theo nhục mạ, bọn họ coi như chấn định, nhưng cái này có thể thay đổi trong lòng bọn họ đồng dạng khó chịu, buồn bực sự thật sao. Tỷ như cái kia quân Đông Diệu, lúc này thời điểm đều đã sắc mặt xanh mét. 200 vị thánh lão, chỉ ít có 100 vị, ánh mắt đã lạnh lùng rất nhiều, nguyên một đám ánh mắt nóng rực nhìn lấy thiếu niên tóc trắng kia, sát khí đằng đằng. May mắn quan chiến đều là Thánh Thiên Phủ đệ tử, nếu tới một số Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông đệ tử, bọn họ Thánh Thiên Phủ mặt, có thể ném quá đáng. Coi như không có ngoại nhân nhìn, vậy cũng không mặt mũi gặp người a. Cái này Lý Thiên Mệnh, còn dám đi tìm Thiên Dịch. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Cái kia kết thúc đi, để hắn bành trướng. Thiên Dịch trên người có 2 cái quả bóng vàng, nhưng là, hắn đoạt đến đi sao? Hắn đây là đem Đông Hoàng kiếm hướng Thiên Dịch trên tay đưa. Hắn đánh quân Nguyên Tấn bọn người, thật sự coi chính mình vô địch. Tại 30 vạn người nhìn kỹ giữa, Lý Thiên Mệnh chính đang nhanh chóng tới gần quân Thiên Dịch. Rất hiển nhiên, một trận cuối cùng có thể hạ giận đại chiến, lập tức liền muốn bạo phát. Biệt khuất rất nhiều ngày Thánh Thiên Phủ người, các loại giờ khắc này đã quá lâu. Giết hắn! Một khắc này, toàn trường hô to. Nhiều người như vậy phẫn nộ phong bạo, trực tiếp bao phủ đến Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông tới bên này. Thiên Mệnh lần này cướp đoạt quả bóng vàng thất bại, kỳ thật cần phải vững vàng một chút, tạm thời đừng tìm quân Thiên Dịch giao phong. Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Vì sao? Hắn dù sao nắm giữ tiên cơ, cầm nhược tố hắc cầu,
còn kém một cái quả bóng vàng. Hắn có thể mượn nhờ nhược tố định hải thần kình ưu thế, tại đáy biển nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nói không chừng có thể có tiến bộ. Diệp Thiếu Khanh nói, còn có thể có tiến bộ, hắn không phải quy nhất cảnh tầng thứ 9 sao, cảnh vực kết giới, cũng không có thời gian để hắn chậm rãi cảm ngộ thiên ý. Vi Sinh Thiên Lan nói, tầng thứ 9, Diệp Thiếu Khanh cười, chẳng lẽ không phải, ha ha, ngươi nhìn lấy là được. Cố Lộng Huyền Hư, Vi Sinh Thiên Lan trừng mắt liếc hắn một cái. Biển cả phía trên, một thân màu vàng nhạt trường bào quân thiên dịch, đứng tại một đầu hoàng kim thần long trên thân. Cái kia hoàng kim thần long hình thể thô to, nhất là cánh tay tương đương to, móng vuốt kiên cường có lực, có thể so với đao kiếm. Đầu của nó bên trên có hai sừng, nhưng không phải lộc giác, mà chính là hướng phía trước mọc ra, tựa như là hai cây sắc bén trường thương. Hắn trên người hoàng kim long vảy, đây mới thực là vảy rồng, so với cái kia bạo phong long ưng vảy rồng, phải cứng rắn nhiều lắm. Đương nhiên, hắn trên thân rõ ràng nhất, vẫn là nó long đuôi. Cái kia long đuôi xem ra, thì là một thanh kim sắc cự kiếm, sắc bén mà kiên cường, cảm giác tùy tiện hất lên, liền có thể đem đồi núi cắt chém, đem dòng sông đứt gãy. Thậm chí, đem mặt khác cộng sinh thú, trực tiếp một kiếm cho chém thành hai khúc. Đây là cấp 4 thánh thú, Hoàng Kim Địa Ngục Long. Hoàng Kim Địa Ngục Long, hết thảy có 49 cái tinh điểm, so với cùng thuộc cấp 4 thánh thú Kim Dực Thiên Long mạnh hơn rất nhiều. Mà quân thiên dịch tránh thức so quân Nguyên Tấn cường đại điểm ở chỗ, hắn là song sinh ngự thú sư. Lúc này thời điểm, hắn khống chế lấy một đầu Hoàng Kim Địa Ngục Long phi trì trên mặt biển, còn có một đầu khác Hoàng Kim Địa Ngục Long, vọt thẳng nước vào cơ sở, tại biển cạn bên trong du thoán. Bọn họ tại truy đuổi. Tại bọn họ phía dưới bên trong biển sâu, có một đầu màu trắng bóng mờ, tại cấp tốc tiến lên. Cái này hai đầu Hoàng Kim Địa Ngục Long hai sừng, đang không ngừng bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu vàng, vào cái kia biển cả bên trong, hướng về cái kia màu trắng bóng mờ đâm tới. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Hoàng Kim Phá Giới Thánh Quang. Đây là danh xưng là thiên văn kết giới đều có thể đánh vỡ thần thông, xác thực có thể trực tiếp xuyên thủng nước biển, cơ hồ không hao tổn giết tới cái kia màu trắng bóng mờ bên người. Mà cái kia màu trắng bóng mờ, chỉ có thể không ngừng né tránh. Vi Sinh Nhược Tố, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Quân Thiên Dịch đón cuồng phong, tóc dài chạy như bay, hắn trên mặt trêu tức nụ cười, giống như là đang chơi diều hâu vồ gà con trò chơi. Sớm biết ngươi sẽ trốn đến trong nước đi, cho nên ta mới đến đây bên trong tìm ngươi, chuyên môn đối phó ngươi. Ngươi không dùng chạy, ta nhiệm vụ lần này, cũng là chuyên môn hầu hạ ngươi, không cần đến ta đi tìm Đông Hoàng Kiếm. Ngươi trốn cũng vô dụng, Đông Hoàng Kiếm không ra, ta ngay ở chỗ này một mực đuổi tiếp. Cảnh vực chi chiến là cái tàn khốc địa phương, người ta đều hiểu, nhưng là đâu, nếu như ngươi có thể mở ra điểm, cùng ta cùng nhau đùa giỡn, đó cũng là tương đương thoải mái. Ngươi yên tâm, ta kinh nghiệm rất phong phú, cùng ta từng có mỹ diệu thể nghiệm nữ nhân, không có 100 cũng có 80, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Tới đi, bảo bối. Cái trò chơi này chơi rất vui. Nhìn lấy nàng bỏ mạng chạy trốn, lại trốn không thoát bàn tay của mình tâm dáng vẻ. Loại kia thoải mái cảm giác, để quân thiên dịch cảm giác phá lệ thú vị. Cái này thể nghiệm cùng trước kia nhưng khác biệt. Cha ta cho nhiệm vụ của ta, là để ngươi cha ở bên ngoài nhìn đến khóc thành tiếng âm đến, ngươi đoán xem ta sẽ làm sao đối ngươi thì sao. Vi Sinh Nhược Tố, ta thật vô cùng không thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì dũng khí, để ngươi gan dám đi vào nơi này. Từ xưa Mỹ nhân tiến đến, xuống chàng đều rất thảm, đến ta Thánh Thiên Phủ. Muốn ở trước mặt ta tranh đoạt chúng ta Đông Hoàng Kiếm. Không làm thảm ngươi, ta đều không có ý tứ. Ngươi tiếp tục chạy thôi, dù sao ta khóa chặt ngươi, tiếp đó, ta có nhiều thời gian, cùng ngươi chậm rãi chơi cái trò chơi này. Cái gì Lý Thiên Mệnh, để Lang Tỷ đi thu thập là có thể, không ai sẽ đến cứu ngươi, ngươi luôn có tinh bì lực tấn, hoặc là bị trong mệnh ta một ngày. Ngày nào đó, ngươi muốn tự sát đều không có cách, ha ha. Người từ lúc nào lại biến thành ma quỷ? Đáp án là người bên cạnh, đều đang ủng hộ ngươi trở thành ma quỷ thời điểm. Hiện tại 300.000 thánh thiên phủ đệ tử đều hy vọng hắn có thể đưa lên một trận trò vui, để Vi Sinh Thiên Lan ở bên ngoài khóc thành tiếng âm đến, quân thiên dịch cảm thấy mình không thể đổ cho người khác. Ngươi rất có vị đạo, ta muốn chậm rãi hưởng dụng ngươi. Càng như vậy nói, ánh mắt của hắn thì càng khát vọng. Thậm chí, thiêu đốt. Hắn biết. Để Vi Sinh Thiên Lan triệt để hoảng sợ,
ý nghĩa trọng đại. Thánh thiên phủ không cần ngoài nóng trong lạnh người, cần chính là cùng minh hoàng, hắc hậu một dạng, quỷ nói chuyện thần phục người. Đông hoàng tông đều là già yếu tàn tật, để hắc minh tông, vân tiêu kiếm phái đi lên đều có thể cầm xuống, duy chỉ có cái này nam thiên tông địa chỗ biển cả, là ngăn cản nhà chúng ta nhất thống đông hoàng cảnh lớn nhất chướng ngại vật. Giải quyết phi sinh nhược tố, ta công lao cũng rất lớn. Cho nên, đến đón lấy hắn sẽ làm rất kình bạo sự tình, nhưng, hắn không cảm thấy quá phận, đây là thánh thiên phủ vĩ đại sử mệnh. Hắn không ngừng cười, để cái kia hai đầu hoàng kim địa ngục long, không ngừng thi triển linh nguyên thần thông, đi áp chế biển cả chỗ sâu định hải thần kình. May mắn, định hải thần kình còn không có bị trúng đích. Cho nên, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu hai cái tiểu gia hỏa truy tới nơi này thời điểm, cũng không có trực tiếp nhào tới, mà là tại chờ. Gia hỏa này rất mạnh, chỉ sợ là một trận tử chiến, chờ hắn tới. Huỳnh Hỏa ngăn lại Miêu Miêu nói. Nói chuyện thật buồn nôn meo. Miêu Miêu nghe được rất táo bạo. Ha ha, cái gì cha dạy dỗ cái gì nhi tử, bình thường. Huỳnh Hỏa lạnh lùng cười một tiếng. Các loại lão đại cầm tới vừa mới người kia quả bóng vàng, còn kém phía dưới cái kia hắc cầu. Miêu Miêu lệch ra cái đầu tính toán nói. Ừm. Không bao lâu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tới. Nhanh như vậy, Huỳnh Hỏa nói. Như thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có chuyện làm, chúng ta không có lộ diện. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, cái kia quân thiên dịch còn tại truy đuổi, bất quá vi sinh nhược tố vốn là lẩn trốn có nửa canh giờ trở lên, tạm thời còn có thể chống đỡ. Lên hay không lên, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa hỏi. Thử một lần. Lý Thiên Mệnh cầm trong tay Hắc Minh Long Kiếm, cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu liếc nhau một cái. Lên. Bọn họ ba thuộc về nói làm liền làm, quyết định thì tuyệt đối nghiêm túc, đối thủ là song sinh ngự thú sư, bọn họ đồng dạng là. Trước hết để cho nhược tố đi. Chỉ cần cuốn lấy quân thiên dịch, vi sinh nhược tố chỉ cần thoát ly hắn dây dưa, rất nhanh liền có thể biến mất tại biển cả, hắn lại muốn tìm tới thì khó khăn. Cái kia quân thiên dịch chính đang trêu đùa vi sinh nhược tố thời điểm, đột nhiên ở giữa, trên trời lôi đình hội tụ. Ầm ầm, chín đầu lôi đình cự xà, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng chút xuống tới. Ai? Quân thiên dịch nhướng mày. Quay đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã một kiếm đánh tới. Cùng lúc đó, còn có hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh, phân tán bốn phía, đồng thời thi triển kiếm ý, thẳng hướng quân thiên dịch cùng hai đầu hoàng kim địa ngục long. Lý Thiên Mệnh. Quân thiên dịch trực tiếp cười. Hắn không sợ gặp phải Lý Thiên Mệnh, liền sợ hắn không xuất hiện. Quân thiên dịch trong tay nắm một cây trường thương màu vàng óng, thanh trường thương kia rất dài, kim quang lập lòe, quang mang mười phần chướng mắt. Đây là địa ngục long thương, tự nhiên là bát giai thú binh. Đồng dạng là bát giai thú binh, phẩm chất bên trên sẽ có khác nhau, cái này địa ngục long thương cương mãnh vô song, rất phù hợp quân thiên dịch khí chất. Làm Lý Thiên Mệnh một kiếm toái diệt càn khôn trực tiếp giết đi lên thời điểm, hắn âm lãnh cười một tiếng, khinh bỉ nói. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắn đến thiên ý cảnh giới có một đoạn thời gian, chỉ là thiên ý chiến quyết, thì ma luyện đến so người khác muốn cường hãn rất nhiều. Một môn, chiến thần thương đạo, trực tiếp bạo phát. Giờ khắc này quân thiên dịch, toàn thân kim quang lập lòe, như là hoàng kim chiến thần, sát khí ngút trời. Nhất thương, chiến thiên quân. Tại hắn tay bên trong cái kia địa ngục long thương đột nhiên giết ra, một thương này nắm giữ đối chiến thiên quân vạn mã khí thế, nhất thương giết ra, cái kia bàng bạc lực lượng đủ để dọa lùi thiên quân vạn mã. Làm. Đây là trên lực lượng đối kháng chính diện, mà cái gọi là lực lượng, đã bao hàm thú nguyên, thân thể lực lượng. Vân vân. Trong đó tại thiên ý phương diện, Lý Thiên Mệnh một kiếm này toái diệt càn khôn siêu việt đối thủ, thế nhưng quân thiên dịch chiến thần thương đạo cũng rất hung hãn, nhất là thú nguyên phía trên siêu việt Lý Thiên Mệnh, cho nên mà lần này quyết đấu, Lý Thiên Mệnh không có chiếm cứ tiện nghi. Cho dù là toái diệt càn khôn, đều làm cho đối phương nhất thương phá nát, mũi thương kia theo bên tai sát qua đi, tương đương kinh hồn. Quân thiên dịch xác thực rất mạnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh một kiếm này kiếm khí, đồng dạng bạo loạn. Làm hắn bị đẩy lui mà đi thời điểm, quân thiên dịch đồng dạng kém chút ngã xuống, thậm chí cái kia Hắc Minh Thần Long kiếm khí, còn tại hắn trường bào phía trên lưu lại rất nhiều kiếm ngân. Có ý tứ, có chút bản lãnh. Nói thật quân thiên dịch tâm lý rất rung động, vốn là coi là nghiền ép nhất thương, vậy mà để Lý Thiên Mệnh đứng vững. Bất luận cái gì thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng, đều làm không đến một bước này. Hắn nhìn lướt qua, Lý Thiên Mệnh đồng dạng là song sinh ngự thú sư,
ngoại trừ một cái cùng loại sư hổ báo lôi đình cự thú, chính đang cùng mình một đầu khác hoàng kim địa ngục long chém giết bên ngoài, một con kia con gà con phân thân bao vây hắn cùng một đầu hoàng kim địa ngục long. Kiếm ý của nó gần như đồng thời buông xuống. Quân Thiên Dịch kém chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Nghịch thần kiếm ý, liên tục bốn kiếm. Kiếm nghịch sơn hà, chảm lạc tinh thần, toái diệt càn khôn, vạn kiếm độc tôn. Mấu chốt là tất cả luyện ngục hỏa ảnh đều đang thi triển, dẫn đến căn bản không biết bên nào mới thật sự là kiếm chiêu. Đến. Đúng vào lúc này, cái kia hoàng kim địa ngục long phun ra kim sắc quang mang, bao phủ tại Quân Thiên Dịch trên thân. Cái kia Quân Thiên Dịch thân thể chính đang biến hóa, theo thân thể máu thịt trực tiếp biến thành hoàng kim sắt thép thân thể. Này hình thể trực tiếp lớn lên cao đến 3 mét, toàn thân đầu đồng cánh tay sắt, kim quang sáng lạn, giống như là một cái kim sắc máy móc chiến đấu. Đây thật ra là hoàng kim địa ngục long linh nguyên thần thông, tên là kim cương bất diệt thể, cùng huỳnh hỏa luyện ngục thuẫn giáp một dạng, có thể gia trì tại ngự thú sư trên thân. Gia trì kim cương bất diệt thể Quân Thiên Dịch, toàn thân kim quang sáng chói, xem ra đau thương bất nhập, mà lại thân thể lực lượng càng thêm nổ tung. Đương đương đương. Hắn trực tiếp tay cầm địa ngục long thương, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, mà cái kia hoàng kim địa ngục long kim sắc phẩy rồng giờ phút này bộc phát ra vạn trượng quang mang, bao phủ ra, đem tất cả luyện ngục hỏa ảnh chìm ngập. Đinh đinh đinh. Huỳnh hỏa kim diễm kiếm linh cùng cái kia hoàng kim địa ngục long vẩy rồng không ngừng ma sát, mặc dù nói giết ra không ít lỗ máu, nhưng uy lực tựa hồ có chút khó có thể tránh thức xuyên thấu cái kia hoàng kim địa ngục long. Kém một chút. Huỳnh hỏa thật đáng tiếc, muốn không phải kém một chút, nó liền có thể đánh tan cái này hoàng kim địa ngục long. Cái này ba cái đối thủ ra, thực sự quá dày. Cái này dẫn đến cái kia hoàng kim địa ngục long coi như bị thương, cũng căn bản không quản huỳnh hỏa, mà chính là cùng ngự thú sư cùng một chỗ vây công Lý Thiên Mệnh. Nó thần thông uy hiếp to lớn, nhất là kim kiếm kia long đuôi, thì cùng là chân chính trường kiếm giống như, một chút không chú ý chỉ sợ cũng muốn bị chặt thành hai nửa. Mà lại Quân Thiên Dịch cũng xác thực rất hung mãnh, cái kia chiến thần thương đạo bá đạo hung tàn, áp chế tới, nhất thương đâm xuyên, tăng thêm hắn thân thể là kim cương bất diệt thể, trong lúc nhất thời rất khó đối nó tạo thành bị thương. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Cái này Quân Thiên Dịch không hổ là Thánh Hoàng trưởng tôn, so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Hắn ngược lại là có thể tiếp tục giết tiếp, nhưng là hắn nhìn thoáng qua Miêu Miêu cùng đầu kia Hoàng Kim Địa Ngục Long chiến trường. Miêu Miêu lôi đình thuộc tính đối cái này Hoàng Kim Cương Thiết Cự Thú cảm giác giống như kém một chút, cái này hai đầu long vừa cứng lại cương mãnh, cận chiến năng lực nổ tung, Miêu Miêu rất khó chiếm cứ tiện nghi. Dạng này đánh xuống, coi như có thể thắng, vậy cũng là thắng hiểm. Trọng yếu nhất có thể sẽ để huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu thụ thương. Hiện tại ta trên tay quả bóng vàng hắc cầu nhiều, chiếm cứ ưu thế, không cần thiết đầu óc phát sốt ở chỗ này liều chết. Lý Thiên Mệnh tại cùng Quân Thiên Dịch chém giết thời điểm, cấp tốc có phán đoán. Hắn tuy nhiên nhiệt huyết hung ác, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, làm vì bọn họ ba cái lão đại, hắn càng nhiều thời điểm cần một số tỉnh táo tư duy. Tại chiếm cứ tiên cơ, không dùng được liều chết, mà lại rõ ràng vẫn còn có đường đi có thể thời điểm ra đi, không cần phải ở chỗ này liều mạng. Chân chính liều mạng, phải dùng tại trọng yếu nhất thời khắc, đủ để cho chính mình không oán không hối, tỉ như quyết đấu Vũ Văn Thần Đô một lần kia. Nhưng loại tình huống đó, tuyệt đối không nên quá nhiều, vậy cũng là lấy chính mình cùng huynh đệ mệnh đang mạo hiểm. Nhược tố đã thoát ly hắn truy đuổi, có thể đi. Lý Thiên Mệnh một kiếm quét ra cái kia Quân Thiên Dịch, tâm linh câu thông phía dưới. Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu đều có thể hiểu ý. Đi. Miêu Miêu thân thể thu nhỏ, cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ cấp tốc vọt vào cộng sinh không gian bên trong. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, xoay người rời đi. Cái này có thể để giết đến hưng khởi Quân Thiên Dịch trực tiếp mộng, mới vừa rồi còn là Lý Thiên Mệnh trực tiếp giết tới, lúc này mới thế lực ngang nhau, làm sao xoay người rời đi. Mơ tưởng chạy trốn. Quân Thiên Dịch cùng Hoàng Kim Địa Ngục Long nhất lên truy đuổi tới. Chậm rãi truy, Lý Thiên Mệnh quay đầu lãnh đạm cười một tiếng, hướng lục địa phương hướng mà đi. Không có thiên chi dực cùng thời gian tràng, tốc độ của hắn trở lại phổ thông trình độ. Nhưng nói thật, có hỗn độn lôi nguyên tại, thân thể của hắn như thiểm điện lao vụt, so với thi triển kim cương bất diệt thể, biến đến cao 3 mét Quân Thiên Dịch vẫn là phải nhanh một chút. Quân Thiên Dịch chỉ có thể khống chế cái kia Hoàng Kim Địa Ngục Long, Hoàng Kim Địa Ngục Long có thể chạy như bay. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, dù sao có thể đuổi kịp Định Hải Thần Kinh. Nhưng,
Lý Thiên Mệnh thân thể so với Định Hải thần kình muốn nhỏ rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, người còn có mặt mũi sao? Vậy mà không đánh mà lui, người tên hèn nhát này. Quân Thiên Dịch không ngừng chửi rủa, cái kia Hoàng Kim Địa Ngục Long không ngừng thi triển thần thông, muốn đem Lý Thiên Mệnh lưu lại. Ở trên biển, bọn họ còn theo đuổi không bỏ. Nhưng là, vừa đến lục địa, khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, cũng có thể ẩn tàng địa phương. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên phòng thủ mà không chiến, nhưng nói thật, chiến lực của hắn so với đối phương không kém đi đâu. Quân Thiên Dịch muốn như truy sát phi sinh nhược tố như thế đuổi giết hắn, hoàn toàn không có khả năng. Hắn cơ hồ rất nhẹ nhàng thì xông vào khe núi, không ngừng biến hóa, tăng thêm hắn đối Quân Thiên Dịch thi triển mấy lần thần hồn thiên thư đệ nhất trọng mê linh chi đồng, trực tiếp bỏ rơi hắn. Mà ở sau lưng hắn, mất đi hắn bóng dáng Quân Thiên Dịch, còn đang giễu cợt, cười mắng Lý Thiên Mệnh là cái thứ hèn nhát. Trách không được Đông Hoàng Tông cùng Lý Thị Thánh tộc tàn phế thành dạng này, nguyên lai đều là ngươi Lý Thiên Mệnh loại này bột mềm. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Không biết hắn nếu như biết rõ, trừ hắn cùng Lang Thiên Tử, còn lại Thánh Thiên Tử đều tan tác tại Lý Thiên Mệnh trong tay, hắn sẽ còn lớn lối như thế. Lấy gấp cái gì, cho ngươi lại nhảy nhót mấy ngày, giữ gìn kỹ quả bóng vàng. Lý Thiên Mệnh lần này tránh thức ý thức được chính là, thực lực của mình còn chưa đủ. Đánh bại Quân Thiên Dịch cũng khó khăn, nói gì cái kia Lang Thiên Tử. Hắn không muốn thua. Hiện tại ta có nhiều như vậy quả bóng vàng cùng hắc cầu, đồng thời cũng bảo đảm vi sinh tỷ đệ an toàn. Hiển nhiên là ta đoạt chiếm được tiên cơ, không có ta, ai cũng lấy không được Đông Hoàng kiếm. Cho nên, bây giờ gấp người, không phải là ta. Ta ngược lại có thể, vô hạn kéo dài cảnh vực chi chiến thời gian. Thời gian càng dài, ta thì càng có lợi. Từ xưa đến nay, còn không có tại cảnh vực chi chiến người tu luyện. Dưới loại tình huống này, người còn không có đầu óc hỏa nhiệt, trực tiếp cùng Quân Thiên Dịch phân ra sinh tử, vẫn rất lý trí. Huỳnh Hỏa cảm giác có chút không biết hắn. Người biết cọng lông, cái này gọi dục dương tiên ức, trước hết để cho hắn phách lối mấy ngày, quay đầu huynh đệ chúng ta, để hắn quỳ trên mặt đất ca hát. Lý Thiên Mệnh nói, không đánh mà chạy, khẳng định có người làm văn chương, bên ngoài Thánh Thiên Phủ đệ tử, đoán chừng cuối cùng sướng rồi một lần, mắng to Lý Thiên Mệnh là phế vật, thứ hèn nhát, bột mềm. Nhưng, như vậy cái gì cái gọi là đâu? Các loại ngày nào đó đến, bọn họ liền sẽ ngậm miệng. Kinh lịch sự tình sẽ cho người trưởng thành, nhất là Thái Nhất Tháp tranh phong một lần kia. Hắn không nguyện ý để cho mình trở thành nhiệt huyết lên não giết lung tung một trận mãng phu, lúc cần thiết, dừng lại đến xem thử. Như thế nào mới có thể tại làm chết địch nhân tình huống dưới, để cho mình cùng huynh đệ nhóm, an toàn hơn, thoải mái hơn một chút. Hiện tại duy nhất không để ý tới, cũng là Thượng Quan Vân Phong cùng Triệu Lăng Châu. Cảnh vực chi chiến cũng chỉ còn lại Quân Thiên Dịch cùng Nguyệt Linh Lang còn có chiến đấu lực, Lý Thiên Mệnh hy vọng bọn họ có thể thông minh một chút, đem chính mình tránh tốt. Tạm thời tới nói, Lý Thiên Mệnh không dùng được bọn họ hắc cầu. Hắn tại tìm tòi vi sinh nhược tố vị trí, chỉ cần cầm tới vi sinh nhược tố hắc cầu thì đầy đủ 5 cái. Nói thật, vi sinh nhược tố cũng không có chạy mất, nàng cũng đuổi tới bên bờ biển phía trên, ra hiện tại cái này vị trí, kỳ thật tương đối nguy hiểm. Dù sao, nơi này là biển cạn, muốn là lại đụng phía trên Quân Thiên Dịch liền phiền toái. Lý Thiên Mệnh biết mình nếu là không trở về, nàng đoán chừng sẽ không đi, hắn liền trực tiếp trở về, nhảy vào cái kia Định Hải Thần Kình miệng bên trong. Sau một khắc, Định Hải Thần Kình trực tiếp vẫy đuôi trở về biển cả, thâm tàng trong đó. Nó so Thanh Mộc Long Kình còn muốn to lớn, cho nên trong mồm không gian rất lớn, khắp nơi đều như là bạch ngọc. Vi sinh nhược tố sắc mặt trắng nhợt. Từ hắn tiến đến một khắc này, liền lo lắng hỏi, người không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh nhược tố lúc này mới yên tâm. Đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta thật vô cùng khó thoát khỏi Quân Thiên Dịch. Như bị bắt được, vậy thì phiền toái. Vi sinh nhược tố lúc nói chuyện, đem chính mình hắc cầu đem ra. Ngươi trước đừng cho ta, Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì? Chờ ta lại cầm tới một cái quả bóng vàng. Cái kia chính là ngũ kim bốn hắc, đến lúc đó ngươi lại cho ta, ta tự mình tới khống chế Đông Hoàng kiếm xuất hiện thời gian. Lý Thiên Mệnh nói, Đông Hoàng kiếm vừa ra tới, cảnh vực chi chiến thì muốn đi vào đếm ngược, Lý Thiên Mệnh hy vọng đến lúc đó chính mình, có đầy đủ chuẩn bị. Minh bạch, nhưng là, ngươi ở đâu ra ngũ kim bốn hắc, vi sinh nhược tố mê hoặc hỏi. Thanh Loan đâu, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hỏi.
hắn cần phải ở phía trước. Bên trong đáy biển, Thanh Mộc Long Kình cùng Định Hải Thần Kình chạm mặt, Vi Sinh Thanh Loan khẩn trương vạn phần, chính kéo lấy tà ma phía trên Thánh Thiên Tử cùng Hắc Minh đệ tử. Lướt sóng về sau, sáu người này càng vô cùng thê thảm. Cái này, Vi Sinh Nhược Tố kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đệ đệ của mình, hỏi, đây là ngươi làm? Ngươi nhìn giống chứ? Vi Sinh Thanh Loan trợn mắt một cái hỏi. Không giống. Đó không phải là Thiên Mệnh ca làm, đem đám người này giáo huấn đến gọi là một cái thảm. Vi Sinh Thanh Loan sùng bái nói. Hắn sao? Vi Sinh Nhược Tố ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, cái kia trong suốt trong hai mắt, cũng xuất hiện thống khoái thần sắc. Nói thật, Quân Thiên Dịch nói mỗi câu lời nói, nàng đều nghe được. Thời điểm đó nàng, đồng dạng lửa giận, lại có cựu oán hận cùng bi thương. Có thể nhìn đến những người này bị Lý Thiên Mệnh đánh thành dạng này, làm nam thiên đệ tử, như thế nào lại không thoải mái. Ta thật bội phục ngươi, Vi Sinh Nhược Tố cắn môi đỏ, ánh mắt run nhẹ nhẹ mà nói. Mà lại, đây cũng không phải là Lý Thiên Mệnh, lần thứ nhất trợ giúp bọn họ tỷ đệ. Không dùng, quay đầu khuyên nhiều khuyên ngươi cha, trợ giúp một chút ta Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dứt khoát nói. Hắn nói thẳng ra mục đích, ngược lại lộ ra càng chân thật. Xem xét tính cách thì rất thuần túy. Thiên Mệnh ca, không có vấn đề. Chúng ta nhất tổ giống nhau, mà lại ta cũng thống hận Thánh Thiên Phủ. Vi Sinh Thanh Loan nhiệt huyết nói. Vi Sinh Nhược Tố tuy nhiên không nói, có thể nàng ý nghĩ trong lòng cũng là như thế. Hiện trong tay ngươi có 4 cái quả bóng vàng, 4 cái hắc cầu, ta chỗ này có 1 cái hắc cầu, còn kém 1 cái quả bóng vàng. Vi Sinh Nhược Tố nói. Đúng, vốn là ta vừa mới đánh cái kia Diêu Thiên Tử. Lại phát hiện nàng quả bóng vàng cần phải cho Quân Thiên Dịch. Cái kia liền cần đánh bại Quân Thiên Dịch, mới có thể dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm. Vi Sinh Nhược Tố nói. Quân Thiên Dịch quá mạnh, ta ở phía xa xem Thiên Mệnh ca cùng hắn chiến đấu, cảm giác có chút khó, vô cùng mạo hiểm. Vi Sinh Thanh Loan cau mày nói. Không khó. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ tỷ đệ ngơ ngác nhìn hắn. Vừa mới đánh cho khổ cực như vậy, chạy như vậy dứt khoát. Bây giờ lại nói đến nhẹ nhàng như vậy. Thật, thật, cái kia chúng ta hai cái, có thể giúp đỡ cái gì bận bịu sao? Không dùng, tại cái này đại hải túi vòng là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. À, ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này tu luyện? Vi Sinh Nhược Tố ngơ ngác hỏi. Không được sao? Được, cũng là có một loại lâm thời ôm chân Phật cảm giác. Không có việc gì, ta am hiểu ôm chân Phật. Thiên Mệnh ca, ý của ngươi là... Đem cảnh vực chi chiến vô hạn kéo dài, tiếp tục hơn mấy tháng. Dù sao, không có ngươi, người nào đều không cách nào dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm. Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Đúng, kéo dài thời gian dài. Có thể là người khác cũng sẽ tiến bộ đi, nhất là cái kia Lang Thiên Tử. Ta là năm kiếp luân hồi chi thể, Lý Thiên Mệnh nói. Cường, Vi Sinh Thanh Loan giơ ngón tay cái lên. Nhưng hắn làm sao cảm giác, loại biện pháp này có chút tùy hứng a. Thậm chí có chút khiến người ta dở khóc dở cười. Đều là thiên tài, dù là năm kiếp luân hồi chi thể, có thể nhanh bao nhiêu đâu. Nói thật, muốn để bọn hắn ở chỗ này đi dạo mấy tháng không bị phát hiện, áp lực chỉ sợ có chút lớn. Bất quá, khi thấy Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hoàn toàn tiến vào trạng thái, một bộ tương đương chăm chú bộ dáng, bọn họ tỷ đệ chỉ có thể liếc nhau, đều cười khổ một cái. Bọn họ chỉ có thể nỗ lực cho Lý Thiên Mệnh sáng tạo hoàn cảnh. Hắn không phải quy nhất cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ muốn ở chỗ này đột phá thiên ý cảnh giới? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Hắn loại thực lực này, chỉ có thể là quy nhất cảnh tầng thứ 9, đột phá thiên ý cảnh giới, cần thời gian dài bế quan lĩnh ngộ, không thể bị quấy rầy, có thể hoàn cảnh nơi này thật sự là. Thiên ý cảnh giới là một đạo khảm. Điểm này Vi Sinh Thanh Loan lý giải rất sâu, bởi vì hắn kẹt tại cái này cảnh giới cũng thời gian thật dài, cả ngày trầm tư suy nghĩ. Không đúng tỷ, hắn không có ở cảm ngộ thiên văn a. Vi Sinh Thanh Loan bỗng nhiên ngốc trệ nói. Chẳng lẽ nói, hắn còn không có quy nhất cảnh tầng thứ 9. Vi Sinh Nhược Tố mộng. Muốn là bọn họ biết, Lý Thiên Mệnh mới quy nhất cảnh đệ thất trọng, thì đánh tan thiên ý cảnh giới, đoán chừng càng phải mộng. Nguyên bản hắn đối toàn bộ quy nhất cảnh, đều đã triệt để thông ngộ, liếc một chút đều có thể nhìn đến cuối cùng. Hiện tại tu hành, bất quá là bổ khuyết trống không. Đem vĩnh hằng luyện ngục kinh cùng thái sơ hỗn độn quyết quy nhất cảnh bộ phận, dựa theo trình tự tu luyện hoàn tất. Lý Thiên Mệnh trước đây lo lắng nhất chính là cảnh vực chi chiến khuyết thiếu thời gian. Mà bây giờ,
làm hắn chiếm hết tiên cơ, có thể chính mình thao túng Đông Hoàng kiếm khi xuất hiện trên đời ở giữa về sau, thời gian giống như vô cùng vô tận. Chỉ cần vi sinh tỷ đệ có thể giấu sâu, không bị phát hiện, là hắn có thể một mực tiếp tục kéo dài. Vi sinh nhược tố lần trước không cẩn thận để quân thiên dịch phát hiện, đến đón lấy nàng càng chú ý, để cái kia định hải thần kình trực tiếp tiềm tàng đáy biển chỗ sâu, thậm chí tìm được một đầu rãnh biển, triệt để vào đi không ra ngoài. Cầm giữ có vô hạn thời gian Lý Thiên Mệnh, có bao nhiêu đáng sợ. Cả thể xác và tinh thần hắn đều tại tu hành bên trong, cùng bế quan cũng không có gì khác biệt. Mà vi sinh tỷ đệ mỗi ngày đều sững sờ nhìn lấy hắn, trong mắt đều là hai chữ quái vật. Bởi vì, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được, Lý Thiên Mệnh thú nguyên tiếp tục dồi dào. Cái này cảnh vực kết giới, linh khí cũng không tính nồng đậm, hắn đến cùng là tu luyện thế nào nhanh như vậy. Bọn họ nhưng không biết, Lý Thiên Mệnh còn có thái nhất tháp tồn tại. Mà đối tại Thánh Thiên Phủ cái kia 300.000 người xem tới nói, hiện tại thật buồn bực. Định hải thần kinh miệng bên trong, bọn họ là nhìn không thấy, cho nên, bọn họ bây giờ căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn đang làm gì. Trong mắt bọn hắn, quân thiên dịch còn ở trên biển điên cuồng tìm kiếm, nhưng mấu chốt là, mỗi một ngày đi qua, căn bản không có tìm tới định hải thần kinh dấu hiệu. Đến mức Nguyệt Linh Lang, còn trên đất bằng mò mẫm quay. Hiện trên đất bằng chỉ còn lại nàng và Thượng quan Vân Phong, Triệu Lăng Châu ba người, giống như cũng không có thể đụng phải dấu hiệu. Lang Nhi đoán chừng sắp điên rồi, khai chiến đến bây giờ, một người đều không đụng tới. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, cảnh vực chi chiến biến đến rất nhàm chán. Bọn họ ở bên trong làm gì? Sinh sôi đời sao sao? Rất nhiều người đã mắng vô số lần. Cái này Lý Thiên Mệnh cũng là cái kém cỏi, hiếp yếu sợ mạnh. Tại quân thiên dịch trước mặt một cái dám cũng không dám phóng. Hắn là muốn ở trong biển giấu 100 năm đâu. Lần trước nhìn đến Lý Thiên Mệnh không đánh mà chạy, bọn họ có thể thoải mái nhanh. Hiện tại tiếp tục phiền muộn. Tiếp tục gọi mắng. Thẳng đến sau 18 ngày, cái kia định hải thần kình bỗng nhiên rời đi đáy biển, hướng về mặt biển liền xông ra ngoài. Con đường tu hành, đại cảnh giới chi khác nhau rất rõ ràng. Nhưng, cảnh giới nhỏ cụ thể mấy tầng. Kỳ thật quang từ bên ngoài nhìn, cũng không dễ dàng nhìn ra. Cho nên, không chỉ là vi sinh nhược tố bọn họ, tại Diệp Thiếu Khanh không có đặc biệt nói rõ tình huống dưới, kỳ thật vi sinh Thiên Lan bọn người, đều coi là Lý Thiên Mệnh đã tu luyện đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Như thế điều kiện tiên quyết, làm Lý Thiên Mệnh tại bọn hắn tỷ đệ trước mặt, dựa vào thái nhất tháp thiên địa linh khí, chuyên tâm tu hành, cho đến đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 8 thời điểm. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Lý Thiên Mệnh thú nguyên tăng lên. Nhưng cũng rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn còn chưa đạt tới thiên ý cảnh giới. Thiên Mệnh ca, chẳng lẽ ngươi trước không phải quy nhất cảnh tầng thứ 9? Vi sinh Thanh Loan líu lưỡi hỏi. Không phải. Luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên bên trong, hai loại thú nguyên lại lần nữa thuế biến, quy nhất khí chàng cũng tại chưa từng có bành trướng, ở tại bên người hình thành mạnh hơn hỏa diễm thiêu đốt cùng lôi đình bôn tẩu. Nói cách khác, ngươi trước đây chỉ là quy nhất cảnh tầng thứ 8. Vậy mà có thể cùng quân thiên dịch giao phong. Vi sinh Thanh Loan hai mắt trợn thật lớn. Năm kiếp luân hồi chi thể tạo hóa, có thể nói là thiên hạ vô song. Vi sinh nhược tố nhẹ giọng tán thán nói. Bọn họ nhưng không biết, kỳ thật lần trước giao phong, Lý Thiên Mệnh chỉ là quy nhất cảnh đệ thất trọng. Nhược tố, quân thiên dịch có phải hay không còn ở phía trên? Bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, rốt cục để cho mình thuế biến đến hoàn toàn mới tầng thứ, Lý Thiên Mệnh đã nhịn không được. Tại, đi ngang qua mấy lần, không có phát hiện chúng ta. Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn nhìn một chút, thánh thiên trên chiến trường, quân thiên dịch độc thân, cũng không có cùng Nguyệt Linh Lang một đạo. Đi lên tìm hắn, Lý Thiên Mệnh ánh mắt như lửa thiêu đốt. Hiện tại, đúng, tỷ, nghe lời là được, vi sinh Thanh Loan tề mi lộng nhãn nói. Hắn biết được Lý Thiên Mệnh đây là muốn đi thu thập quân thiên dịch, đã sớm không kịp chờ đợi. Vi sinh nhược tố vốn còn muốn hỏi một câu phải chăng muốn nhiều tính cắt một chút, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh nóng rực ánh mắt thời điểm, liền nhịn xuống không nói. Nàng để định hải thần kình thoát ly cái này đáy biển, trực tiếp cuốn lên động tĩnh to lớn, hướng về trên mặt biển sông đi lên. Dạng này cử động mạo hiểm, hiển nhiên là khiêu khích, tự nhiên gây nên thánh thiên chiến trường từng trận ồn ào. Ầm ầm, cái kia trắng như tuyết cá voi hướng ra mặt biển, trên không trung quay người lại. Lần nữa rơi xuống, nhấc lên đầy trời sóng biển. Nơi xa có ba đạo kim quang, trực tiếp khóa định định hải thần kình, tiếp theo trong nháy mắt,
liền chạy nhanh đến, chính là Quân Thiên Dịch cùng Hoàng Kim Địa Ngục Long. Vi sinh nhược tố, người đây là lòng ngứa ngáy khó nhịn, chủ động cầu ân sủng. Quân Thiên Dịch quả thực cười ra tiếng âm, hắn chính là tìm đến tức hổn hển thời điểm, vạn vạn không nghĩ đến, vi sinh nhược tố vậy mà chủ động hiện thân. Bất quá, lúc này thời điểm đáp lại hắn, là theo Định Hải thần kình trong miệng rộng, tay cầm Hắc Minh Long kiếm trùng sát đi ra Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Bại tướng dưới tay, rùa đen rút đầu, chuẩn bị một lần nữa chật vật chạy tán loạn. Quân Thiên Dịch quất ra cái kia màu vàng óng địa ngục long thương, bên người hai đầu hoàng kim địa ngục long hoàn lượn quanh, cả người lập lòe như mặt trời gay gắt. Ồn ào. Trong một chớp mắt, Miêu Miêu đã hóa thành đế ma hỗn độn. Biển cả bên trong, vô số hắc sắc điện xà tụ đến, dần dần ở tại trên thân ngưng tụ ra cửu trọng hỗn độn lôi giới. Ầm ầm. Vô số điện xà bao phủ, màu đen lôi đình tràn ngập biển cả. Lần trước, không thể cầm xuống cái này Quân Thiên Dịch. Lần này, thì cho hắn 10 hơi thời gian. Mỗi một lần đột phá, đều là Lý Thiên Mệnh hung mãnh trưởng thành. Hắn một tay cầm kiếm, lướt sóng mà ra, kiếm khí mãnh liệt. Cái này hai đầu long, giao cho các ngươi, ngăn lại là có thể. Lúc nói chuyện, Miêu Miêu thần thông hỗn độn thiên kiếp đã bổ về phía vậy đối phương ba người. Mà Huỳnh Hỏa chạy như bay lên, xen lẫn trong Miêu Miêu bên người, ngay tại nhào về phía đối thủ thời điểm. Cũng đã thi triển cái kia thần thông, luyện ngục hỏa ảnh. Trong lúc nhất thời, hơn vạn hỏa diễm con gà con thiêu đốt lấy luyện ngục hỏa, quấn quanh ở hai đầu hoàng kim địa ngục long thân một bên. Hơn 10 ngày trước, lão tử kém một chút xé rách người cái này sắt lá, hiện tại, ha ha. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, khóa chặt đối thủ. Kim diễm kiếm linh, nghịch thần kiếm ý, bạo phát. Đương 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 đương. Liên tục 4 kiếm, nhưng đầy trời đều là kiếm ảnh. Căn bản không biết chân chính sát chiêu ở nơi nào. 4 đầu cộng sinh thú ở giữa chém giết, có thể nói kinh thiên động địa, phiên giang đảo hải, hỏa diễm, lôi đình cùng kim quang lập lòe, thời điểm đụng chạm, bộc phát ra chính là kinh khủng kim loại tiếng ma sát âm. Đinh linh linh. Một khắc này, huyết nhục cùng vảy rồng bay tán loạn. Thần long gào thét, cùng mãnh thú nộ hống, tại cái này biển cả phía trên vang lên, nghe đến người tê cả da đầu. Bọn chúng thần thông tranh đấu cố nhiên đặc sắc, thậm chí liên lụy rộng lớn vùng biển, đem Lý Thiên Mệnh cùng Quân Thiên Dịch hai người cũng bao phủ trong đó. Nhưng, chính thức hấp dẫn Thánh Thiên chiến trường hơn 300.000 người chú ý, vẫn là Lý Thiên Mệnh cùng Quân Thiên Dịch. Cái này Lý Thiên Mệnh lần trước đã chạy tán loạn, nói rõ tâm lý đã sinh sinh sợ hãi. Bất quá hơn 10 ngày lại tới khiêu khích, đoán chừng là muốn vì Đông Hoàng kiếm, buông tay đánh cược một lần. Nói thật. Để như là đã chạy tán loạn qua một lần, tâm đã chiến bại. Nhưng, sự thật thật sự là như thế. Theo Lý Thiên Mệnh ra đệ nhất kiếm bắt đầu, liền đủ để phá vỡ toàn trường thế giới quan. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Rất nhiều người đã sớm nhận ra, đây là Diệp Thiếu Khanh thánh cảnh chiến quyết, Lý Thiên Mệnh thi triển đến ra dáng. Nhưng, không có cùng cấp bậc thú nguyên trèo trống, thánh cảnh chiến quyết chưa hẳn liều đến qua thiên ý chiến quyết. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Quân Thiên Dịch vẫn cười lạnh một tiếng, hoàng kim địa ngục long kim cương bất diệt thể đã lại hắn trên thân thi triển. Hắn giờ phút này, thân cao 3 thước, cả người giống như hoàng kim đúc thành, sắt thép thân thể, đao thương bất nhập. Chết! Chiến thần thương đạo, chiến thiên quân. Nhất thương ra, kim quang chướng mắt, khí thế dồi dào, như một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nhất thương, lật tung thiên quân vạn mã. Cái này thương kiếm giao phong, trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra tiếng cọ sát chói tai âm, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe. Song phương kích phá tan đến, dường như không phân thắng thua, có thể tiếp theo trong nháy mắt, lần nữa chém giết cùng một chỗ. Nghịch thần kiếm ý, chảm lạc tinh thần. Nghịch thiên ý chí lần nữa cường thịnh, Quân Thiên Dịch giờ phút này chính là cái kia cao cao tại thượng thương thiên, lấy miệt thị thái độ xem kỹ Lý Thiên Mệnh, tiếp xúc phát ra trong lòng của hắn nghịch loạn chiến ý. Chiến thần thương đạo, chiến thiên. Quân Thiên Dịch một thương này, đấu trí càng thô bạo bá đạo, nhất thương hóa thành hai phát, phía trên giết Lý Thiên Mệnh đầu, phía dưới giết Lý Thiên Mệnh trái tim. Nhưng một kiếm này, để Lý Thiên Mệnh như là tinh thần chém xuống, một kiếm đánh xuống, chấn khai địa ngục long thương, để Quân Thiên Dịch lùi lại 30 bước. Hắn ngẩng đầu thời khắc, ánh mắt đã có khó có thể tin thần sắc. Ngươi làm sao mạnh lên? Hắn rốt cục cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh thú nguyên uy lực. Cơ hồ đuổi kịp chính mình.
đó là vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên cùng thái sơ hỗn độn thú nguyên điệp ra, trước mắt bất kỳ cái gì công pháp đều không có đủ so sánh tư cách. Lại thêm Lý Thiên Mệnh thánh cảnh chiến quyết, giờ khắc này đã phá vỡ hắn cùng Quân Thiên Dịch lần trước thăng bằng. Quân Thiên Dịch có chút tê cả da đầu, bởi vì hắn nhìn đến, bàn tay mình nắm trường thương tay hơi có chút tê liệt, nhất là tay cầm, vậy mà vỡ vụn ra vết nứt. Không có khả năng, hắn không có đột phá thiên ý cảnh giới, cảm giác ta bị sai. Không có đột phá, cái kia chính là thực lực không có khả năng biến hóa. Lần trước còn tại thủ hạ mình bỏ chạy người, sao có thể bỗng nhiên áp chế chính mình. Hắn cảm thấy, chính mình khẳng định là cảm giác sai. Cái gì cẩu thí Lý thị thánh tộc, tại ta Quân gia trước mặt, đã là một đầu kéo dài hơi tàn lão cẩu, dạng này gia tộc, đã bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Ta là thánh hoàng trưởng tôn, chúng ta Quân gia hơn ngàn năm đều không thua với thái nhất đệ tử qua. Mà ta, làm sao có thể chiến bại cho cái này vô danh tiểu tốt. Nhiệt huyết lên não, một đôi mắt bạo phát ra vạn trượng quang mang. Giết! Gầm lên giận dữ, trường thương nơi tay, lần nữa xuyên thấu. Chiến thần thương đạo, chiến sinh tử. Cùng sinh tử giao chiến, đó là cái này chiến thần thương đạo cao nhất ảo nghĩa, cũng là hắn mạnh nhất thiên ý lĩnh ngộ. Một thương này uy lực xác thực cường hãn quá nhiều, như là vô số cự long trùng sát mà đến, cái kia một cổ bá đạo ý chí đồng dạng không kém. Ông! Tựa hồ tại một thương này phía dưới, liền không khí đều bị xé nứt. Lý Thiên Mệnh hít một chút ánh mắt. Kiếm trong tay hắn thế, vốn là muốn thi triển toái diệt càn khôn, nhưng gặp một chiêu này, hắn đột nhiên cải biến. Một khắc này, hắn như là đứng tại cái kia phong vân thần hạc phía trên, đứng tại đỉnh mây phía trên, nhìn trước mắt vô tận vân vụ. Quân Thiên Dịch, cũng là cái này vô tận vân vụ, giả thiên tế nhật, chặn hắn ánh mắt. Tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, ta tự một kiếm nát chi. Một kiếm lăng tiêu, toái diệt thiên đạo, siêu thoát thiên địa, vạn kiếm độc tôn. Độc tôn chi ý, vượt qua hết thảy, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh một tay cầm kiếm, một kiếm giết ra, hơn vạn kiếm khí hội tụ vào một chỗ. Một kiếm này, phảng phất là tiếp tục ra 10.000 kiếm. Ông, cái kia ngập trời kiếm khí, hóa thành hung mãnh màu đen thần long bộc phát ra, vạn kiếm hội tụ, cùng cái kia Quân Thiên Dịch bá đạo nhất thương chiến sinh tử giao phong. Làm, một khắc này, mũi kiếm cùng mũi thương đụng nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai âm. Kiếm đạo trong nháy mắt áp chế thương đạo. Một khắc này, vô số kiếm khí bạo phát, áp chế cái kia xuyên qua kim quang, trong nháy mắt xé rách. Đinh đinh đinh. Vạn đạo kiếm khí, chỉ ít có 1/3, trong nháy mắt đâm vào Quân Thiên Dịch trên thân. Nhưng Quân Thiên Dịch kim sắc trường bào, vậy mà đều là phòng ngự thú binh, có thể ngăn cản đa số vị trí, mà lại tính chất mềm mại. Oanh! Cái này phòng ngự thú binh bị xé nứt ra mấy cái lỗ hổng, kiếm khí đâm xuyên đi vào. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Phốc suy, tại cuối cùng thời khắc, Quân Thiên Dịch cuống quýt ở giữa, dùng cánh tay chặn đầu, mới miễn trừ vừa chết, nhưng là tay kia bên trên kiếm khí tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều là lỗ máu. A! À, Quân Thiên Dịch phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Phốc, Lý Thiên Mệnh trở tay một kiếm, trong nháy mắt đâm vào miệng của hắn trên đầu lưỡi. Quân Thiên Dịch trương miệng ngậm chặt Hắc Minh Long kiếm. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đầy ngụm máu tươi chảy xuống. Từ đó, thanh âm của hắn biến thành a a a a. Lý Thiên Mệnh không muốn nghe đến người này, cùng mình nói một câu nói nhảm. Liền để hắn, dùng loại rung động này, khó chịu, tuyệt vọng, thậm chí mang theo ánh mắt sợ hãi, nhìn lấy chính mình liền tốt. Tiếp đó, một bộ tam sinh ma quyền, phân biệt đánh trên mặt của hắn, trên bụng cùng dưới rốn ba tấc vị trí bên trên. Rầm rầm rầm. Quyền thứ ba về sau, Quân Thiên Dịch mặt, trong nháy mắt thành màu gan heo. Hắn lần nữa kêu thảm, run rẩy, co rút, hoàn toàn co lại thành một đoàn. Toàn thân run rẩy kịch liệt, hai chân không ngừng run rẩy. Nhược tố nói với ta, người đối nàng mưu đồ làm loạn. Chân nam nhân, không muốn làm loại này không thể diện sự tình. Cho nên, vì nàng tốt, ta chỉ có thể để ngươi về sau, hoàn toàn gãy mất nam nữ tưởng niệm. Về sau ngươi có thể chuyên tâm tu hành, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là một cái hảo tâm vô danh tiểu tốt. Làm Lý Thiên Mệnh câu nói sau cùng nói cho tới khi nào xong thôi, Quân Thiên Dịch phun máu 3 lần, tiếp tục run rẩy. Loại này run rẩy, không chỉ là tuyệt vọng, phẫn nộ cùng hoảng sợ hỗn tạp. Cũng là kiếm khí còn tại xé rách thân thể của hắn, đưa đến phản ứng tự nhiên.
Một lời che chi, quân Thiên Dịch, thật thê thảm. Bên ngoài Thánh Thiên Phủ cái kia 30 vạn người, đồng dạng rất thảm. Đây chính là Thánh Hoàng Trưởng Tôn A. Tình cảnh này, để bao nhiêu người, tròn mắt tận nứt. Quân Thiên Dịch, Dịch Thiên Tử, Thánh Hoàng Trưởng Tôn, nửa năm trước, hắn vẫn là cái này đệ nhất Đông Hoàng cảnh đệ nhất thiên tài. Về sau bị Lang Thiên Tử thay thế. Mọi người sẽ chỉ cảm khái Lang Thiên Tử đáng sợ, lại sẽ không nói Quân Thiên Dịch kém cỏi. Dù là hắn so Nguyệt Linh Lang kém một chút, nhưng, so với tứ đại tông môn đỉnh phong đệ tử cùng còn lại Thánh Thiên Tử, hắn vẫn cao hơn một mảng lớn. Cho nên lần trước Lý Thiên Mệnh vậy mà có thể đang đuổi giết phía dưới rời đi, tuy nhiên bị người xem thường, nhưng kỳ thật đều cảm thấy, hắn đã dù không sai. Cho đến giờ phút này, Quân Thiên Dịch nháy mắt tan tác. Mà lại, thất bại thảm hại. Thậm chí, phục tại Lý Thiên Mệnh dưới chân run rẩy, vô cùng thê thảm. Lý Thiên Mệnh nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi chợ giúp hai đầu cộng sinh thú. Không ra 30 hơi thở thời gian, tại bọn họ ba đánh hai vây công phía dưới, hai đầu hoàng kim địa ngục long thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông, toàn bộ ngã oặt tại Quân Thiên Dịch bên người. Ba cái này, xem ra càng thêm là huynh đệ khó khăn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh một lần nữa về tới Quân Thiên Dịch bên người, đem ở trong nước biển trôi nổi hắn nhấc lên. Ô ô, ô ô. Quân Thiên Dịch ánh mắt huyết hồng nhìn hắn chằm chằm, tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngô Nha, chết. Ba. Lý Thiên Mệnh một bàn tay, cho hắn vùng đến trời đất quay cuồng. Nghe không hiểu, ngươi vẫn là chớ nói chuyện, lướt sóng đi. Lý Thiên Mệnh đem hắn hai cái quả bóng vàng lấy ra, sáu cái quả bóng vàng, sáu cái Thánh Thiên Tử, hoàn mỹ. Hắn đem cái kia không ngừng nôn ra máu Quân Thiên Dịch treo ở tà ma phía trên, lại cột vào Định Hải Thần Kình cái đuôi phía trên. Quân Thiên Dịch tuy nhiên thân phận đặc thù, nhưng đánh còn về sau, Lý Thiên Mệnh lười nhác đối nó khác nhau đối đãi. Còn muốn xâm phạm vi sinh nhược tố. Đoán chừng là Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu phân phó, không biết hắn hiện tại cái gì sắc mặt. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Hắn không nhìn thấy Quân Đông Diệu sắc mặt, nhưng lại có thể nhìn đến, vi sinh nhược tố bọn họ tỉ đệ ngay tại trước mặt, sắc mặt tái nhợt, đờ đẫn nhìn lấy chính mình. Sợ cái gì, ta lại không đánh các ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Không phải sợ, là, vi sinh Thanh Loan lời nói đều nói không rõ ràng. Là cái gì? Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ, khủng bố như vậy. Vi sinh Thanh Loan nói. Ngu xuẩn, đây là bốn chữ. Ha ha. Xem bọn hắn cười, vi sinh nhược tố có một loại nhìn mà than thở cảm giác. Nàng nhìn không được sờ soạng cái trán, cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Tiếp đó, bọn họ lách mình tiến vào Định Hải Thần Kình miệng bên trong. Chui vào biển cả bên trong, lần này không có về cái kia rãnh biển, mà là tại biển cả bên trong ngao du. Toàn bộ cảnh vực kết giới, duy nhất đối thủ chỉ còn lại Nguyệt Linh Lang. Người muốn hiện tại dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm, sau đó nỗ lực bảo trụ thời gian 10 ngày sau. Vi sinh nhược tố hỏi. Lý Thiên Mệnh đã 6 cái quả bóng vàng, cái thứ 5 hắc cầu còn tại vi sinh nhược tố trên tay. Không vội, Lý Thiên Mệnh cười nói. Còn không vội đâu. Đúng. Ta còn kém một bước. Đây chính là Lý Thiên Mệnh lần nữa trở lại đáy biển nguyên nhân. Nguyệt Linh Lang tư liệu đăng ký là thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, nhưng lần trước gặp nhau, Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng so Quân Thiên Dịch muốn khó đối phó rất nhiều. Mà Lý Thiên Mệnh, còn có một lần cơ hội đột phá. Ngươi chẳng lẽ muốn đột phá đến thiên ý cảnh giới lại đi ra? Vi sinh nhược tố ngơ ngác hỏi. Nói bậy, thiên ý cảnh giới nào có dễ dàng như vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Chí ít hắn hiện tại, một chút mạch suy nghĩ đều không có. Quy nhất cảnh thông thuận, tất nhiên dẫn đến thiên ý cảnh giới khó khăn. Vậy tại sao muốn tiếp tục trì hoãn thời gian? Bởi vì, ta còn có thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bọn họ tỉ đệ liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời, thế giới quan lộn xộn. Nguyên lai, hắn bây giờ lại vẫn chỉ là tầng thứ 8. Bọn họ cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Đối Thánh Thiên chiến trường 30 vạn người tới nói, bọn họ vừa còn tại chế nhạo Lý Thiên Mệnh chó cùng rứt dậu đâu, chớp mắt liền thấy, Quân Thiên Dịch tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, mau đưa ngũ tạng lục phủ cho nôn mửa ra. Thậm chí, sau cùng cái kia một chút, nhìn đến tất cả mọi người tê cả ra đầu. Mặt của bọn hắn hoàn toàn cứng ngắc lại. Trong nháy mắt, tất cả đờ đẫn ánh mắt,
rơi vào Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu trên thân. Cái kia quân thiên dịch thế nhưng là con của hắn. Giờ khắc này, quân Đông Diệu trực tiếp đứng lên. Vốn là sắc mặt tái xanh, gần nhất thật vất vả thư giãn một số, đang cùng thánh lão nhóm chuyện trò vui vẻ thời điểm, Lý Thiên Mệnh cái kia vạn kiếm độc tôn, trực tiếp cho hắn một trận vạn kiếm xuyên tâm. Giờ này khắc này, quân Đông Diệu cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Thiên dịch, thanh âm hắn khàn khàn mà tuyệt vọng, hô lên một tiếng này, ngay sau đó chuyển hóa làm vô cùng phẫn nộ, hướng về cái kia cảnh vực kết giới mà đi. Nhưng mấu chốt là, liền xem như thánh hoàng, cũng không cách nào bước vào cảnh vực kết giới. Sau đó, quân Đông Diệu chỉ có thể nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ thẫm phun lửa, toàn thân kim quang lập lòe, biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo, thở hổn hển, tựa như là một con dã thú. Người nào còn nhớ rõ, hắn tại Thánh Thiên khách sạn thời điểm, đến cỡ nào vênh váo hung hăng. Mà bây giờ quân thiên dịch thảm trạng, đều là đánh vào trên mặt hắn bàn tay, không chỉ là hắn, chỉ ít có một nửa thánh lão toàn bộ đứng lên, nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Trên trăm đại cảnh vực chi chiến, Thánh Thiên phủ đều không có tan tác thành một ngày như vậy. Mất mặt, quá mất mặt xấu hổ. Tiền bối con cháu, chưa từng thua thành dạng này a, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Rất nhiều người bắt đầu than thở, phóng tầm mắt nhìn tới, 300.000 Thánh Thiên phủ đệ tử, một cái so một cái sắc mặt khó coi. Thậm chí đã không phải là khó coi, mà là một loại bị ngược đến cực hạn tuyệt vọng. Hiện tại hoàn toàn không phải khỉ làm xiếc chi chiến, muốn nói khỉ, ngược lại Thánh Thiên tử cùng Hắc Minh đệ tử là khỉ, mà Lý Thiên Mệnh mới là khỉ làm xiếc người. Lớn nhất châm chọc là, bọn họ vốn đang trông cậy vào quân thiên dịch có thể ra tay độc ác, hoặc là tương đương chờ mong quân thiên dịch cùng vi sinh nhược tố ở giữa, phát sinh chút chuyện gì đó. Quân thiên dịch giống như bị phế. Không phải tu vi bị phế sạch, là phương diện kia. Còn muốn để làm nhục vi sinh nhược tố, thật sự là mất mặt xấu hổ. Những thứ này Thánh Thiên phủ đệ tử tương đương hung ác, tránh thức biệt khuất thời điểm, quả thực ngay cả người mình đều mắng. Rất nhiều người cũng nhịn không được rời sân. Chưa từng có cảnh vực chi chiến, nhìn đến khó thụ như vậy. Cái này Đông Hoàng Tông Lý Thiên Mệnh là quái vật sao? Trước đây ta nhìn hắn tại Dịch Thiên Tử trước mặt tan tác chạy trốn, còn tưởng rằng hắn không địch lại. Kết quả cái này vừa ló đầu, trực tiếp đem Dịch Thiên Tử đánh thành cứt chó. Cho nên, hắn lần trước chạy trốn là đang chơi chúng ta, để cho chúng ta trước cao hứng một chút, sau đó lại đánh mặt. Người này cũng quá nhàm chán đi. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Quy nhất cảnh tầng thứ 9 có thể cường thành dạng này. Liên quan tới hắn thảo luận thao thao bất tuyệt, có thể nói vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đã chinh phục không ít Thánh Thiên phủ đệ tử. Nhưng, muốn chinh phục những cái kia thánh lão, trưởng bối cũng không dễ dàng. Hắn mỗi lần xuất thủ, rõ ràng so với lần trước hiếu thắng, nói rõ hắn lần trước còn che giấu thực lực. Nam Linh Thánh Vương cau mày nói. Vì cái gì, hoàn toàn không cần thiết đi, hắn có thể trực tiếp cầm tới 6 cái quả bóng vàng. Minh Hoàng nghi hoặc hỏi. Nói đúng, Đông Hoàng kiếm đang ở trước mắt, hắn không có khả năng trêu đùa quân thiên dịch. Hắc Hậu nói. Chỉ có thể nói rõ hắn tại Định Hải thần kình bên trong, sử dụng thủ đoạn gì, hoặc là đột phá thiên ý cảnh giới. Sẽ không, tu vi của hắn rõ ràng không phải thiên ý cảnh giới. Chẳng lẽ là sử dụng thiên văn thư một loại bảo vật? Có khả năng, nhưng nếu thật là như thế, hắn hiện tại không cần phải đi tìm Nguyệt Linh Lang. Dù sao, nhưng phàm là thiên văn thư, đều có thời gian hiệu ứng, sai quá dài thời gian, công hiệu thì không tồn tại. Bọn họ rõ ràng nhìn đến, Lý Thiên Mệnh giống như lần nữa chui vào biển cả, tiến vào Định Hải thần kình miệng bên trong, trực tiếp đã mất đi bóng dáng. Màn này, chỉ có thể để bọn hắn phiền muộn, không hiểu. Tư Không Kiếm Sinh, ngươi thế nào? Minh Hoàng chợt thấy, cái kia Tư Không Kiếm Sinh sắc mặt, cũng không so quân Đông Diệu đẹp mắt bao nhiêu. Hắn chết chắc, Tư Không Kiếm Sinh sát khí đằng đằng nói. Từ đầu đến giờ, Lý Thiên Mệnh đem 6 cái Thánh Thiên Tử cùng 6 cái Hắc Minh đệ tử, toàn bộ giết thành người câm. Đây hết thảy, đều là đối Tư Không Kiếm Sinh một kiếm xuyên lưỡi đáp lại. Xem ra đều là Tư Không Kiếm Sinh gieo gió gặt bão, bao quát quân thiên dịch đều tao tội. Cái này khiến Tư Không Kiếm Sinh, như thế nào đối mặt quân Đông Diệu? Nhìn đến quân Đông Diệu tức giận đến nhanh thổ huyết, hắn chỉ có thể càng khó chịu hơn. Trên người kiếm khí, tích xúc một bụng, cơ hồ đều muốn đem hắn cho no bạo. Bây giờ Thánh Thiên chiến trường, bao phủ đang bị nghiền ép phiền muộn cùng mất mặt bên trong, rất nhiều Thánh Thiên phủ đệ tử trên mặt nóng hổi,
không dám nói thêm nữa. Tại dạng này thê thảm không khí dưới, bỗng nhiên, phía dưới cái kia quân Niệm Thương đi tới, đối quân Đông Diệu nói. Đại ca, yên tâm, Lang Nhi sẽ ổn định đại cục, cho Thiên Dịch báo thù. Nàng dám giết cái này Lý Thiên Mệnh, quân Đông Diệu cắn răng nói. Mặc dù nói cảnh vực chi chiến, tổ tiên có quy củ tốt nhất đừng giết người, nhưng Lang Nhi sẽ không cho phép người này có cùng nàng cạnh tranh đi xuống cơ hội. Trảm thảo trừ căn, là phương thức của nàng, quân Niệm Thương nói. Rất tốt, tổ tiên quy củ nói không thể giết người, là lo lắng giết người, đối phương không còn dám tới tham gia cảnh vực chi chiến, làm thời cổ thần quốc sửa đổi Đông Hoàng kiếm tranh đoạt quy tắc. Nhưng, giết một hai người, không xấu đại cục, mà lại, nói không chừng đây chính là một lần cuối cùng cảnh vực chi chiến. Quân Đông Diệu ánh mắt dữ tợn nói. Đạo lý này, Lang Nhi minh bạch. Vậy liền không thể tốt hơn, nàng chẳng những đột phá, liền ba đầu cộng sinh thú đều tiến hóa. Cái kia Lý Thiên Mệnh không có khả năng đoán được, nàng đã mạnh đến mức nào. Quân Đông Diệu nói. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Lang Nhi quật khởi tại không quan trọng, nghịch thiên cải mệnh, trải qua gian nguy, mới có hôm nay tạo hóa. Nàng tu hành chi đạo hừng hực kiên cường, không ai cản nổi. Năm kiếp luân hồi chi thể, kéo cứu không được Lý Thị Thánh Tộc, như nàng bực này thiên tài quật khởi thế hệ, mới nên đạp vào chân chính thông thiên chi lộ. Quân Niệm Thương, để quân Đông Diệu liên tục gật đầu. Không hổ là Niệm Thương, đi thời cổ thần quốc, nói chuyện cũng không giống nhau. Quân Đông Diệu nói. Đại ca quá khen. Quân Niệm Thương nhẹ gật đầu, quay đầu vào chỗ. Mà cái kia quân Đông Diệu, ánh mắt vẫn đỏ thẫm. Thiên Dịch, nhất định muốn tranh giành khẩu khí, kiên trì trở về, nhìn xem còn có thể hay không chữa trị, bằng không, sẽ phải tuyệt hậu a. Vừa nghĩ tới vừa mới hình ảnh, tim của hắn. Đau đến lại run rẩy. Một phen nóng nảy về sau, Thánh Thiên chiến trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Bởi vì, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ra, Lang Thiên Tử giống như thật rất khó tìm đến hắn. Tất cả mọi người không nghĩ ra, hắn vì sao hiện tại cũng không dẫn xuất Đông Hoàng kiếm. Hắn thậm chí lại trở lại trên lục địa, đem cái kia giấu đi Thượng Quan Vân Phong cùng Triệu Lăng Châu đều cho đưa đến biển cả bên trong đi. Giờ khắc này Nguyệt Linh Lang, nhất định vô cùng nghi hoặc. Vì sao, đều tiến đến nửa tháng, cảnh vực kết giới bên trong, làm sao không có bất kỳ ai. Nàng đều sắp điên rồi. Thẳng đến ngày đó, nàng rốt cuộc tìm được một người. Trọng thương Diêu Thiên Tử. Cảnh vực chi chiến một lúc mới bắt đầu, Triệu Lăng Châu cùng Thượng Quan Vân Phong hai người xem xét cái này Đông Hoàng kiếm quy tắc, không phải dựa vào vận khí tầm bảo, mà chính là trực tiếp chém giết tranh đoạt, liền lập tức trốn, cũng coi như thông minh. Khi bọn hắn bị Lý Thiên Mệnh đưa đến biển cả bên trong, nhìn đến cái kia tà ma phía trên xuyên lấy 8 người về sau, trợn mắt hốc mồm, đều không đủ lấy hình dung bọn họ. Ta làm, đây là thực sự Thánh Thiên Tử sao? Sẽ không phải là ngươi dùng mì vắt nhào nặn đi ra à? Triệu Lăng Châu miệng há mở cả buổi, đều không nhắm lại. Ngươi sờ một chút thử một chút. Triệu Lăng Châu đi đến Lâm Thiên Tử trước mặt, duỗi tay lần mò, như bị điện giật. Là thật. Hắn quay đầu đờ đẫn đối Thượng Quan Vân Phong nói. Tốt a, thật sự là nói mơ giữa ban ngày, nhìn mà than thở, chúng ta mẫu mực, chúng ta bội phục sát đất. Thượng Quan Vân Phong dở khóc dở cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trong hai mắt, viết đầy thật sâu rung động. Làm cho ta đánh một trận sao? Triệu Lăng Châu hỏi. Tùy tiện phía trên. Triệu Lăng Châu sinh ở Đông Hoàng Tông, gặp nhiều, nghe nhiều những cái kia thái nhất đệ tử tan tác sự tích. Mà giờ khắc này. Rốt cục có nhẹ nhõm cơ hội. Hắn lựa chọn quân Thiên Dịch. Ô, quân Thiên Dịch hung hoành theo dõi hắn. Nhìn mẹ ngươi. Triệu Lăng Châu một bàn tay tát tại trên mặt hắn, phốc phốc phốc, liên tục mấy cái bàn tay, lần nữa đem quân Thiên Dịch đánh thành đầu heo. Ngươi không đi thử thử. Lý Thiên Mệnh hỏi Thượng Quan Vân Phong. Nhìn đến bọn họ thảm trạng, liền đã hả giận. Thiên Mệnh, ngươi là Đông Hoàng Tông vinh diệu. Nếu là chúng ta Đông Hoàng Tông người nhìn đến thời khắc này một màn. Đủ để lệ nóng doanh tròng đi. Nói, Thượng Quan Vân Phong đều hai mắt đỏ thẫm. Còn không có kết thúc đây. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, trở lại Định Hải Thần Kinh miệng bên trong, hắn cũng là không muốn để cho người bên ngoài nhìn đến, chính mình vậy mà tại tu luyện. Đông Hoàng kiếm tùy thời có thể xuất hiện, nhưng nội tâm của hắn đầy đủ ổn trọng cùng chấn định. Tại cái này cảnh vực chi chiến, hắn ngược lại tỉnh táo tâm tình, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở cảnh giới trên tu hành. Triệt để đem chính mình chạy không. Quy nhất cảnh viên mãn,
Ngự thú sư cùng cộng sinh thú ở giữa khí tràng, triệt để dung hội, từ đó nạn sinh tử cách. Đây mới là đạp vào chân chính thiên ý cảnh giới, bắt đầu lĩnh ngộ thiên văn thiên ý căn bản. Lần trước huyết mạch tăng lên, để Lý Thiên Mệnh đối quy nhất cảnh tu hành nâng cao một bước. Quá trình này tới nói, đối thánh thiên chiến trường người mà nói là cái tra tấn, nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không quan trọng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng tránh thức hướng đỉnh phong leo thời điểm, cũng phát hiện không dễ dàng chỗ. Muốn đem quy nhất cảnh đến hoàn mỹ, kỳ thật cần một số phức tạp quá trình. Bất quá thú vị là, chung quanh hắn mấy cái, đều là trước đây không lâu bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 9 người, bọn họ đối quá trình này rất quen thuộc. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn thỉnh giáo, hết thảy 4 cái lão sư, giải thích cho hắn quy nhất cảnh đỉnh phong hàm ý cùng chi tiết. Nói thí dụ như thế nào hoàn thiện quy nhất khí chàng cuối cùng dung hợp. Ta cảm giác mình đang nằm mơ, ta vậy mà tại chỉ dẫn một cái đánh bại qua thiên ý cảnh giới tầng thứ 2 ra hỏa, như thế nào bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 9. Vi sinh Thanh Loan cười khổ nói. Ta cũng thế, Thượng quan Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, ta không có thật phục qua người khác, nhưng cái này năm kiếp luân hồi chi thể quái vật, thật sự là châu. Triệu Lăng Châu bội phục nói. Quá trình này không hề tưởng tượng thuận lợi như vậy, xác thực làm trễ nải một chút thời gian. Nhưng, tại hai chừng 10 ngày, Lý Thiên Mệnh vẫn bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 9. Mặc kệ là thú nguyên, khí tràng, khí nguyên phương diện, đều đạt tới quy nhất cảnh hoàn chỉnh cảnh giới. Lần này thực lực, có một lần tăng lên trên diện rộng, chỉ ít chỉ là thú nguyên số lượng cùng chất lượng phía trên, cơ hồ đều có thể so với thiên ý cảnh giới tầng thứ 2, thậm chí tới gần tầng thứ 3 tồn tại. Cảnh giới là hắn duy nhất nhược điểm, còn lại thánh cảnh chiến quyết, nhục thân, thần thông các phương diện, bọn họ ba đều có ưu thế cự lớn. Lần này đột phá, bốn người bọn họ đều mừng như điên. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lại có chút nhíu mày. Theo Thái Nhất Tháp tranh phong đến bây giờ, đã qua hơn một tháng. Linh Nhi nói một tháng sau sẽ thức tỉnh, nhưng bây giờ còn chưa có. Hắn mỗi ngày đều vuốt ve thiên linh chi luyến, thế nhưng là cũng không có lớn phản ứng. Lấy ta thực lực bây giờ, quyết đấu Nguyệt Linh Lang cũng không có vấn đề. Nàng cần phải nhiều lắm là so quân thiên dịch cường một chút. Nhưng là, nếu như Linh Nhi có thể trở về, chẳng phải là thoải mái hơn. Không chỉ là muốn nghiền ép, muốn vẫn là vô tình nghiền ép. Cho nên, làm vi sinh nhược tố bọn họ đều coi là, hắn cuối cùng muốn dẫn xuất Đông Hoàng kiếm thời điểm, hắn vẫn không có chút nào cuống cuồng, tiếp tục chờ đợi. Trận này cảnh vực chi chiến bởi vì Lý Thiên Mệnh trưởng khống đại cục, dẫn đến thời gian lôi kéo đến cực kỳ dài, thánh thiên phủ đệ tử nhóm mặt thối tiếp tục thời gian rất dài. Rất nhiều người đều cắn răng nghiến lợi, hắn trả tại thoải mái nhàn nhã đây. Linh Nhi cái kia sẽ không xảy ra chuyện a? Không đúng, nàng sẽ không gạt ta, chỉ có thể nói chính nàng đánh giá thấp Nhiên Linh tác dụng phụ. Đợi thêm một chút, đoán chừng nhanh. Kỳ thật hắn lớn nhất chủ yếu vẫn là quan tâm Khương Phi Linh. Thiên Mệnh, lại nhìn đến Nguyệt Linh Lang từ bên trên đi qua. Vi sinh nhược tố tới nói. Nàng hiển nhiên biết chúng ta ở phía dưới nơi nào đó. Lý Thiên Mệnh nói. Còn muốn chờ sao? Vi sinh nhược tố khẩn trương hỏi. Nếu dẫn xuất Đông Hoàng kiếm, cái kia chính là cuối cùng quyết chiến. Tiếp qua 5 ngày nhìn xem, Lý Thiên Mệnh cầm lấy thiên linh chi luyến nói. Đúng vào lúc này, vậy mà phát sinh một chuyện khó mà tin nổi. Chuyện này lật đổ rất nhiều người sức tưởng tượng. Cái kia chính là, theo Lý Thiên Mệnh thị giác nhìn, toàn bộ cảnh vực kết giới nước biển, vậy mà tại trong một sát na, hoàn toàn biến mất. Hải dương, biến thành lõm lục địa, dưới đáy hết thảy, trực tiếp bại lộ. Thánh thiên trên chiến trường khả năng nhìn không ra khác nhau đến, nhưng là bọn họ lại có thể trông thấy, cái kia chạy như bay Nguyệt Linh Lang, bỗng nhiên thì khóa chặt Lý Thiên Mệnh đám người bọn họ vị trí. Tao ngộ, nước hết rồi. Vi sinh Thanh Loan bọn họ đều đờ đẫn nhìn lấy chung quanh hết thảy. Điều này nói rõ, cảnh vực kết giới có người tại khống chế, bọn họ không có kiên nhẫn, muốn kết thúc cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh nói, đây là duy nhất giải thích. Quả nhiên có người đang theo dõi cảnh vực chi chiến. Chỉ có bọn họ có thể làm được, trong nháy mắt bỏ đi biển cả chi thủy, tuy nhiên đây là huyễn cảnh, nhưng đối bọn hắn tới nói, đây quả thực là thần thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh thậm chí có một cái kinh khủng ý nghĩ. Viêm Hoàng Đại Lục, có phải hay không là một cái thần huyễn cảnh? Không ai dám nghĩ như vậy. Thiên Mệnh ca, Nguyệt Linh Lang đến rồi. Vi sinh Thanh Loan vội vàng nói. Yên tâm, đợi nàng đã lâu.
Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất quá chỉ là muốn có Khương Phi Linh, để Nguyệt Linh Lang nhìn xem, hiện tại Khương Phi Linh, có thể làm cho mình tăng lên tới trình độ nào. Nhưng nếu như không có, Lý Thiên Mệnh trong lòng đấu trí, cũng sẽ không dao động. Hắn so ai cũng biết, chính mình là tại sao tới đến nơi đây. Một khắc này, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn cái kia Nguyệt Linh Lang, mà chính là đối Vi Sinh Nhược Tố mở bàn tay. Vi Sinh Nhược Tố tâm linh thần hội, lấy ra hắc cầu, trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trên tay, đã có 6 cái quả bóng vàng cùng 4 cái hắc cầu, làm cái thứ 5 hắc cầu đến trong nháy mắt, cái này tất cả hình cầu, đột nhiên ở giữa nỗ lực chướng mắt đen trắng quang mang. Quang mang kia xông lên trời không, vô cùng chướng mắt. Cơ hồ là tại đồng thời, còn có một cái quả bóng vàng cùng 2 cái hắc cầu tụ đến, hiển nhiên đến từ Nguyệt Linh Lang, Thượng Quan Vân Phong cùng Triệu Lăng Châu. Đây là cưỡng ép hội tụ. Sau đó, tất cả kim hắc hình cầu tại Lý Thiên Mệnh trước mắt xung hội cùng một chỗ. Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh khát vọng thật lâu thần vật, giờ phút này rốt cục xuất hiện. Các ngươi tại bên cạnh chờ ta. Lý Thiên Mệnh đối với những khác nhân đạo. Phải cẩn thận. Vi Sinh Nhược Tố bọn họ, ánh mắt thiêu đốt nhìn lấy cái kia lập lòe quang mang chi địa, sau đó cấp tốc lui lại. Tại một phương hướng khác, cái kia Nguyệt Linh Lang chính khống chế lấy ba đầu thần long. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Lý Thiên Mệnh bên này đánh tới. Mà Lý Thiên Mệnh hai mắt chú ý lực, toàn bộ đều tại cái này Đông Hoàng kiếm phía trên. Rốt cục, thanh kiếm kia hình dáng xuất hiện. Cái này là một thanh cẩn trọng chi kiếm, chuôi kiếm cùng trung gian kiếm nhận là màu đen, bốn phía kiếm phong thì làm kim sắc. Màu đen bộ phận đường vân, xem ra có Đông Hoàng cảnh vạn lý sơn hà, kéo dài vô tận. Kim sắc bộ phận đường vân, lại có ngôi sao đầy trời, ánh sao lập lòe. Đây mới thực là đế hoàng chi kiếm, chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh liền cảm giác cái này tựa hồ là một người mặc kim hắc sắc long bào tuyệt thế đại đế, đứng tại mây xanh phía trên, thống trị chúng sinh. Nhất ngôn cửu đỉnh, dưới cơn nóng giận, chúng sinh run rẩy. Cái này không chỉ là một thanh kiếm, càng là một người. Trách không được nhiều người như vậy, đối cái này Đông Hoàng kiếm như thế cuồng nhiệt. Đây là Lý Thần Tiêu tại thời cổ thần quốc sông Sáo thời điểm, mang về thần vật. Từ đó thuộc về Lý Thị Thánh tộc vạn năm, vô số tổ tiên, ở tại phía trên lưu lại qua dấu vết của mình. Đoạn tuyệt 1000 năm, mà bây giờ, rốt cục đến phiên Lý Thiên Mệnh. Lại hoặc là nói, Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng không tính được là đến, bởi vì cảnh vực chi chiến còn không có kết thúc, hắn còn cần nắm giữ 10 ngày. Nhưng, cần 10 ngày sao? Hắn chỉ cần, đánh bại Nguyệt Linh Lang là có thể. Cho nên, làm Đông Hoàng kiếm xuất hiện một khắc này nháy mắt. Lý Thiên Mệnh liền đã không kịp chờ đợi, vươn tay, đi nắm chặt Đông Hoàng kiếm chuôi kiếm. Thanh kiếm này, so với Hắc Minh Long kiếm muốn bao quát, muốn lớn lên, để dưới đất, cơ hồ có đến Lý Thiên Mệnh nơi ngực. Nhưng tuyệt đối tương đương bá khí, chỉ là chuôi kiếm bộ phận, thì có dài nửa thước, tuyệt đối đầy đủ hai tay cầm nắm. Càng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh cảm giác thanh kiếm này, tương đương trầm trọng. Đông Hoàng kiếm, ta là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân. Thân có chuẩn bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thỉnh thần kiếm ban cho cơ hội, để cho ta Lý Thiên Mệnh, có thể có cầm kiếm chi vinh diệu. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh rút lên Đông Hoàng kiếm. Vung vẩy thời điểm, quả nhiên phát hiện thanh kiếm này trọng lượng, cơ hồ là Hắc Minh Long kiếm hơn gấp 10 lần. Nói thật, đều có chút ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh phát huy kiếm quyết. Dù sao không đủ nhẹ nhàng, thi triển sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là, từ xưa đến nay, rất nhiều nhân viên cầm Đông Hoàng kiếm thời điểm, đều có thể sẽ có nhất định chiến lực tăng lên. Ta là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, Đông Hoàng kiếm chính thống truyền nhân, dựa theo đạo lý, ta hẳn là sẽ cực độ vừa phối a. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn trong tay thanh kiếm này. Cầm kiếm một khắc, hắn cảm giác tất cả tiền bối máu tươi, đã vọt tới trên bàn tay của chính mình, cùng cái này Đông Hoàng kiếm, kết hợp lại cùng nhau. Thậm chí bên trong thân thể, Đông Hoàng kiếm đã cùng Thái Nhất Tháp tạo thành mãnh liệt cộng minh. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vẫn nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn dùng thanh kiếm này, đánh tan Lang Thiên Tử. Cái kia chính là có ý nghĩa nhất nhất chiến. Đông Hoàng kiếm trầm trọng tới trình độ nào? Lý Thiên Mệnh vận chuyển toàn thân thú nguyên, đều chỉ có thể hai tay nắm ở, nhấc lên kiếm lớn này. Tạm thời tới nói, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm nhận được trầm trọng, cũng không có cảm thụ ra Đông Hoàng kiếm thuộc về nghịch thiên thần vật lực lượng kinh khủng. Nói thật, Hắc Minh Long kiếm đều có Hắc Minh thần long kiếm khí, tùy tiện vung lên,
đều có thể cắt chém nham thạch, nhưng bây giờ cái này Đông Hoàng kiếm, mang cho Lý Thiên Mệnh chỉ có trầm trọng. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng, lập tức phát huy ra Đông Hoàng kiếm uy lực tới. Ta là Lý Thị Thánh Tộc, hẳn là sẽ có ưu thế, chỉ cần đạt được Đông Hoàng kiếm tán thành. Lý Thiên Mệnh nội tâm nóng rực nghĩ. Vốn định dẫn xuất Đông Hoàng kiếm về sau, tại đáy biển tiềm tàng lượn vòng đoạn nhỏ thời gian, chính mình trước suy nghĩ một chút Đông Hoàng kiếm, nhưng hôm nay nước biển một không, làm rối loạn Lý Thiên Mệnh kế hoạch. Hắn chỉ có thể, trong chiến đấu, đi nhận biết cái này Đông Hoàng cảnh đệ nhất thần vật. Nếu như uy lực của nó hoàn toàn mở phát ra tới, Đông Hoàng cảnh căn bản không có bảo vật có thể sánh ngang, ngoại trừ Thái Nhất Tháp. Giống. Liên tục ba tiếng kinh thiên long ngâm, chấn thiên truyền đến. Làm Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu thời điểm, trên đỉnh đầu, có ba đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm to lớn thần long, chạy như bay ở trên trời, cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn. Ngọn lửa này thần long so với hoàng kim địa ngục long còn muốn to lớn, toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm, hừng hực thiêu đốt, hung hãn khủng bố. Mỗi một chiếc vảy rồng, cơ hồ đều tại thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái này một loại thần long, xem ra giống như lớn nhất chính quy, bình thường nhất, không có hoàng kim địa ngục long loại kia kim kiếm long đuôi, nhưng trên thực tế, đây mới là thuần chính nhất thần long. Nó rộng rãi lực lượng, muốn áp chế hoàng kim địa ngục long rất nhiều. Thậm chí, cùng trên tư liệu miêu tả Nguyệt Linh Lang cộng sinh thú, có nhất định khác nhau, tỉ như hình thể phía trên, đều phải lớn hơn rất nhiều. Đây là cấp 5 thánh thú, phần thiên trúc long. Nơi xa, phi sinh nhược tố thanh âm truyền tới, trong đó đeo một chút bất an. Ba đầu cấp 5 thánh thú. Quả nhiên, Nguyệt Linh Lang thực lực chân chính, so với tư liệu ghi chép hiếu thắng, may mắn Lý Thiên Mệnh đầy đủ cẩn thận, nắm chặt thời gian đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 9. Nếu là ta đánh bại quân thiên dịch sau ngay lập tức đi tìm nàng, đoán chừng quyết chiến bại rất thảm. Cặp mắt của hắn thấy được chính giữa phần thiên trúc long, cái này cao quý mà hừng hực thiêu đốt thần trên đỉnh đầu rồng, lúc này đang đứng một người mặc màu cam váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ kia cao cao tại thượng, ánh mắt bế nghế, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cùng Đông Hoàng kiếm, trong ánh mắt, viết đầy bá đạo cùng lạnh lùng. Cảnh giới của nàng, khả năng tại thiên ý cảnh giới tầng thứ 3. Mà không phải tư liệu ghi lại tầng thứ 2. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán, cộng sinh thú tiến hóa, nói không chừng sẽ kéo theo cảnh giới của nàng đột phá. Nàng không chỉ là mạnh, mà chính là cường đến đáng sợ. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới ban đầu ở Chu Tước Quốc gặp phải một cái thánh thiên tử, gặp nhau lần nữa, có thể thuế biến đến loại trình độ này. Nhưng, chính mình có thể theo linh nguyên cảnh truy đến nơi đây, trở thành đối thủ của nàng, hiển nhiên càng đáng sợ. Cho nên, dù là đối thủ này tương đương khó đối phó, Lý Thiên Mệnh vẫn chiếm cứ to lớn tâm lý ưu thế, giờ này khắc này, hắn mới là khiêu chiến mới. Cái thứ nhất ba đời ngự thú sư. Nhìn đến đối phương ba đầu cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh nhìn không được hâm mộ. Nói thật, ba đời ngự thú sư so song sinh ngự thú sư muốn thoải mái rất nhiều, bốn người vây công so ba cái vây công phổ thông ngự thú sư, càng thêm thuận tiện thống khoái, dù sao tương đương với 2-1. Mãi mãi cũng là vây công đối thủ. Cái thứ ba trứng, đã không ít long hình vết nứt, đã sớm tới có thể ra đời thời gian. Chỉ tiếc, cảnh vực kết giới bên trong, cũng không đủ đủ linh tai hoặc là bảo vật điều kiện. Ta đã quy nhất đỉnh phong, lão tam muốn là xuất sinh, cần điều kiện hiển nhiên cực kỳ hà khắc. Có lẽ cảnh vực chi chiến về sau, Lý Thiên Mệnh sẽ đi tìm điều kiện. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn tránh thức cầm xuống Đông Hoàng kiếm. Lấy ba địch bốn. Lại có làm sao? Ta hiện tại có Đông Hoàng kiếm, chỉ cần ta có thể được đến Đông Hoàng kiếm tán thành, sử dụng cái này thần binh lợi khí uy lực. Nhìn trong tay thanh này cẩn trọng trường kiếm, Lý Thiên Mệnh chiến ý ngút trời. Hắn đem Đông Hoàng kiếm chỉ hướng Nguyệt Linh Lang thời điểm, huỳnh hỏa chạy như bay ở bên người, mà miêu miêu rơi trên mặt đất, hắc phụ ma khí trùng thiên, một đôi huyết hai mắt màu đỏ lôi đình cự thú, bước vào bên trong chiến trường. Xì xì xì. Vô số màu đen lôi đình, bắt đầu theo bốn phương tám hướng hội tụ, xây dựng thái sơ hỗn độn lôi trên ma thân cửu trọng hỗn độn lôi giới. Nó quá bé nhỏ, đã từng cái kia mộng cảnh nó, muốn thi triển cái này cửu trọng hỗn độn lôi giới, đoán chừng sẽ đem một toàn bộ thế giới lôi điện, đều hấp thu ở trên người A. Kiếm chỉ Nguyệt Linh Lang trong tích tắc, thánh thiên chiến trường cuối cùng đã tới lớn nhất sôi trào thời khắc. Trận chiến cuối cùng, Đông Hoàng kiếm thuộc về lập tức liền sẽ rốt cuộc. Đây là tất cả thánh thiên phủ người tại khai chiến trước, không thể tưởng tượng một màn,
giờ phút này lại chân thực phát sinh. Giết hắn. Đây là Thánh Thiên Phủ chi người nội tâm lớn nhất khát vọng, bọn họ đồng dạng không muốn cho cái này năm kiếp luân hồi chi thể, bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Trảm giết chết, xong hết mọi chuyện. Để hắn đi âm tào địa phủ phách lối. Lang Thiên Tử, ban cho hắn tử tội. Giờ khắc này Thánh Thiên chiến trường, là Nguyệt Linh Lang sân nhà, sau lưng của nàng, 30 vạn người tại chèo trống, quả thực núi kêu biển gầm. Nguyệt Linh Lang nghe không được những thứ này, nàng khống chế lấy phần Thiên Trúc Long, một người ba long, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, loại kia duy ngã độc tôn nghịch thiên thiên tài chi khí chất, như liệt hỏa một dạng đốt cháy. Nàng một đôi đốt cháy hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn, sau đó lại nhìn đến năm cái Thánh Thiên Tử, hai cái Hắc Minh đệ tử, để Lý Thiên Mệnh cột vào tà ma phía trên, nguyên một đám vô cùng thê thảm. Tình cảnh này, để ánh mắt của nàng biến hóa rất nhiều. Nói một câu lời nói thật, người quật khởi đột phá, đến hôm nay đứng ở chỗ này, làm ra hết thảy, để cho ta khủng hoảng rất lâu. Cho tới nay, ta đều cho là mình theo một cái duy nhất, theo không quan trọng ở giữa, đi đến hôm nay trình độ người. Ta vạn vạn không nghĩ đến, ngươi so với ta tuyệt hơn, theo một giới con kiến hôi, truy đuổi loại tình trạng này. Cho nên, ta thừa nhận, ta theo miệt thị ngươi, cho tới bây giờ, không thể không bội phục ngươi. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy được rất nhiều cùng ta chỗ tương tự. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh, ngươi ta tại khác biệt trận doanh, huống hồ, người người như ta, trên đời này chỉ có thể có một cái. Đông Hoàng cảnh tạo hóa, cứ như vậy nhiều. Sau đó người vĩnh viễn là ta đá cản đường. Ta hôm nay chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là, để ngươi chết. Đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng nói những lời này thời điểm, mỗi một lời dường như thiêu đốt lên hỏa diễm, thiêu tại trên người người khác. Lúc nói chuyện, nàng theo tu di giới chỉ bên trong, rút ra hai loại binh khí, đó là một đôi trường kiếm. Trong tay trái, chính là một thanh ngọn lửa màu xanh kiếm, thẳng tắp sắc bén, phong mang tất lộ. Đây là bát giai thú binh, tên là Thanh Thiên Hỏa Kiếm. Trên tay phải, chính là một thanh ngọn lửa màu tím kiếm, nhưng thanh kiếm này hơi hơi uốn lượn, có điểm giống là Lý Khinh Ngữ đao mảnh, thích hợp chặt chém. Đây là bát giai thú binh, tên là Tử Tiêu Diễm Kiếm. Thanh Thiên Tử Tiêu, song kiếm hợp bích. Đã từng tỷ tỷ của nàng Nguyệt Linh Cơ, đồng dạng sử dụng song kiếm, chứng minh các nàng Nguyệt Linh gia tộc, có loại này tâm phân nhị dụng thiên phú. Nàng hai tay cầm kiếm. Song kiếm chỉ xuống đất, ngập trời sát cơ, đã bao phủ Lý Thiên Mệnh. Quật khởi tại không quan trọng. Lý Thiên Mệnh đối câu nói này rất có hứng thú. Nếu là quật khởi tại không quan trọng, liền càng hẳn phải biết, phàm phu tục tử chi khó khăn, chúng sinh không dễ. Mà theo phong cách hành sự của ngươi phía trên nhìn, ngươi cái gọi là nói, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, diệt tuyệt nhân luân, chiếm lấy thương sinh phúc vận để bản thân sử dụng. Phàm là có người cản đường. Ngươi liền coi là uy hiếp, không lưu tình chút nào, giết người đoạt khí vận. Ngươi miệt thị hết thảy, nhưng lại leo lên quyền thế, muốn dẫm tại vạn vật chúng sinh trên đầu, không có chút nào thể diện. Ta nhìn, ngươi hoàn toàn không tính quật khởi tại không quan trọng. Quật khởi tại không quan trọng người, tự nhiên thủ vững không quan trọng chi tâm, ân oán rõ ràng, giúp đỡ chính đạo. Giết người đoạt khí vận người, luôn có một ngày, sẽ bị khí vận phản phệ, bị nhân quả báo ứng. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là ăn không nói bậy. Lấy hắn đối Nguyệt Linh Lang tính tình phán đoán, tăng thêm làm lần đầu gặp mặt, nàng thì tuyên bố muốn diệt Lý Thị Thánh Tộc, lại thêm Diệp Thiếu Khanh cho trên tư liệu, viết nàng báo thù giết hại toàn tộc, trẻ sơ sinh đều không buông tha sự tích, thậm chí còn không chỉ một lần. Có thể thấy được, Nguyệt Linh Lang người này, không có bản tâm, chỉ có hừng hực tim gấu cùng sát tâm. Nói thật, đó là cái rất đặc thù nữ hài. Lý Thiên Mệnh gặp qua tất cả thiên tài. Vũ Văn Thần Đô, Quân Thiên Dịch bọn người, cũng không bằng này người nội tâm ý chí cường hãn. Ở phương diện này, kỳ thật Vũ Văn Thần Đô so Quân Thiên Dịch cường. Người nói rất có đạo lý, ta kém chút liền tin, chỉ tiếc chết người sẽ không lại nói chuyện. Tu hành chính là cướp bóc cùng chinh phục, chỉ có dẫm tại chúng sinh trên đỉnh đầu, mới xứng nói tôn nghiêm cùng tự do. Người không trải qua khó khăn, làm sao biết nói không cướp bóc hết thảy, làm sao có thể tại núi thây biển máu bên trong leo ra. Ta sinh ra thời điểm, ta cộng sinh thú, chỉ là ba cái tiểu xà, người cho rằng ta là mất tích. Không, ta là để phụ thân, trục xuất khỏi gia môn. Mà bây giờ, bọn họ là cấp 5 thánh thú phần Thiên Trúc Long. Người nói, không hủy đi cản đường hết thảy, ta làm sao có thể đứng ở chỗ này.
ta chỉ sợ sớm đã chết đói ở trong vùng hoang dã. Lý Thiên Mệnh, ta cảm thấy ngươi là người đồng đạo, để mắt ngươi, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta sai rồi, ngươi tuy nhiên thiên phú siêu nhiên, nhưng là ngươi cùng phàm phu tục tử, căn vốn không có gì khác nhau. Ngươi, không xứng với thiên phú của ngươi. Cho nên, ngươi không có tư cách lại cùng ta nói ra. Ta ban cho ngươi, tử tội. Làm câu nói sau cùng nói cho tới khi nào xong thôi, nàng khống chế lớn nhất đầu kia phần thiên trúc long, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Mà hai bên hai đầu phần thiên trúc long, thì phân biệt để mắt tới Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Làm ba đời ngự thú sư, đây là nàng mạnh nhất phương thức chiến đấu. Cái kia chính là, mặc kệ gặp phải cái gì đối thủ, nàng ba đầu cộng sinh thú, chỉ ít đều có một đầu, có thể cùng nàng cùng một chỗ, trước đánh tan đối phương ngự thú sư. Đây chính là ba đời ngự thú sư nghịch thiên chỗ. Không chỉ là thú nguyên số lượng gia tăng. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ngược lại là nghĩ trợ giúp Lý Thiên Mệnh, nhưng không có cách, hai đầu phần thiên trúc long giết đi lên thời điểm, một miệng hừng hực hỏa diễm long tức, trực tiếp đem chiến trường chia cắt ra. Ầm ầm. Nguyên bản nơi này là biển cả, nhưng là, làm phần thiên trúc long bắt đầu phun lửa thời điểm, nơi này biến thành cuồn cuộn biển lửa. Huỳnh Hỏa chỉ tới kịp cho Lý Thiên Mệnh ra trì lên luyện ngục thuẫn giáp. Liền để cái kia một đầu phần thiên trúc long cơ hồ chìm ngập. Một bên khác, một đầu khác phần thiên trúc long đã cùng Miêu Miêu kéo cắn vào nhau, thiêu đốt hỏa diễm cùng cửu trọng hỗn độn lôi giới, kịch liệt đụng nhau. Mà ở chính giữa đường, Nguyệt Linh Lang ánh mắt thiêu đốt, hai tay cầm kiếm, cùng một đầu phần thiên trúc long cùng một chỗ, phủ đầu đánh tới. Oanh! Ngay tại cái này ngay từ đầu, ba đầu phần thiên trúc long ở vào ba cái vị trí, bảo trì lẫn nhau khoảng cách. Không ngừng phun ra màu đỏ thắm phần thiên liệt hỏa. Đây cơ hồ là Lý Thiên Mệnh gặp qua, ngoại trừ luyện ngục hỏa bên ngoài, thứ nhất thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ cao tới đáng sợ. Danh xưng phần thiên, tự nhiên đốt cháy hết thảy, đây cũng là cái này cấp 5 thánh thú mạnh nhất chỗ. Vù vù, ba đầu phần thiên trúc long, tạo thành một cái tam giác, bọn họ phun ra hỏa diễm ở giữa đụng nhau, bỗng nhiên bạo phát, vậy mà tạo thành một cái điên cuồng xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy. Hô hô hô! Theo bọn chúng phun lửa, hỏa diễm vòng xoáy càng lúc càng lớn, tại trong thời gian rất ngắn, cơ hồ bao trùm chung quanh mảng lớn chiến trường. Ba đầu phần thiên trúc long, cứ thế mà đã sáng tạo ra một mảnh hỏa diễm vòng xoáy biển dương, để Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, hoàn toàn hãm sâu trong đó. Chung quanh khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, hơn nữa còn là như thế hừng hực hỏa diễm. Đây là phần thiên trúc long linh nguyên thần thông, tên là phần thiên dung lô. Bây giờ phần thiên dung lô đã cuốn thành, chỉ cần tiếp tục tồn tại cái này dung trong lò chiến đấu, Nguyệt Linh Lang cơ hồ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa chẳng những có luyện ngục thuẫn giáp, mà lại tự thân hỏa thuộc tính miễn dịch, nói thật ngọn lửa này thiêu đốt đối uy hiếp của bọn hắn, tuyệt đối không có xem ra lớn như vậy. Miêu Miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới, tuy nhiên rất ăn thiệt thòi, nhưng tạm thời có thể chống đỡ. Huỳnh Hỏa, người hướng Miêu Miêu bên kia dựa vào. Hình thành một cái chỉnh thể. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt làm ra phán đoán. Đối mặt cấp 5 thánh thú phần thiên trúc long, Huỳnh Hỏa thuộc tính cùng chiến quyết ngược lại có ưu thế, nhưng Miêu Miêu khả năng có thể yếu. Dù sao, một khi cửu trọng hỗn độn lôi giới muốn là phá, ba đầu phần thiên trúc long đốt cháy, nó chỉ sợ chống đỡ không nổi. Còn nữa, Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa một lớn một nhỏ, nhất minh nhất ám, giữa bọn chúng phối hợp lực sát thương sẽ mạnh hơn. Nhất là Huỳnh Hỏa có thể tại hỗn loạn tình huống dưới, làm ra rất kinh người bao nhiêu phương thức chiến đấu. Bọn họ đối mặt mặc dù là hai đầu thiên ý cảnh giới tầng thứ 3 cấp 5 thánh thú, nhưng Lý Thiên Mệnh tướng tin chúng nó. Khó chính là hắn bên này, hắn bây giờ bị Nguyệt Linh Lang cùng một đầu phần thiên trúc long vây công. Đáng tiếc Linh Nhi không tại, Đông Hoàng kiếm giống như cũng không phát huy ra uy lực đến. Lúc này mới vừa khai chiến. Cái kia phần thiên trúc long phần thiên dung lô thì trùng kích ở trên người, muốn không phải vĩnh hằng luyện ngục thể, đoán chừng rất nhanh đều muốn bị đốt thành than cốc. Loại này khủng bố thần thông dưới, những người khác làm sao có thể cùng Nguyệt Linh Lang so sánh. Một đầu phần thiên trúc long thì tương đương khó đối phó, dù sao hắn thú nguyên, nhục thân cùng thần thông đều rất cường đại, chớ nói chi là cái này phần thiên trúc long bên người, còn ẩn giấu đi Nguyệt Linh Lang. Nguyệt Linh Lang tuyệt đối không có khả năng khinh địch. Nàng cũng là chiến đấu chi đạo, cũng là vận dụng hết thảy thủ đoạn chém giết đối thủ. Dù là nàng thiên ý cảnh giới tầng thứ 3, nàng đều lựa chọn tại phần thiên trúc long yểm hộ phía dưới,
đột nhiên giết ra đến, thẳng đến Lý Thiên Mệnh tánh mạng. Chết! Tại phần Thiên Trúc Long Long Dâu cùng trong ngọn lửa, đột nhiên thoát ra một nữ tử, nhanh như hỏa ảnh, một kiếm thanh hỏa, một kiếm tử viêm. Đây là Thiên Ý Chiến Quyết, Thanh Thiên Lục Tâm Quyết, cùng Tử Tiêu Chu Hồn Quyết. Nguyệt Linh Lang đối Thiên Ý Chiến Quyết lĩnh ngộ cùng ma luyện, tại Lý Thiên Mệnh tất cả đối thủ phía trên, mà lại rõ ràng vượt qua không ít, cái này chỉ sợ sẽ làm cho Lý Thiên Mệnh thánh cảnh chiến quyết ưu thế vô hạn suy yếu. Dù sao đối phương là hoàn chỉnh Thiên Ý Chiến Quyết, mà Lý Thiên Mệnh là bán thành phẩm thánh cảnh chiến quyết. Chỉ là cái này vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được. Nàng cái này Thiên Ý Chiến Quyết lực sát thương, cùng Dương Thúc tại chém giết Lâm Thiên Giám thời điểm, thi triển Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm không sai biệt lắm. Nói cách khác, Nguyệt Linh Lang hiện tại chiến đấu lực, rất có thể tới gần thời điểm đó Mộ Dương. Mà nàng mới mười mấy tuổi. Loại thiên phú này cùng ý chí, Quân Thiên Dịch vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Có ít người chỗ cường đại ở chỗ nội tâm, không ở chỗ đơn giản cảnh giới so sánh, Lý Thiên Mệnh cùng cái này Nguyệt Linh Lang đều là như vậy người. Lúc này thời điểm Nguyệt Linh Lang, trong mắt ngọn lửa màu đỏ thắm như thế vô tình, mang theo sâu vô cùng lạnh lùng, song kiếm trực tiếp giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt đến. Thanh Thiên Lục Tâm Quyết thanh mang. Một chút thanh mang, trong nháy mắt chỉ hướng vị trí hiểm yếu, nhanh lên rất yếu ớt, nhưng lại đủ để trong nháy mắt cắt đứt cổ, một chiêu chí mạng. Tử Tiêu Chu Hồn Quyết tử ảnh. Một kiếm này rất phiêu, quét ngang mà đến thời điểm, trước mắt xuất hiện rất nhiều tử sắc cái bóng, biến hóa khó lường, khó phân thật giả, nhưng lại xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai. Tăng thêm cái kia phần Thiên Trúc Long, lần nữa phun ra một miệng hỏa diễm dòng nước lũ, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chìm ngập Lý Thiên Mệnh. Tại hỏa diễm dòng nước lũ bên trong, Lý Thiên Mệnh lấy luyện ngục thuẫn giáp ngăn trở lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lại vẫn làm cho thần thông uy lực đâm đến thất điên bát đảo. Hắn đã không có công phu quản huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, hắn gặp phải áp lực hiển nhiên tại bọn họ phía trên. Phá! Hắn hai tay nắm ở cái kia trầm trọng Đông Hoàng kiếm, thi triển thời điểm, tựa như là một ngọn núi áp chế ở trên đỉnh đầu chính mình. Chẳng những không có uy lực gia tăng, ngược lại biến đến càng khó khăn. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. Hiện tại quy nhất cảnh giới tầng thứ 9 hắn, tại đối phương cuồng bạo áp chế dưới, chém ra một kiếm này. Đông Hoàng kiếm tương đương cồng kềnh, để Lý Thiên Mệnh kiếm thế biến đến rất chậm, hắn hoàn toàn dựa vào lấy thú nguyên cùng kiếm ý chèo chống, mới đưa một kiếm này uy lực, triệt để bạo phát đi ra. Làm! Toái diệt càn khôn kiếm ý tăng thêm Đông Hoàng kiếm trầm trọng, một kiếm dưới, phá nát Nguyệt Linh Lang chí mạng hai chiêu, giải trừ Lý Thiên Mệnh nguy cơ sinh tử. Nhưng, đối phương cái kia chí mạng kiếm chiêu cũng không ngừng nghỉ, nàng tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn Lý Thiên Mệnh có thể phá chiêu kiếm của nàng. Nàng thậm chí cười lạnh một tiếng, nói. Tay cầm Đông Hoàng kiếm, cho người mạnh như vậy binh khí, người mới chút thực lực ấy. Nàng lại làm sao biết, Lý Thiên Mệnh chẳng những không có phát huy ra cái này Đông Hoàng kiếm bản phận uy lực, thậm chí kém chút để hắn ảnh hưởng kiếm thế của chính mình. Thi triển ra toái diệt càn khôn đều giảm đi, còn không có Hắc Minh Long kiếm cường. Đây quả thật là đệ nhất tổ tiên mang về binh khí, lại tại chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, truyền thừa quá ngàn năm. Có vẻ giống như, không có chút nào thân cận ta. Lý Thiên Mệnh tương đương đau đầu, nói thật cái này là sinh tử nhất chiến, không phát huy ra Đông Hoàng kiếm uy lực, tuyệt đối vô cùng chí mạng. Nguyệt Linh Lang rõ ràng chính là muốn để hắn chết, căn vốn không có chút do dự nào, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh mà đến. Lúc này thời điểm, lại cưỡng ép sử dụng một thanh trầm trọng gấp 10 lần, một chút uy lực đều không có, ngược lại tạo thành liên lụy Đông Hoàng kiếm, còn thích hợp sao? Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh muốn lựa chọn từ bỏ, hắn đang suy nghĩ nếu như sử dụng Hắc Minh Long kiếm, đều không đến mức bị áp chế thành dạng này. Nhưng, hắn vừa buông ra Đông Hoàng kiếm, lập tức liền nắm chặt. Không được, biết khó khăn thì lui, không phải ý chí của ta. Dạng này liền từ bỏ, cái này khiến cái này Đông Hoàng kiếm, làm sao có thể để mắt ta? Chỉ là Hắc Minh Long kiếm, làm sao có thể cùng loại này thần vật so sánh? Chính là bởi vì là thần vật, sao có thể bởi vì ta là Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, bởi vì ta là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp thì thuận theo ta. Nó nhất định cần, ta đi cảm ngộ nó, thậm chí, để nó nhìn đến lòng ta, tới sinh ra cộng minh. Để nó nhìn đến, ta Lý Thiên Mệnh, đến cùng là hạng người gì. Bằng không, hắn cảm thấy mình đều không xứng với Đông Hoàng kiếm. Đã từng đạt được Thái Nhất Tháp, là bởi vì siêu việt chính mình,
không lần đầu sinh tử giao phong, mới nắm giữ dạng này thần vật. Ngay cả như vậy, hắn đến bây giờ vẫn không biết, như thế nào tránh thức sử dụng cái kia thái nhất tháp. Đông Hoàng Kiếm, như thế nào lại đơn giản. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, hắn triệt để dứt bỏ sinh tử tạp niệm. Hắn nắm thật chặt Đông Hoàng Kiếm, đem xem như là chính mình thân thể một bộ phận. Đối mặt Nguyệt Linh Lang cùng cái kia phần thiên trúc long chí mạng giết hại, hắn kiên trì, thẳng tiến không lùi, kéo lấy trầm trọng Đông Hoàng Kiếm, đem chính mình lớn nhất hừng hực nhiệt huyết, đúc kim loại ở tại phía trên. Ông, cái kia phần thiên nến trên thân rồng mỗi một chiếc vảy rồng, đều đốt cháy ngọn lửa nóng bỏng, nó tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, không ngừng sử dụng các loại thần thông tiến công, thậm chí nanh vuốt công kích. Nó nanh vuốt cùng Đông Hoàng Kiếm không ngừng giao phong, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Hô! Lại là trong nháy mắt, Nguyệt Linh Lang lần nữa đánh tới, trong tay Thanh Thiên Hỏa Kiếm chỉ hướng Lý Thiên Mệnh trái tim. Một kiếm kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức cực hạn, chính là chân chính sát lục chi kiếm. Thanh Thiên Lục Tâm Quyết Lục Tâm. Một kiếm này rất đáng sợ, cơ hồ khiến Lý Thiên Mệnh ngửi thấy tử vong tư vị. Trước đó, hắn liền đã để cái kia phần thiên trúc long làm cho không chỗ có thể trốn. Nguyệt Linh Lang thi triển cái này chí mạng sát chiêu thời điểm, phần thiên trúc long thì ở sau lưng hắn, cái kia to lớn long chảo trực tiếp đập tại phần lưng của hắn, trực tiếp xé rách ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Trong lúc nhất thời, máu me khắp người. Nhưng, Lý Thiên Mệnh hai mắt đỏ ngầu vẫn thiêu tại Nguyệt Linh Lang trên thân, bởi vì nàng mới là trước mắt chí mạng uy hiếp. Hắn cắn răng đứng vững phía sau lưng thương thế, hai tay cầm kiếm, giống như đánh tan quân thiên dịch lần kia một dạng, bước ra một bước, một kiếm chọc ra. Nghịch thần kiếm ý, vạn kiếm độc tôn. Đây là Lý Thiên Mệnh thi triển qua mạnh nhất một kiếm. Nhưng, chỉ sợ là bởi vì trong tay là Đông Hoàng Kiếm quá mức trầm trọng, dẫn đến uy lực phía trên so với một lần trước quyết đấu quân thiên dịch, cường đại không coi là nhiều. Ngay cả như vậy, vạn kiếm độc tôn kiếm ý cùng bạo phát, vẫn làm cho Nguyệt Linh Lang chỉ có thể ẩn núp. Một kiếm này uy lực, làm cho Nguyệt Linh Lang tạm thời bỏ qua Thanh Thiên Hỏa Kiếm, thậm chí vạn kiếm cực nhanh tiến tới phía dưới, nàng bên trong không ít kiếm khí, trên thân đã có vết máu. Bất quá, nàng một bên thân chuyển một cái, tay cầm Tử Tiêu Diễm Kiếm, lần nữa thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, quả thực vừa nhanh vừa độc cay. Một kiếm này tiếp nhận tại cái kia Thanh Thiên Lục Tâm Quyết về sau, chính là Tử Tiêu Chu Hồn Quyết hạch tâm một kiếm chu hồn. Một kiếm chu hồn, sinh tử tách rời. Lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh, vừa giết ra vạn kiếm độc tôn, còn đến không kịp thu hồi cái này trầm trọng Đông Hoàng Kiếm, thậm chí sau lưng máu me đầm đìa trầm trọng thương thế, càng ảnh hưởng tới hắn động tác mãnh liệt. Đi có được hay không, phế vật. Nguyệt Linh Lang lạnh lẽo cười một tiếng, Tử Tiêu Diễm Kiếm trong nháy mắt đâm về Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Đinh! Một tiếng bén nhọn tiếng ma sát âm bạo phát. Nguyệt Linh Lang vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này sau cùng tử vong trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cánh tay trái vậy mà buông lỏng ra Đông Hoàng Kiếm. Cái kia màu đen phủ đầy lân giáp tay cầm, đột nhiên bắt lấy nhanh như tử ảnh Tử Tiêu Diễm Kiếm. Tử Tiêu Diễm Kiếm vẫn hướng bên trong đâm, cái này bắt giai thú binh tại hắn năm ngón tay ở giữa, vậy mà ma sát ra chướng mắt sao hỏa. Nàng một kiếm này uy lực không có đơn giản như vậy. Coi như Lý Thiên Mệnh cầm kiếm nhận, cái kia Tử Tiêu Diễm Kiếm vẫn đâm vào Lý Thiên Mệnh ở ngực. Kém một chút, xuyên tim mà qua. Lý Thiên Mệnh có thể còn sống sót, một phương diện, là có hắc ám cánh tay ngăn cản. Một mặt khác, là bởi vì Tử Tiêu Diễm Kiếm đâm vào huyết nhục, cơ hồ ngăn cản trái tim trước trong nháy mắt, một đạo bạch sắc bình chướng ngăn tại mũi kiếm. Cái kia màu trắng bình chướng hình dáng, tựa như là Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh biết, là Thái Nhất Tháp tại một khắc cuối cùng, bảo vệ hắn cái này nhất mệnh, nhưng, phải chăng có lần thứ hai, vậy cũng không biết. Cái này đất đèn hỏa quang ở giữa phát sinh sự tình, đủ để gọi người dùng mình. Ngay cả như vậy, tại Nguyệt Linh Lang vừa quất ra Tử Tiêu Diễm Kiếm thời điểm, cái kia phần thiên trúc long móng vuốt lần nữa đập tới, ầm vang nện ở Lý Thiên Mệnh phần lưng, đem đánh bay ra ngoài, trên tay Đông Hoàng Kiếm trực tiếp tuột tay. Loảng xoảng, làm Lý Thiên Mệnh phần lưng máu me đầm đìa lúc bò dậy, Đông Hoàng Kiếm cũng đã rơi vào Nguyệt Linh Lang trước mắt. Nguyệt Linh Lang vốn đang đắm chìm trong, vừa mới không thể một chiêu đánh giết Lý Thiên Mệnh tiếc nuối bên trong, tiếp theo trong nháy mắt, nàng hoàn toàn bị trước mắt Đông Hoàng Kiếm hấp dẫn. Như thế thần vật, cần phải thuộc về ta, chỉ có ta mới xứng với nó, người căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Nguyệt Linh Lang đại hỉ bên trong, đem Tử Tiêu Diễm Kiếm cắm trên mặt đất, sau đó,
hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, đem rút ra. Thật là có một không hai thần vật. Theo nàng cái này nét mặt hưng phấn phía trên nhìn, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua cái này Đông Hoàng kiếm. Nói thật, giờ khắc này sau lưng cái kia đau nhức kịch liệt, còn có trước ngực kiếm thương, đều bị Lý Thiên Mệnh thế giới biến đến lạnh lùng như băng. Lần này, theo quỷ môn quan trước mặt đi qua, sinh tử một đường thời khắc, mới biết được cái gì gọi là nhân sinh. Đông Hoàng kiếm, cuối cùng vẫn không có tán thành ta. Thậm chí, còn dẫn đến ta kém chút bị giết. Cho nên nói a, không phải thiên phú cao, ý chí mạnh, trên thế giới này sự tình, thì nhất định sẽ toại nguyện. Trải qua thất bại cùng sinh tử, sau đó người còn sống sót, mới dễ cường đại hơn. Hắn sẽ không trách tội Đông Hoàng kiếm cái gì. Hết thảy chỉ nói rõ, ta không có tư cách này. Cho nên, bỏ ra đại giới, chính muốn thấy rõ sở chính mình. Làm lại từ đầu, một bước một cái dấu chân. Đáng tiếc duy nhất chính là, vừa mới mạo hiểm nắm giữ Đông Hoàng kiếm, dẫn đến chính mình cơ hồ trọng thương, hiện tại phần lưng của hắn hết thảy 10 đạo vết máu, sâu nhất địa phương, đã phá xương cốt, thương tổn tới xương sống. Hiện tại đứng đấy, toàn thân đều là gai đau, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, về sau sờ một cái, trên tay tràn đầy đều là đầm đìa máu tươi. Hắn nhìn thoáng qua, duy nhất yên tâm là, chỉ ít huỳnh hỏa bọn họ rất mạnh. Nó rất bảo trì miêu miêu, hai người phối hợp chi chiến, không kém gì cái kia hai đầu cấp 5 thánh thú phần thiên trúc long. Chỉ tiếc, chính mình đã trả giá đắt, chiến lực chỉ sợ muốn lần nữa hạ xuống. Lúc này thời điểm lại tay cầm Hắc Minh Long kiếm, lại muốn đối mặt đã cầm lấy Đông Hoàng kiếm Nguyệt Linh Lang. Còn có cái kia thô bạo phần thiên trúc long. Lý Thiên Mệnh, tiếp đó, ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng Đông Hoàng kiếm. Nguyệt Linh cơ kéo lấy cái kia trầm trọng binh khí, ánh mắt thiêu đốt hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Thật vô cùng đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng, cuối cùng có thể đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ. Ngươi quá khiến ta thất vọng, không chỉ là thực lực, còn có ngươi cái kia nông cạn, ấu trĩ tam quan. Trên cái thế giới này, chỉ có ta loại này người, mới xứng cầm giữ có thần vật, mới xứng lên làm chí tôn, nghiền ép thương sinh, quân lâm thiên hạ. Như ngươi như vậy ấu trĩ. Người hèn nhát, dù là có nghịch thiên chi tài, người cũng chỉ phối tại ta dưới chân, phủ phục run rẩy. Nàng hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, nâng cực kỳ cao. Đây là trong truyền thuyết đế hoàng chi kiếm. Chỉ có chân chính đế hoàng, mới năng động dùng nó, nói thí dụ như người tổ tiên Lý Thần Tiêu, là hắn nhất thống Đông Hoàng kiếm, sát phạt thiên hạ, để Lý thị thánh tộc huy hoàng vạn năm. Nhưng cũng tiếc, con cháu của hắn, đều là nhát gan thế hệ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thực không chịu nổi một kích. Bây giờ đến phiên ta, chấp trưởng kiếm này, tương lai luôn có một ngày, khai thác bước phát triển mới Đông Hoàng cảnh. Nàng nếu như điên cuồng, cười đến rực rỡ, nhưng nói thật, nàng tướng mạo rất đẹp, cho nên dù là dữ tợn, tựa hồ cũng nhìn rất đẹp. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nguyệt Linh Lang không nghĩ tới, đều lúc này thời điểm, đã trọng thương hắn, còn có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện với mình. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hỏi ngươi, Đông Hoàng kiếm, có nặng hay không? Vấn đề này, để Nguyệt Linh Lang tròng mắt hơi híp. Ngươi vô năng đạt được Đông Hoàng kiếm tán thành, thì vọng tưởng cho là ta cũng không thành. Lý Thiên Mệnh, chớ ở trước mặt ta quá tự phụ. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta là có đế hoàng chi mệnh người, liền xem như Đông Hoàng kiếm, cũng phải trong tay ta tin phục. Trong lúc nói chuyện, nàng lăng nhiên không sợ, cùng cái kia phần thiên trúc long lần nữa cùng một chỗ. Thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh hiện tại trọng thương, trên lưng tất cả đều là huyết, mà Nguyệt Linh Lang đã lấy được Đông Hoàng kiếm, dẫn đến cảnh vực chi chiến một lần nữa đếm ngược. Thăng bằng sớm đã bị đánh vỡ, Lý Thiên Mệnh đã khó có thể đào thoát tử vong, người nào còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nguyệt Linh Lang lúc giết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đã từng ngươi nói muốn tới Thánh Thiên Phủ chặt xuống đầu của ta. Ngày hôm nay, ngươi sẽ trở thành ta lấy đến Đông Hoàng kiếm về sau, chặt xuống thứ một cái đầu lâu. Cái này vinh quang của ngươi. Nàng tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là trên tay có thể nghiêm túc, nàng lấy thiên ý tầng thứ ba lực lượng trưởng khống Đông Hoàng kiếm, xác thực so Lý Thiên Mệnh thi triển ra muốn thông thuận rất nhiều. Chết đi. Thanh Thiên Lục Tâm quyết đoạn vân trảm. Vì Đông Hoàng kiếm, nàng nhưng không cách nào lại thi triển song kiếm. Ý nghĩ của nàng là, lấy lực lượng của mình. Chinh phục Đông Hoàng kiếm. Đoạn vân trảm, phía trên đạt trời xanh, một kiếm quét ngang, đem trên trời biển mây,
đứt gãy thành trên dưới hai nửa. Đây là trảm thủ chi kiếm. Mà cái kia phần thiên trúc long, cơ hồ tại đồng thời hóa thành hỏa diễm vòi rồng cuốn tới, hắn vảy rồng toàn bộ cuốn lại, giống như là vô số lưỡi đao sắc bén, phàm là bao phủ mà qua, đều có thể đem đối thủ xé rách thành thịt nát. Lý Thiên Mệnh phần lưng kịch liệt đau nhức, loại kia đau đớn thời khắc đều tại nói cho hắn biết, tử vong là tư vị gì. Ở cái này thị giác, hắn có thể càng thấy rõ ràng cái kia Đông Hoàng kiếm. Một khắc này, tâm lý lại không cấp bách, lại không cưỡng cầu. Có lẽ, Đông Hoàng kiếm, cũng không cần chinh phục. Tim của hắn, lại tại cái này thời khắc sinh tử, triệt để bình tĩnh lại. Siêu thoát sinh tử ngoại vật, dường như đến thiên ngoại một cái tỉnh táo chi địa. Tay phải Hắc Minh Long kiếm, tay trái Tam Sinh Ma quyền, chịu đựng phần lưng kịch liệt đau nhức, sinh tử không sợ, theo thiêu thân lao vào lửa, xông về hắn hai cái đối thủ. Tam Sinh Ma quyền, nhân ma, oanh thiên nhất quyền. Lấy quyền đầu đi ngăn trở Đông Hoàng kiếm, có lẽ chạm đến một khắc này, là một người một kiếm tâm linh va chạm. Nó giống như còn sống. Thiên ma, hám thần nhất quyền. Làm, Lý Thiên Mệnh bị đánh lui, lăn lộn, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn chặn Nguyệt Linh Lang vốn cho rằng vô cùng nhẹ nhõm giết hại. Thần ma, diệt thế nhất quyền. Hắn toàn thân nhuốm máu, tại sinh tử một đường bên trong vọt lên, nhất quyền phía dưới, điên cuồng đến cực hạn. Nghịch loạn như ma. Ầm ầm. Phần thiên trúc long vốn là muốn phun hỏa thiêu chết Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh quả thực như đánh không chết quái vật, đột nhiên bay ra ngoài, nhất quyền vang trời. Cái này diệt thế nhất quyền trực tiếp đập vào gáy của nó phía trên. Ầm ầm. Diệt thế nhất quyền uy lực, trực tiếp gọi cái kia phần thiên trúc long một tiếng hét thảm, đánh cho nó phụ cận nhãn cầu đều muốn nổ tung, quyền hạ vảy rồng toàn bộ bật nát. Máu tươi vẩy ra. Trong mắt của nó, giờ khắc này toàn thân nhuốm máu Lý Thiên Mệnh, như là địa ngục ma quỷ. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà nhếch miệng lên, không có không tử vong e ngại, ngược lại phát ra cười lạnh một tiếng. Chết đi ngươi. Đột nhiên ở giữa, Nguyệt Linh Lang bén nhọn thanh âm truyền đến. Ngay tại cái này phần thiên trúc long đầu rồng phía trên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, phía sau của hắn như là mọc mắt, tại quay đầu trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn tay cầm, lần nữa ngăn tại trước người. Làm. Cái kia Đông Hoàng kiếm đầu mũi tên, đâm vào lòng bàn tay của hắn vị trí. Đương nhiên, không tại con mắt thứ ba kia phía trên, cái này con mắt thứ ba chỉ cần nhắm lại, lòng bàn tay của hắn cơ hồ đều là cẩn trọng lân phiến. Đông Hoàng kiếm, vẫn là không có xé tan bóng đêm cánh tay. Chỉ là một kiếm này lực lượng kinh khủng, đem Lý Thiên Mệnh ép tới đập vào phần thiên nến trên thân rồng, mà cái kia Nguyệt Linh Lang hai tay cầm kiếm, đang dùng hết tất cả lực lượng, muốn đem Đông Hoàng kiếm đâm xuyên Lý Thiên Mệnh tay cầm, lại đâm thủng thân thể của hắn. Ta cũng không tin, bàn tay của ngươi có thể ngăn cản Đông Hoàng kiếm. Tóc của nàng mang rơi mất, đầu đầy tóc xanh tản mát, ngẩng đầu nhìn lên, nếu không phải hai mắt như lửa, thiêu đến người như thế khó chịu, nàng thật là một cái có một không hai vưu vật đi. Tạp tạp tạp, Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, cùng Lý Thiên Mệnh lòng bàn tay ma sát, bắn tung tóe ra càng nhiều sao hỏa, mờ u bàn tay của hắn tựa ở trên lồng ngực, giờ khắc này lồng ngực, cơ hồ đã lõm lún xuống dưới. Phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp rơi tại Đông Hoàng kiếm phía trên, thời khắc này Đông Hoàng kiếm, đã để Lý Thiên Mệnh máu tươi nhuộm đỏ. Để Nguyệt Linh Lang lên cơn giận dữ chính là, sắp chết đến nơi, tan tác đến loại trình độ này, hắn lại còn dám ở trước mặt mình cười. Như ngươi như vậy nhu nhược tàn phế người, có thể chết ở Đông Hoàng kiếm phía dưới, chính là vận mệnh của ngươi. Nàng dùng tới toàn bộ lực lượng, hắc ám cánh tay tay cầm cùng Đông Hoàng kiếm lòng bàn tay va chạm sao hỏa càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên tay cầm chặn Đông Hoàng kiếm, nhưng là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn dán tại phần thiên trúc long trên đỉnh đầu, cơ hồ bị đè ép. Nhất là phần lưng vốn là trọng thương, hiện tại càng là tại cùng phần thiên trúc long phá nát vảy rồng ma sát, cái kia vảy rồng toái phiến trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong. Lý Thiên Mệnh, tử vong cười đã chưa? Để Nguyệt Linh Lang không nghĩ ra là, hắn đến cùng đang cười cái gì? Tử vong không buồn cười, người không dùng đến Đông Hoàng kiếm, lại cùng ta mới một dạng dáng chống đỡ dáng vẻ, thật buồn cười. Lý Thiên Mệnh tại lúc nói chuyện, dùng cánh tay trái năm ngón tay, hoàn toàn nắm Đông Hoàng kiếm mũi kiếm. Tạch tạch tạch, hắn vậy mà lấy lực lượng của mình, từ từ đem cái kia Đông Hoàng kiếm, theo lồng ngực của mình đẩy ra. Một khắc này, ánh mắt của hắn như hai tòa biển máu, cái kia bàng bạc đấu trí, theo Đông Hoàng kiếm, thiêu đốt đến Nguyệt Linh Lang trên thân.
Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nguyệt Linh Lang táo bạo nói. Ta nói, ngươi không xứng với thanh kiếm này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái hoàn toàn ở run rẩy. Thế nhưng là giờ khắc này, máu me đầm đìa hắn, vậy mà tại cái kia phần thiên trúc long trên đỉnh đầu, chống đỡ lấy đứng lên, cơ hồ là đỉnh lấy Nguyệt Linh Lang, đem bước lui, thẳng đến ưỡn thẳng sống lưng. Ta không xứng với, người phế vật này càng không xứng với. Chỉ muốn ngươi chết, ta có là chinh phục nó cơ hội. Nguyệt Linh Lang toàn thân liệt hỏa, theo Đông Hoàng kiếm hướng về Lý Thiên Mệnh thiêu đốt mà đến. Nàng lại không thấy được, Lý Thiên Mệnh trên người huyết, lại vào lúc này, từng giờ từng phút hội tụ tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Hội tụ tại Nhật Nguyệt tinh thần bên trong, hội tụ tại núi non sông suối phía trên. Cái kia không chỉ là Lý Thiên Mệnh máu của mình, còn có Lý Thị Thánh tộc Thiên Thu Vạn Đại, bất tử bất diệt nghịch thiên chi huyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.